Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 184. Thần sắc của đệ nhất thần lập tức dữ tợn. Vậy ngươi đến chọc lão tử vui vẻ sao? Nói xong, một cỗ uy áp cường đại nghiền ép về phía Hoành Vạn Cổ và Tám Mắc. Giờ khắc này, cả cửu trọng không gian rung động kịch liệt. Thần sắc của Hoành Vạn Cổ bình tĩnh, hắn bước ra một bước, tay phải cầm quạt xếp nhẹ nhàng chúi xuống, trong chốc lát, một cỗ khí tràng vô hình xuất hiện. Am! Trong hư không như có cái gì bị xé tan thành phấn. Một hơi sau, thiên địa triệt để khôi phục bình tĩnh, trên vách núi, đệ nhất thần lạnh nhạt nói. Thực lực so với trước kia mạnh mẽ không ít nha. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Không có ý nghĩa, trở về chủ đề, nếu tiền bối nguyện ý, ta sẽ lập tức động thủ cứu tiền bối, còn làm sao cứu, đó là chuyện tình của ta. Trên vách núi, đệ nhất thần nhìn Hoành Vạn Cổ hồi lâu, sau đó cười nói. Đương nhiên có thể, bất quá, ta rất muốn biết ngươi rốt cuộc làm sao cứu ta. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Làm phiền. Chỗ đó, không gian khẽ run lên, một nam tử xuất hiện. Đúng là Mặc Du. Thân hình Mặc Du run lên, đi tới trên vách núi, ánh mắt của hắn rơi vào trên đạo kiếm quang phong ấn đệ nhất thần. Khí tức quen thuộc. Mặc Du đi tới, thò tay đặt ở trên kiếm quang cũng không có dị nghị, rất nhanh, kiếm quang bắt đầu rung động, chỉ chốc lát, kiếm quang dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm ý xuất hiện ở trước mặt Mặc Du. Kiếm ý, chính thức khóa lại đệ nhất thần, thực không phải hai sợi kiếm quang kia, mà là kiếm đạo ý chí này, kiếm đạo chân ngôn ý chí. Mặc Du thu hồi kiếm đạo ý chí kia, lùi qua một bên, nhìn đệ nhất thần, trong mắt của hắn có một chút đề phòng. Người trước mắt này, hắn đã từng nghe nói qua. Một nhân vật truyền kỳ. Đáng tiếc năm đó quá mức khoa trương. Trên vách núi, đệ nhất thần rất bình tĩnh, cũng không có cao hứng và hưng phấn khi được phóng thích, hắn nhìn về phía Mặc Du. Vì sao ngươi có thể thu kiếm đạo chân ngôn ý chí? Một bên, Hoành Vạn Cổ nói. Hắn đã từng là thiên mệnh truyền nhân, cũng chính là truyền nhân của vị thiên mệnh khóa tiền bối kia, bởi vậy kiếm đạo chân ngôn ý chí này không có địch ý với hắn. Nghe vậy, hai mắt đệ nhất thần hơi híp lại. Thiên mệnh truyền nhân. Hai mắt Mặc Du híp lại, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc này Hoành Vạn Cổ lại nói. Hiện tại tiền bối vừa khôi phục, còn cần chữa thương. Này đã coi như là cảnh cáo. Thực lực của đệ nhất thần bây giờ, nhất định là không bằng năm đó, dù sao cũng bị khóa nhiều năm như vậy. Đệ nhất thần thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Yên tâm, ta ân oán rõ ràng, sẽ không làm chuyện vô sỉ giận chó đánh mèo kia. Hoành Vạn Cổ mỉm cười. Tiền bối anh minh. Đệ nhất thần nhìn về phía Hoành Vạn Cổ. Nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Hoành Vạn Cổ có chút trầm ngâm, sau đó nói. Giúp chúng ta giết một người. Đệ nhất thần lạnh nhạt nói. Có thể. Hoành Vạn Cổ khẽ cười nói. Tiền bối có thể tới Mạt Pháp Chi Địa, chỗ đó sẽ có người chữa thương cho tiền bối, để cho tiền bối trong vòng thời gian ngắn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đệ nhất thần nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ. Xem ra người ta phải giết không dễ giết. Hoành Vạn Cổ gật đầu. Xác thực không dễ giết. Đệ nhất thần không nói gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt sát ý phun trào, nhưng lúc này Hoành Vạn Cổ lại nói. Giờ phút này không nên hủy diệt nó, nếu động thủ hủy diệt giới này, sợ là sẽ đưa tới vài tồn tại không cần thiết. Hai mắt Hoành Vạn Cổ chậm rãi đóng lại. Thiên mệnh, lão tử nhất định để cho ngươi chết không nơi táng thân. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất. Hoành Vạn Cổ quay đầu nhìn về phía Tá Mạc. Tá huynh, chúng ta đi gặp một vị khác đi. Cần ta không? Một bên, Mặc Du đột nhiên nói. Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Không cần, Mặc huynh có thể rời đi. Mặc Du nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất. Sau khi Mặc Du rời đi, Tá Mạc đột nhiên nói. Người này mục đích không tốt. Hoành Vạn Cổ cười nói. Dã tâm quá lớn. Nói xong hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Hắn và Dương Diệp, người cảm thấy ai ưu tú hơn? Dương Diệp. Tá Mạc trả lời không chút do dự. Vì sao? Hoành Vạn Cổ cười nói. Tá Mạc lạnh nhạt nói. Tính tình chân thật, ân oán rõ ràng, nam nhi chúng ta nên như thế. Hoành Vạn Cổ cười ha ha một tiếng,
sau đó nói. Xác thực, nhưng đáng tiếc hắn phải chết, linh tổ kia, chúng ta nhất định phải được. Nói xong hắn lắc đầu cười cười. Hắn không có lựa chọn, kỳ thật chúng ta cũng không có lựa chọn. Được rồi, không cần đa sầu đa cảm, chúng ta đi gặp vị kia đi, tính khí của vị này cũng không quá tốt. Nói xong, hai người sóng vai rời đi. Qua hồi lâu, Tá Mạc đột nhiên hỏi. Chuyện chỗ này, Vạn huynh ý định như thế nào? Hoành Vạn Cổ cười nói. Nếu không chết, tự nhiên phải đi tứ duy vũ trụ nhìn xem. Đến lúc đó ta đi cùng Vạn huynh. Vãng sinh giới. Dương Diệp đi tới cuối phế tích, ở trước mặt Dương Diệp, là tường thành cũ nát không chịu nổi, bốn phía tường thành, đã xuất hiện rất nhiều cỏ dại, mà cửa thành ở dưới tường thành, đứng đấy một thiết nhân tay cầm rìu lớn. Hình thể rất cao lớn, gấp 2-3 lần Dương Diệp. Hiển nhiên, đây là muốn chiến đấu. Dương Diệp không có chút chủ quan nào. Bởi vì hắn biết rõ, nữ tử váy trắng cho hắn khảo nghiệm, không phải đơn giản như vậy. Ngay lúc này, xa xa thiết nhân kia đột nhiên nói. Buông kiếm, buông kiếm. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Buông kiếm. Mình không có nghe lầm. Xa xa, thiết nhân lại nói. Buông kiếm. Dương Diệp trầm giọng nói. Nàng để cho ngươi nói như vậy. Thiết nhân gật đầu. Hắn thật không ngờ. Thực không ngờ sẽ như vậy. Hiện tại coi như hắn chống lại Tá Mạc, cũng có lòng tin đánh một trận. Đương nhiên, có thể đánh thắng hay không là một chuyện. Nhưng hắn cảm giác mình đã hoàn toàn có thể cùng đối phương chiến một trận. Giờ phút này, hắn không giống hắn lúc trước. Chính hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng bây giờ, thiết nhân kia muốn hắn buông kiếm. Lúc trước, mặc dù hắn không có tu vi, nhưng mà còn có kiếm, mà bây giờ, ngay cả kiếm cũng không cho hắn dùng, vậy thì hắn thật không còn có cái gì nữa. Không có kiếm, như làm sao chiến đấu, làm sao chiến thắng người trước mắt này. Dương Diệp rơi vào trầm mặc. Mà xa xa, thiết nhân kia cũng không có ra tay, hiển nhiên là đang đợi Dương Diệp. Sau một lúc lâu, thiết nhân đột nhiên nói. Có thể quay người, chủ nhân bàn giao, nếu như ngươi quay người, tu vi trong khoảnh khắc khôi phục, ngươi bây giờ, đã mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Ly khai, ngươi cũng không có tổn thất. Ly khai. Dương Diệp nhìn về phía thiết nhân. Phải từ bỏ sao? Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn vãng sinh kiếm trong tay mình, đột nhiên nở nụ cười. Hắn đâm kiếm vào trên mặt đất, sau đó chậm rãi đi về phía thiết nhân. Xa xa, thiết nhân mở miệng. Một chiêu quyết sinh tử. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng bước ra. Xuy một tiếng, một tàn ảnh đánh tới Dương Diệp. Thế. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm nhận được khí thế của thiên quân vạn mã, thiết nhân trước mắt như có thể nghiền nát hết thảy. Loại thế này, hắn ở trên thân một ít người nhìn thấy qua. Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn thiết nhân. Một chiêu quyết sinh tử. Không phải là một chiêu quyết thắng thua. Bại, hắn hẳn phải chết. Lúc này đây, hắn ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Trong mắt của Dương Diệp, thiết nhân kia càng ngày càng gần, rất nhanh, hắn nhìn thấy một cây rìu to lớn từ đỉnh đầu hắn hung ác bổ tới. Một rìu kia, dường như có thể chém nát thiên địa. Cho dù có kiếm cũng không nhất định có thể chống đỡ. Tốc độ của thiết nhân rất nhanh, nhưng lúc này Dương Diệp phảng phất đã trải qua một thế giới. Sốt cuộc. Ở thời điểm rìu cách đỉnh đầu Dương Diệp còn có mấy tấc, cái rìu kia quỷ dị ngừng lại. Mà giờ khắc này, Dương Diệp đã ở sau lưng thiết nhân. Giờ khắc này, trong thiên địa dường như cứng lại. Mấy tức sau, khôi giáp quanh người thiết nhân kia rạn nứt, sau đó tán lạc. Sau lưng thiết nhân, Dương Diệp đi xa, vãng sinh kiếm bỗng nhiên run lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo Dương Diệp. Thiết nhân đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó dần dần hư ảo. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, một nụ cười xuất hiện. Đi ra khỏi cửa thành, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nói khẽ. Ta hiểu rồi, kiếm ở trong lòng, không ở trong tay. Cảm ơn. Nói xong, Dương Diệp gia tăng tốc độ. Kiếm ở trong lòng, không ở trong tay. Cái này là nữ tử váy trắng muốn nói cho hắn biết, một kiếm tu, cho dù trong tay không có kiếm, hắn vẫn là kiếm tu. Bởi vì kiếm tu chân chính, kiếm thật ra là ở trong lòng. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không có cao hứng gì, bởi vì khảo nghiệm còn chưa kết thúc, phía trước còn có khảo nghiệm đang chờ hắn. Tam duy vũ trụ, cửu trọng không gian. Ngày hôm nay,
một nữ tử đi tới mảnh không gian này. Người tới chính là An Nam Tĩnh. Thời khắc này An Nam Tĩnh, áo bào trắng đã nhuộm thành đỏ như máu. Chúc mừng! Bên cạnh An Nam Tĩnh, trong chiến qua truyền ra thanh âm. Hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Ta muốn tiếp tục xông về phía trước. Thanh âm kia nói. Đã được rồi, phía trên, đã không phải ngươi bây giờ có thể đi tới. Nói xong, không gian ở trước mặt An Nam Tĩnh đột nhiên nứt ra. Thanh âm kia nói. Dẫn ngươi đi địa phương ta đã từng đi qua. Rất nhanh, An Nam Tĩnh biến mất khỏi cửu trọng không gian. Vãng sinh giới. Sau khi ly khai phế tích này, Dương Diệp tiến vào một vùng núi lớn mờ mịt. Cả vãng sinh giới cơ bản không có linh khí gì, cho dù là vùng núi lớn này, cũng cực kỳ vắng lặng. Thời khắc này Dương Diệp đã chân chính lòng không sợ hãi rồi. Xuyên qua một ngọn núi lớn, đến cạnh một con sông, Dương Diệp ngừng lại. Ở trên tảng đá bên bờ sông, ngồi một nữ tử. Đúng là nữ tử váy trắng kia. Dương Diệp đi tới, nữ tử váy trắng khẽ cười nói. Lần nữa chúc mừng. Dương Diệp trong thâm tâm nói. Cảm ơn. Nữ nhân trước mắt này trợ giúp hắn, có thể nói là to lớn. Nữ tử váy trắng cười nói. Đây là chính ngươi cố gắng có được. Dương Diệp mỉm cười, sau đó chờ nàng nói tiếp. Nữ tử váy trắng nhìn về phía con sông trước mặt, nói khẽ. Con sông này gọi Vãng Sinh Hà, từng là cấm địa của Vãng Sinh tộc. Ở đáy sông, có một ít dư nghiệt của Vãng Sinh tộc, có ít người, ta giết, có ít người, ta không có giết, bất quá ta trấn áp bọn họ ở nơi đây. Dương Diệp trầm mặc, hắn có thể cảm giác được, nữ tử váy trắng có cảm tình với Vãng Sinh tộc. Nữ tử váy trắng trầm mặc rất lâu, sau đó lại nói. Đây là cửa ải cuối cùng của ngươi ở vãng sinh giới, đi xuống đi, sau đó còn sống đi lên. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhắc nhở một chút, linh hồn của những người kia đều ẩn chứa vãng sinh chi lực. Nếu ngươi có thể hấp thu bọn hắn, ngươi cũng có thể đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong, khi đó ngươi được cho là cường giả đỉnh cao chính thức rồi. Còn nữa, phía dưới có một cái giếng, tên là vãng sinh tỉnh, trong này có một tia vãng sinh chi khí cuối cùng của vãng sinh tộc, đạt được nó, hấp thu nó. Ngươi có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ vãng sinh chi lực chân chính. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói. Ta có một yêu cầu. Không, là thỉnh cầu. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chỉ bụng của mình, sau đó nói khẽ. Mặc kệ ta thế nào, bọn hắn cũng có thể bình an, được không? Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Được. Dương Diệp nói. Ra ta. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp nhảy vào vãng sinh hà. Bờ sông, tay nữ tử váy trắng nhẹ nhàng trêu đùa dòng nước, ánh mắt có chút ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp theo nước sông lặn xuống, chỉ chốc lát, hắn phát hiện con sông này lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, nghiễm nhiên là một thế giới dưới lòng đất. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện nước chung quanh mình run rẩy, ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy một thôn xóm. Hắn giờ phút này, chung quanh đã không có nước. Dương Diệp đi vào thôn, lúc này, một lão giả mặc quần áo đơn sơ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở sau lưng lão giả còn có một nam hài ước chừng 3-4 tuổi. Nam hài tò mò quan sát Dương Diệp, nhưng lão giả kia thì cực kỳ đề phòng. Lúc này trong thôn xóm, vô số đạo thần thức và uy áp bừng lên, những thần thức cùng uy áp này không có công kích Dương Diệp, mà bao trùm ở bốn phía Dương Diệp. Lão giả phòng bị nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả kia, sau đó nói. Xưng hô như thế nào? Lão giả trầm giọng nói. Vãng sinh tộc tộc trưởng. Dương Diệp nói khẽ. Là tộc trưởng thời đại kia, hay là tộc trưởng thời đại này? Ngươi! Lão giả kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi, là nàng phái ngươi tới. Dương Diệp gật đầu. Hai đấm lão giả chậm rãi nắm lại, hắn căm tức nhìn Dương Diệp. Còn muốn như thế nào? Còn muốn chúng ta như thế nào đây? Dương Diệp trầm mặc. Lúc này trong thôn, người đi ra càng ngày càng nhiều. Đều là người của vãng sinh tộc, không sai biệt lắm có 200-300 người. Những người này, phụ nữ hài tử đều có, đương nhiên, khí tức đều không yếu. Trong đó một ít nam tử cùng lão giả khí tức không chỉ không yếu, ngược lại còn cực kỳ khủng bố. Cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Tuy cường giả mệnh cảnh đỉnh phong chỉ có 2-3 người,
nhưng đã rất bất ngờ rồi. Lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng kia trầm giọng nói. Nàng cuối cùng muốn thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta muốn vãng sinh tỉnh. Nghe vậy, hai mắt lão giả kia hơi híp lại. Xem ra, nàng là thật muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta rồi. Ca ca. Lúc này Nam Hải ở sau lưng lão giả e sợ nói. Không có cái giếng kia, chúng ta đều sẽ chết. Vì sao? Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Nam Hải giấu ở sau lưng lão giả, vẫn còn có chút e sợ. Bởi vì chúng ta cần tu luyện, cái giếng kia là tài nguyên tu luyện cuối cùng của chúng ta, không có nó, chúng ta đều sẽ chết. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, cuối cùng hắn trầm mặc. Giết những người đó, được cái giếng kia, hắn có thể trở thành cường giả mệnh cảnh đỉnh phong chân chính. Khi đó, vãng sinh kiếm thêm vãng sinh chi lực, còn có tu vi kiếm đạo của hắn bây giờ, hắn có thể cùng bất luận cường giả nào của mạt pháp chi địa chiến một trận. Nhưng, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Năm đó người tham dự vây quét nàng, đứng ra. Đối diện Dương Diệp, không có người di chuyển. Dương Diệp nhíu mày, lúc này, một phụ nữ vãng sinh tộc đứng ra. Vị tiểu ca này, người chủ sự năm đó đã chết sạch rồi. Ở nơi này, chỉ là một ít người không liên quan sống sót, nếu không bọn hắn căn bản sống không được lâu như vậy. Dương Diệp nhìn mọi người, trầm mặc rất lâu, cuối cùng hắn nói. Tiền bối sai, không nên do các người tới gánh chịu, nếu như các người muốn đi ra ngoài, có thể theo ta ra ngoài. Lời này vừa ra, người vãng sinh tộc đều ngây ngẩn cả người. Đều cho rằng mình nghe lầm. Vãng sinh tộc tộc trưởng kia vẫn còn có chút đề phòng, hiển nhiên sợ Dương Diệp dở trò gì. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không muốn sao? Lúc này Nam Hải kia đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, Nam Hải ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Có thể, thế nhưng Gia Gia đã từng nói qua, có một nữ nhân rất lợi hại, nàng nói tiền bối của chúng ta phạm sai lầm, cho nên chúng ta không thể đi ra ngoài, không chỉ chúng ta, tử tôn hậu đại của chúng ta đều không thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nam Hải nói. Nàng sai rồi. Nói xong Dương Diệp giữ chặt tay Nam Hải đi xa. Trong thôn. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng, ở dưới lão giả kia dẫn dắt, mọi người đi theo Dương Diệp. Sau một lát, Dương Diệp gặp một kết giới thần bí, lúc đi vào hắn không có gặp được, mà bây giờ hắn gặp. Dương Diệp không chút do dự, rút kiếm chém. Xuy, kết giới kia ở dưới vãng sinh kiếm không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo mọi người đi ra đáy sông. Bên cạnh bờ sông, nữ tử váy trắng đã không còn. Người vãng sinh tộc lại thấy ánh mặt trời mờ mịt nhìn bốn phía, rất nhanh, những người kia điên cuồng chạy về phía phế tích, bên kia, chính là gia hương mà tiền bối của bọn họ nhiều thế hệ tương truyền. Lại thấy ánh mặt trời rồi. Mà Nam Hải được Dương Diệp dắt thì nắm tay Dương Diệp thật chặt. Sau khi những người kia đều rời đi không sai biệt lắm, nữ tử váy trắng lại xuất hiện. Nàng ngồi ở trên tảng đá, nhìn vãng sinh hà trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp nắm tay Nam Hải đi tới trước mặt nữ tử váy trắng. Tỷ tỷ. Nam Hải nhẹ giọng hô. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Nam Hải, mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc nàng dần dần lạnh như băng. Dương Diệp chưa bao giờ thấy qua nữ tử váy trắng lạnh lẽo như thế. Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt Dương Diệp, cười khẽ. Thế nào, người phê phán ta sao? Dương Diệp lắc đầu. Ta rất tôn kính ngươi. Nữ tử váy trắng cười nói. Này chính là phương thức ngươi tôn kính ta. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn nữ tử váy trắng. Người vãng sinh tộc lúc trước, có lẽ thật đáng chết, bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi giết bọn hắn, ta cảm thấy là chuyện phải làm. Ngươi giết người, bị người giết, nhưng hậu bối của vãng sinh tộc không sai gì cả, bọn hắn cũng không có phụ ngươi, cha ông bọn hắn sai, không nên do bọn hắn đến gánh chịu. Nói thật. Nếu như ai bởi vì tổ tiên ta sai mà tới bắt ta trả, ta tuyệt đối sẽ đánh hắn sống không thể tự lo liệu. Nữ tử váy trắng cười lạnh. Thế nào, hiện tại nói đến nhân nghĩa? Dương Diệp lắc đầu. Ta không phải người nhân nghĩa, nhưng ta sẽ không đi làm chuyện tình vi phạm lương tâm. Nói xong hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng. Thứ cho ta nói thẳng, tiền bối giết những cường giả vãng sinh tộc lúc trước kia, không sai, nhưng ngươi giam hậu đại của bọn họ vô hạn. Điểm ấy, thật sự sai rồi. Đương nhiên, đây là cách làm của tiền bối. Bất quá,
Ta thả bọn họ đi ra, ta cảm thấy ta không sai. Nói xong, hắn đưa vãng sinh kiếm tới trước mặt nữ tử váy trắng. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Lúc này vãng sinh kiếm khẽ run lên, sau đó trở lại trong tay Dương Diệp. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp, nhìn một chút, nàng đột nhiên nở nụ cười. Dương Diệp bối rối. Sau một lúc lâu, nữ tử váy trắng nắm tay của Dương Diệp đi tới. Ngươi không có để cho ta thất vọng, ngươi cũng không có bởi vì muốn nịnh nọt ta mà đi làm chuyện tình vi phạm nguyên tắc của ngươi, hơn nữa dám nói thẳng ta sai. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ước nguyện ban đầu của chúng ta là thủ hộ thế giới này, nhưng rất nhiều phương pháp của chúng ta sai rồi, cực kỳ sai. Nhưng thực lực của chúng ta cường đại đến sai rồi cũng có thể nói đúng. Người chúng ta chọn, không phải chỉ biết phụ họa chúng ta, mà là một người có ý tưởng, có nguyên tắc của mình. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như có một ngày, người gặp người khác càng cường đại hơn, ta hy vọng, người có thể như ngày hôm nay, đứng ra nói cho bọn hắn biết, các ngươi sai rồi. Nói xong nàng nhẹ véo hai má của Dương Diệp. Ta chọn ngươi, không phải muốn ngươi trấn áp vạn linh trong trời đất này, mà hy vọng ngươi có một ngày có thể đứng ra đối kháng hai cái ta khác. Bởi vì có nhiều chỗ, các nàng thật sự sai rồi. Dương Diệp trầm mặc, có chút bất ngờ, có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Càng không nghĩ đến nữ tử váy trắng chọn hắn, là hy vọng hắn đối kháng hai cái nàng khác. Nữ tử váy trắng đã không thấy. Trong chàng chỉ còn Dương Diệp và Nam Hài. Dương Diệp đứng ở đó im lặng không nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sai rồi, một ít cách làm của thiên mệnh xác thực sai rồi, cho dù là bạch y thiên mệnh hiền lành, một ít cách làm của nàng cũng sai rồi. Nàng để cho mình xuống dưới, mục đích chính yếu nhất là mượn tay của hắn phóng thích những người vãng sinh tộc kia. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thực lực càng mạnh, lại càng không cảm thấy có lỗi. Hắc muội điên cuồng đồ sát cường giả mệnh cảnh, nàng tự nhận là đang thủ hộ thế giới, nhưng tất cả mệnh cảnh đều đáng chết sao? Tự nhiên không phải. Nhưng các nàng thật quá cường đại đến không người nào dám nói các nàng sai, cho dù có người dám, các nàng cũng sẽ không để ý. Người càng mạnh, kỳ thật càng bảo thủ. Nếu muốn để cho các nàng nhận thức đến lỗi của mình, nhận thức đến hành vi của mình không đúng, chỉ có một biện pháp. Đánh. Đánh bại các nàng. Cường giả chỉ biết giảng đạo lý với cường giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi cười khổ. Đánh bại hai thiên mệnh khác. Đánh cọng lông a, hắn ngay cả hắc muội cũng không phải đối thủ, làm sao đánh bại hai thiên mệnh khác. Tuy hai cái khác hắn chưa thấy qua, nhưng nói thật, hắn cảm giác mình một chút phần thắng cũng không có. Không quan hệ gì tới tin tưởng. Dương Diệp lắc đầu, mang theo Nam Hài về tới mảnh phế tích, lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng mang theo mọi người đi tới trước mặt Dương Diệp. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ một cái. Đa tạ. Dương Diệp lắc đầu. Kỳ thật, là nàng yêu cầu ta tha các ngươi ra. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn khẽ lắc đầu. Bất kể như thế nào, tiểu hữu là ân nhân của vãng sinh tộc ta. Nói xong hắn lấy ra một hạt châu màu trắng tinh. Đây là vãng sinh châu, chí bảo của vãng sinh tộc ta, tiểu hữu đeo ở trên người, có thể có được vãng sinh khí liên tục không ngừng, sau đó thúc dục ra vãng sinh chi lực. Ngay lúc này, một cái bóng trắng xuất hiện. Tiểu Bạch, Hồng Mông Tháp đã bị nữ tử váy trắng giải phong, bởi vậy Tiểu Bạch có thể đi ra. Tiểu Bạch bắt lại vãng sinh châu, sau đó ôm vào trong lòng. Dương Diệp, này, lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng kinh hãi nói. Đây là thiện linh. Tiểu Bạch nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng, nàng lắc đầu, sau đó Tiểu Trảo chỉ mình, ý là nàng gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch biết chưa? Dương Diệp im lặng lắc đầu. Vãng sinh tộc tộc trưởng cực kỳ kiêng kỵ nhìn Tiểu Bạch, ở trong lịch sử của vãng sinh tộc, thiện linh không phải gia hỏa hiền lành gì, thiện linh thiện, chỉ đối với thiên địa còn có thiên địa vạn linh. Đối đãi tộc khác, nàng không có thiện chút nào. Năm đó trận đại chiến diệt thế kia, chính là thiện linh phát động. Nếu như không phải thiên mệnh ra mặt, sợ là tam duy vũ trụ này đã không có tộc khác rồi. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua vãng sinh tộc trưởng, rất phiền muộn, mình rất đáng sợ sao. Không có để ý vãng sinh tộc tộc trưởng, Tiểu Bạch ôm vãng sinh châu về Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch biến mất,
Vãng sinh tộc tộc trưởng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt càng tò mò. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha nhìn thoáng qua Vãng sinh tộc tộc trưởng, sau đó đưa tay ra. Còn có hạt châu kia không? Mượn một viên chơi đi. Khi Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn thấy Nhị Nha, hắn vốn là ngây người, rất nhanh, thân thể hắn run rẩy, liên tiếp lùi ra sau vào bước, hắn gắt gao nhìn cặp sừng trên đầu Nhị Nha. Ngươi là ác thú, ngươi. Nhị Nha nhíu mày. Cái quỷ gì a? Ta hỏi ngươi còn hạt châu kia không, cho mượn một viên để ta chơi một chút. Vãng sinh tộc tộc trưởng yết hầu lăn lăn, hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một viên vãng sinh châu đưa cho Nhị Nha. Đây là viên cuối cùng của vãng sinh tộc ta. Dương Diệp có chút không đành lòng, Nhị Nha này quá lưu manh rồi. Hắn vừa định nói, nhưng Nhị Nha đã thu hồi hạt châu kia, sau đó nói. Ừ, ta sẽ trả lại cho ngươi, ta. Không. Vãng sinh tộc tộc trưởng vội vàng lắc đầu. Không cần trả, đây là vãn bối hiếu kính các hạ. Nhị Nha trừng mắt nhìn, hiển nhiên rất bất ngờ. Cái này, không cần trả thật sao? Vãng sinh tộc trưởng kiên định gật đầu. Dương Diệp. Lúc này Nhị Nha cả giận nói. Nhị Nha ta là loại người không giảng đạo lý sao? Ta nói trả sẽ trả. Vãng sinh tộc tộc trưởng có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Nhị Nha, không dám vi phạm ý của nàng, khẽ gật đầu. Được, vậy mới tốt chứ. Nhị Nha hài lòng gật đầu, sau đó nói. Ừ, 100 năm sau ta sẽ trả lại ngươi. Nói xong, nàng cầm hạt châu đi về Hồng Mộng Tháp. Vãng sinh tộc tộc trưởng. Mặt Dương Diệp đen lại, 100 năm sau trả. Tại sao người không nói 1000 năm? Con mẹ nó, mình không có dạy Nhị Nha chuyện tình lưu manh như vậy à? Nàng đến cùng là học của ai? Còn có Tiểu Bạch, hiện tại tiểu gia hỏa này cũng cực kỳ lưu manh. Vãng sinh tộc tộc trưởng cổ quái nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong thân thể gia hỏa này thậm chí có ác thú và thiện linh, đến cùng là ai a? Lúc này Dương Diệp nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng. Các ngươi là muốn ở nơi này, hay chuyển đi? Vãng sinh tộc tộc trưởng thu hồi suy nghĩ, cười khổ. Chúng ta ngược lại muốn ở, tuy chúng ta có vãng sinh tỉnh, nhưng chỗ này linh khí mất hết, hoàn toàn không thích hợp cư trú, không có linh khí a. Dương Diệp do dự một chút, sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, nhếch miệng cười cười, tiểu trảo bưng lấy vãng sinh châu dương lên ở trước mặt Dương Diệp, khuôn mặt đắc ý. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Tiểu Bạch, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, người này thật là thiện linh trong truyền thuyết. Nhìn không giống a. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Cầm chỗ tốt của người ta, phải giúp đỡ người ta. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Có thể để cho tòa thành này khôi phục chút linh khí không? Hắn không có để cho Tiểu Bạch khôi phục linh khí của cả vãng sinh giới, có chút không quá thực tế, hơn nữa coi như Tiểu Bạch có thể làm được, đối với Tiểu Bạch khẳng định cũng có tổn thương rất lớn. Linh khí của Tiểu Bạch không phải vô cùng vô tận. Nhưng khôi phục một tòa thành vẫn có thể. Chút chuyện này, đối với Tiểu Bạch không khó lắm. Tiểu Bạch nhìn chung quanh, nàng gật đầu, sau đó tiểu trảo vung lên, linh trượng xuất hiện ở trong tay. Tiểu Bạch bay đến trên đầu Dương Diệp, nàng huy động linh trượng, rất nhanh, không gian chung quanh rung động, thời gian dần trôi qua, trong thành dần dần xuất hiện rất nhiều linh khí. Tiểu Bạch vẫn vô cùng lợi hại, đặc biệt là phương diện khôi phục, chỉ chốc lát, cả thành trì linh khí nồng nặc. Nhìn thấy một màn này, vãng sinh tộc tộc trưởng mừng rỡ như điên, bởi vì như vậy bọn hắn liền không cần đi ra. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp thi lễ. Tiểu hữu đại ân, vãng sinh tộc ta suốt đời khó quên. Dương Diệp cười nhẹ. Nếu như nơi đây đã khôi phục, ta đây cũng nên rời đi rồi. Chậm đã. Lúc này vãng sinh tộc tộc trưởng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng. Người kia lấy ra một lệnh bài màu đen đưa cho Dương Diệp. Đây là vãng sinh lệnh, ở trong lịch sử vãng sinh tộc ta, phàm là người nắm lệnh này tới tìm vãng sinh tộc ta, yêu cầu của hắn, vãng sinh tộc ta cơ bản sẽ không cự tuyệt. Tiểu hữu, tuy hôm nay vãng sinh tộc đã không bằng năm đó, nhưng nếu như tiểu hữu có gì cần, vãng sinh tộc ta chắc chắn sẽ hết toàn lực. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, lập tức nhận vãng sinh lệnh, sau khi nói tiếng cảm ơn, hắn quay người rời đi. Cửa thành, vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn Dương Diệp rời đi rất lâu,
cuối cùng hắn quay người trở về. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi ra Vãng Sinh Tộc, bất quá vừa ly khai, hắn gặp phải một bóng người quen thuộc. Người tới đúng là lão giả đeo giỏ trúc. Lão giả đeo giỏ trúc quan sát Dương Diệp một chút, sau đó cười nói. Chúc mừng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiền bối. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Có hứng thú đi một chỗ hay không? Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc khẽ cười nói. Thiên Vũ Giới. Thiên Vũ Giới, cái kia là địa phương nào? Dương Diệp hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Địa phương của Thiên Vũ Tộc, lần này không phải khảo nghiệm, mà là ở chỗ đó, có vũ khí đặc biệt thích hợp ngươi, ngươi có thể đi thử vận khí. Vũ khí gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Lão giả đeo giỏ trúc cười nói. Thiên Vũ Bất Phôi Thể, công pháp luyện thể chí cao vô thượng của Thiên Vũ Tộc, có thể nói ở tam duy vũ trụ này, không có bất kỳ công pháp luyện thể nào có thể vượt qua Thiên Vũ Bất Phôi Thể. Ngươi là thể tu, nhưng bây giờ nhục thể của ngươi rõ ràng đã theo không kịp cảnh giới và tu vi kiếm đạo, cho nên nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi thử xem. Hơn nữa có Tiểu Bạch ở đây, có lẽ ngươi còn có thể thu hoạch một ít gì khác. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Bạch nhất thời sáng lên. Tầm bảo gì gì đó, nàng thích nhất rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể đi thử xem, có nguy hiểm không? Lão giả đeo giỏ trúc cười nói. Ngươi cứ nói đi. Dương Diệp lắc đầu cười cười, hắn biết, địa phương có chỗ tốt khẳng định có nguy hiểm. Lão giả đeo giỏ trúc nói khẽ. Bảo trọng, ta cũng phải đi một chỗ, có thể gặp lại hay không, nhìn duyên phận của mọi người. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả đeo giỏ trúc, đang muốn nói gì, nhưng lão giả đeo giỏ trúc đã biến mất. Bất quá thời điểm lão giả đeo giỏ trúc biến mất, một quyển trục truyền tống xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó cầm quyển trục truyền tống quay người rời đi. Thiên Vũ Bất Phôi Thể. Dương Diệp rất có hứng thú, bất quá bây giờ, việc này tạm để đó. Dương Diệp trước quay về Hồng Mông Tháp. Hắn có một số việc cần phải xử lý. Trong Hồng Mông Tháp, trong dãy núi. Dương Diệp và Nhị Nha còn có Tiểu Bạch đi tới một mảnh đất trống, Nhị Nha ngồi xếp bằng xuống, trong tay nàng là mảnh vỡ nội. Đan. Nhị Nha muốn thôn phệ mảnh vỡ nội đan. Bởi vì giờ khắc này Dương Diệp đã không còn nguy hiểm gì, mà nàng, cần tăng lên thực lực của mình. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp và Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Dương ca ca, Tiểu Bạch, đừng lo lắng, ta rất nhanh là có thể đi ra cùng các ngươi chơi. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Nhị Nha vẫn giống như hài đồng. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch gật đầu, tiểu chảo nàng quơ quơ, ý là bảo Nhị Nha cẩn thận tu luyện, không nên xảy ra vấn đề. Dương Diệp cũng đi tới trước mặt Nhị Nha, nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Cẩn thận chút, nếu có khó khăn, lập tức cho ta biết, nhớ không? Nhị Nha gật đầu. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Tiểu Bạch, Nhị Nha nuốt mảnh vỡ nội đan. Nội đan tiến vào trong cơ thể Nhị Nha, hai mắt Nhị Nha chậm rãi đóng lại, rất nhanh, không gian quanh mình bắt đầu rung động. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp thấy không có khác thường, vì vậy mang theo Tiểu Bạch quay người rời đi. Hắn vốn định cùng Tiểu Bạch chơi một chút, nhưng Tiểu Bạch chạy tới trong nhà gỗ đã từng là của nữ tử váy đen. Tu luyện. Nàng cũng muốn tu luyện. Tuy không có nữ tử váy đen giám sát, nhưng trải qua một loạt sự tình lúc trước, nàng càng cảm thấy mình nên càng thêm lợi hại mới được. Hơn nữa, nữ tử váy trắng để lại huyền khí thần bí trong cơ thể nàng, còn có vãng sinh chi khí, vĩnh hằng chi khí, nàng đều muốn tiêu hóa hết bọn nó, hơn nữa có thể vận dụng, còn có lĩnh vực này, nàng dùng cũng không phải quá thuần thục. Đối với cử động của Tiểu Bạch, Dương Diệp tự nhiên là có chút bất ngờ, tiểu tử này bình thường rất ham chơi a. Mà bây giờ, nàng lại chủ động tu luyện. Tuy ngoài ý muốn, nhưng Dương Diệp rất tán thành. Nếu tiểu gia hỏa này không tu luyện, vậy thật quá lãng phí thiên phú rồi. Dương Diệp xếp bằng ở trong phòng tu luyện, không có đi quấy rầy Tiểu Bạch, hắn lấy ra vãng sinh châu nuốt vào, vãng sinh châu tiến vào trong cơ thể, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện. Chuẩn xác mà nói là một cỗ huyền khí thần bí. Vãng sinh chi khí. Vãng sinh chi khí hoàn toàn bất đồng vãng sinh chi lực, hắn cần nắm giữ vãng sinh chi khí. Giống như Hồng Mông tử khí, nắm giữ vãng sinh chi khí, mới có thể nắm giữ vãng sinh chi lực.
mà vãng sinh kiếm tăng thêm vãng sinh chi lực, mới có thể phát huy ra công hiệu chân chính của nó. Tuy hiện tại tạo nghệ kiếm đạo của Dương Diệp đã không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng tác dụng của vãng sinh kiếm và vãng sinh chi lực vẫn rất lớn. Một loại lực lượng mới, những thứ này có thể gia trì kiếm đạo của hắn. Dương Diệp cẩn thận cảm thụ vãng sinh chi khí, những vãng sinh chi khí kia tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu lan tràn đến các nơi. Thoải mái. Hắn phát hiện, vãng sinh chi khí đang làm dịu toàn thân hắn. Loại cảm giác này rất thoải mái. Cứ như vậy, rằng có không biết bao lâu, quanh người Dương Diệp dần dần xuất hiện một ít khí lưu đang lưu động. Lúc này Tiểu Bạch đã tỉnh. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa còn đang tu luyện, nàng bay đến trước mặt, tiểu chảo bưng lấy hai má của hắn, dùng đầu mình nhẹ nhàng cọ sát cái cằm của Dương Diệp, sau khi cọ thoải mái, lúc này nàng mới quay người chạy ra ngoài. Tu luyện là phải, nhưng chơi cũng cần nha. Lao động và vui chơi kết hợp mới được. Vài ngày sau, Tiểu Bạch lại trở về Hồng Mông Tháp, nàng ôm Dương Diệp cọ cọ, sau đó mới về đến vị trí của mình bắt đầu tu luyện. Trong Hồng Mông Tháp, đám người Tô Thanh Thi cũng không nhàn rồi, đều chăm chỉ tu luyện. Tu luyện. Bản thân các nàng là huyền giả, tuy đã ở cùng với Dương Diệp, nhưng cái này không có nghĩa là các nàng sẽ không cần tu luyện. Trái lại, các nàng tu luyện so với lúc trước càng thêm cố gắng. Ngày hôm nay, Tô Thanh Thi đột nhiên đi tới phòng tu luyện. Nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng, trong mắt Tô Thanh Thi hiện lên vẻ ôn nhu. Nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ vuốt hai má của hắn. Sau đó cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Mao đầu tiểu tử lúc trước, hôm nay đã thành thục rồi. Hồi tưởng lúc trước Dương Diệp lỗ mãng, Tô Thanh Thi không khỏi lắc đầu, bọn hắn có thể ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng coi như là một loại trùng hợp. Thanh Thi. Lúc này sau lưng truyền đến một giọng nói. Tô Thanh Thi quay người, người tới là Hiểu Vũ Tịch, bên cạnh Hiểu Vũ Tịch còn có Trang Vị Nhiên, Bạch Chỉ Tiên. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Sau đó xoay người cùng chúng nữ đi ra phòng tu luyện. Kiếm tông, trong một gian đại điện. Trong đại điện này, thê tử của Dương Diệp đều tới. Tô Thanh Thi quét qua chúng nữ, nàng ý bảo chúng nhân ngồi xuống, sau đó nói khẽ. Các ngươi có oán hắn không? Chúng nữ trầm mặc. Tô Thanh Thi nói khẽ. Có oán là bình thường. Sau khi chúng ta ở cùng với hắn, vẫn dừng lại ở trong tháp này, nói khó nghe một chút, chúng ta đều là bình hoa. Chỉ có thể bài trí. Chúng nữ trầm mặc như trước. Tô Thanh Thi trầm mặc một lát, sau đó nói. Nếu như cho các ngươi một cơ hội, để cho các ngươi chưa bao giờ gặp hắn, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Chúng nữ lắc đầu. Khóe miệng Tô Thanh Thi hơi cuộn lên, ta có thể cảm nhận tâm tư của các ngươi, cũng hiểu rõ tình cảm của các ngươi đối với hắn. Mỗi một người các ngươi đều từng cùng hắn có một đoạn ký ức mỹ hảo. Mặc dù đã là quá khứ, nhưng đoạn ký ức kia khẳng định đều ghi lòng tạc dạ. Vũ Tịch, Vị Nhiên, Tịch Nguyệt, Bích Như, Tử Nhi, còn có Chỉ Tiên, các ngươi đã CT ừng là cường giả, khẳng định không nghĩ tới thời gian sống an nhàn như thế này đúng không? Nói xong nàng đứng lên. Nếu các ngươi muốn rời cơ đi, ta thay hắn cho phép. Chúng nữ nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi nói khẽ. Yêu không phải giam cầm, hắn sẽ không giam cầm các ngươi. Nếu các ngươi muốn đi ra ngoài, có thể. Nhưng ta hy vọng có một ngày các ngươi có thể trở về, nơi đây, là nhà của các ngươi. Lúc này Hiểu Vũ Tịch nói khẽ. Ta không muốn liên lụy hắn. Tô Thanh Thi cười nói. Không, chúng ta đều là rất sớm ở cùng với hắn, người của thế giới này không biết sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa thực lực của các ngươi cũng không thấp, mặc dù đa số là dùng các loại tài nguyên trồng chất, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cho nên nếu như ngươi muốn đi ra ngoài tìm con đường của mình, hoàn toàn có thể. Trong đại điện rơi vào trầm mặc. Lúc trước, các nàng xác thực muốn đi ra ngoài một chút, không muốn làm bình hoa bị nhốt ở chỗ này. Nhưng vì không liên lụy hắn, các nàng cam nguyện ở lại chỗ này. Nhưng bây giờ, các nàng có thể đi ra, nhưng các nàng lại phát hiện có chút không nỡ. Lúc này Tô Thanh Thi lại nói. Yêu, cũng không phải giam cầm và chiếm hữu. Hắn hiểu ta, cũng hiểu các ngươi. Sau một lúc lâu, Trang Vị Nhiên đột nhiên xoay người rời đi đại điện, chỉ chốc lát, nàng đi tới phòng tu luyện của Dương Diệp, Trang Vị Nhiên cúi người hôn Dương Diệp một cái, sau đó nói khẽ. Ta rất hoài niệm thời gian ngươi nhỏ yếu bị ta đánh kia, nhưng đáng tiếc, ta làm không được rồi. Đương nhiên, ta đánh ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ không đánh trả.
Nói xong nàng lần nữa hôn Dương Diệp, lần này là bờ môi. Một lát sau, nàng đứng dậy, nói khẽ. Ta sẽ trở lại. Nói xong, Trang Vị Nhiên xoay người rời đi, đi ra Hồng Mông Tháp. Trang Vị Nhiên ly khai không lâu, Hiểu Vũ Tịch cùng Bạch Chỉ Tiên cũng đi tới phòng tu luyện, Hiểu Vũ Tịch đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng khẽ vuốt hai má của hắn, sau đó xoay người rời đi. Lúc này Bạch Chỉ Tiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng quỳ ngồi ở bên cạnh hắn cười nói. Tịch Nguyệt nói, ngươi chính là một sắc lang, ta cảm thấy nàng nói không sai, nàng còn nói, ngươi muốn làm nhất chính là giường lớn cùng ngủ, chờ ta trở lại, ta giúp ngươi khuyên các nàng giường lớn cùng ngủ. Nói xong nàng hung hăng hôn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Cuối cùng tới là Tử Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Nàng không hề rời Hồng Mông Tháp, mà quay về trong đại điện. Với nàng mà nói, chỗ tốt nhất trên thế giới chính là bên người Dương Diệp. Từ vừa mới bắt đầu, nàng là người sớm nhất làm bạn Dương Diệp, mà nàng cũng sẽ cùng Dương Diệp đi đến cuối cùng. Trong đại điện, chỉ còn Tử Nhi và Tô Thanh Thi. Tử Nhi nhìn về phía Tô Thanh Thi. Ngươi không ly khai sao? Tô Thanh Thi mỉm cười. Một chỗ lớn như vậy, tổng phải có người quản lý, cũng không thể giao nơi này cho Tiểu Bạch, Nhị Nha và Lôi Lâm chứ. Các nàng sẽ đảo lộn nơi đây. Tử Nhi lắc đầu cười cười, nàng nhìn thoáng qua đại điện trống rỗng, nói khẽ. Các nàng đều đi. Tô Thanh Thi nói. Các nàng biết mình đã không đuổi kịp Dương Diệp rồi, nhưng các nàng vẫn muốn liều mạng, đương nhiên, cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút. Yêu không phải chiếm hữu, cũng không phải giam cầm, các nàng có tự do của mình, mà qua nhiều năm như vậy, vì Dương Diệp, các nàng đã bỏ ra rất nhiều. Dương Diệp thiếu nợ các nàng rất nhiều, cũng thiếu nợ ngươi. Tử Nhi nói khẽ. Yêu, không có người nào thiếu nợ ai. Chẳng qua là, ta sợ các nàng gặp nguy hiểm. Tô Thanh Thi mỉm cười. Không có việc gì, ta lưu lại thần thức trên người các nàng. Chỉ cần các nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ thông báo cho Thương Mộ tiền bối và Sát Tịch tiền bối đi tương trợ, cho nên các nàng không có việc gì. Hơn nữa các nàng chẳng qua là ở chỗ này quá lâu, ra ngoài giải sầu một chút sẽ trở lại. Tử Nhi nhìn Tô Thanh Thi hồi lâu, cuối cùng nàng khẽ cúi đầu. Có ngươi ở đây, là vận may của hắn. Qua nhiều năm như vậy, Tô Thanh Thi thật sự giúp Dương Diệp quản lý hậu cung, mà nàng cũng làm rất phục chúng. Cho dù là Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn thấy nàng, cũng phải ngoan ngoãn, bởi vì nàng là nữ chủ nhân nơi này, nữ chủ nhân chân chính. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn về phía ngoài điện, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng nàng nổi lên nụ cười. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp mở mắt, suy suy, ở quanh người hắn, một cỗ lực lượng thần bí đang quấy loạn. Vãng sinh chi lực. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hai tay của hắn chăm chú nắm lại, giờ phút này, toàn thân hắn tràn đầy lực lượng. Này không phải lực lượng thân thể của hắn, mà là vãng sinh chi lực. Dương Diệp khẽ vẫy tay phải, vãng sinh kiếm bay đến trong tay hắn. Hắn vận chuyển những lực lượng kia, rất nhanh, những lực lượng kia đều tràn vào trong vãng sinh kiếm. Có vãng sinh chi lực rót vào, vãng sinh kiếm khẽ run lên, ngay sau đó trên vãng sinh kiếm, xuất hiện từng đạo khí lưu thần bí. Dương Diệp nhìn vãng sinh kiếm, kiếm này xác thực không giống trước, lúc này Tô Thanh Thi đi đến. Dương Diệp thu kiếm. Tô Thanh Thi nói khẽ. Các nàng đi rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết. Tô Thanh Thi mỉm cười. Ngươi sẽ không phản đối, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Tô Thanh Thi đi tới trước mặt Dương Diệp, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lúc này Dương Diệp lại nói. Để cho Đế Thi tiền bối chú ý các nàng một chút, nếu các nàng có nguy hiểm, để hắn ra tay giúp đỡ. Đế Thi. Đây là hắn từ chỗ Hắc Muội cứu ra, hắn tự nhiên không quên. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Cũng đã an bài tốt. Không cần lo lắng an toàn của các nàng. Dương Diệp duỗi tay ôm lấy eo của Tô Thanh Thi, hắn cúi đầu hôn nàng, nói khẽ. Cảm ơn. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, không nói gì. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Nhưng lúc này, truyền âm thạch trên người hắn đột nhiên rung động, Dương Diệp lấy ra, rất nhanh, trong truyền âm thạch truyền ra một giọng nói. Dương Huynh, người bây giờ đang ở nơi nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua truyền âm thạch, sau đó nói. Như thế nào? Thanh âm kia vang lên lần nữa.
Chúng ta nhận được tin tức, mạt pháp chi địa có đại động tác, có thể là nhằm vào ngươi. Đại động tác gì? Dương Diệp hỏi. Thanh âm kia nói. Tạm thời không biết, bất quá theo ta được biết, mạt pháp chi địa đã triệu tập rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu lão quái vật. Hiện tại Dương huynh không nên cứng rắn với bọn họ. Mạt pháp chi địa. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở mắt, sau đó lấy ra quyển trục truyền tống mà lão giả đeo giỏ trúc tặng cho hắn. Tăng thực lực lên, đã cấp bách rồi. Tuy thực lực của hắn bây giờ đã không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng dùng thực lực cá nhân của hắn hiện tại, như trước không cách nào chống lại mạt pháp chi địa. Như người thần bí kia nói, hiện tại hắn không thể đi cứng rắn với mạt pháp chi địa. Chạy tới giết hai người sau đó lại chạy, không có ý nghĩa lớn gì. Lúc này thanh âm kia lại vang lên. Dương huynh, có người tìm ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Tìm ta. Hoang Doanh. Thanh âm kia nói. Hắn bắt Diệp ra đại tiểu thư và hình bỉ thanh. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp trầm xuống, sau một khắc, hắn thu truyền tống phù, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vĩnh Hằng chi giới. Nơi đây, đã hoàn toàn trở thành chiến trường của hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Bây giờ Vĩnh Hằng chi hà đã biến thành màu đỏ như máu, phía trên nổi lơ lửng vô số chân tay cụt. Dương Diệp đi tới Vĩnh Hằng chi giới, chứng kiến một màn trước mắt, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Hiển nhiên Hoang Doanh không có lừa hắn, hoang tộc thật muốn cùng Vĩnh Hằng quốc độ quyết tử chiến. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn đi thẳng tới trước kết giới hoang tộc trú đóng, hắn vừa tới, mấy đạo thần thức trực tiếp rơi vào trên người hắn. Rất nhanh, Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt. Hoang Doanh cười nói. Dương huynh, hồi lâu không thấy. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Các nàng đâu? Hoang Doanh cười nói. Dương huynh, đi vào rồi nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, sau đó cùng Hoang Doanh tiến vào kết giới. Ở trong một gian đại điện, Dương Diệp gặp được Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Chứng kiến Dương Diệp đến, thần sắc hai nữ đều có chút phức tạp. Mà thần sắc Dương Diệp thì khẽ buông lỏng. Không có việc gì là tốt rồi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Ta muốn mang các nàng đi. Rất trực tiếp. Hoang Huyền đột nhiên cười lạnh. Ngươi coi nơi này là nhà ngươi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Huyền. Ngươi có ý kiến? Khóe miệng Hoang Huyền hơi cuộn lên. Ý kiến của lão tử rất lớn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngay lúc này, Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương huynh chậm đã. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh cười nói. Hoang tộc ta không có làm tổn thương các nàng. Dương Diệp khẽ cười nói. Đã minh bạch, bắt các nàng, lưu các nàng, là muốn cùng ta nói điều kiện sao? Hoang Doanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu. Dương huynh, ngươi nói lời này quá xa lạ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Hoang Doanh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó cười nói, có chuyện muốn nhờ Dương huynh hỗ trợ, Dương huynh có linh tổ, mà giờ khắc này, trong Vĩnh Hằng quốc độ có tất cả 18 loại trận pháp lớn nhỏ, những trận pháp này đã tạo thành khốn nhiễu cực lớn với chúng ta, nếu như linh tổ nguyện ý ra tay, ta tin tưởng, những trận pháp này sẽ trong khoảnh khắc mất đi hiệu lực. Ta muốn mời Dương huynh để linh tổ ra tay, chỉ cần những trận pháp kia biến mất, Diệp tiểu tỷ và Hình tiểu thư, Dương huynh tùy thời có thể mang đi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, nếu như ta không đồng ý thì sao? Không. Xa xa, Hoang Huyền cười lạnh. Lời nói khó nghe, hôm nay, không giao linh tổ ra, người cũng đừng nghĩ đi. Một bên, Hoang Doanh nhíu mày, bởi vì này không ở trong kế hoạch của hắn. Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Đi theo ta. Hai nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đứng dậy đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp xoay người rời đi. Coi thường cả hoang tộc. Lúc trước hắn và hoang tộc có chút tình cảm, cùng Hoang Doanh cũng coi như bằng hữu huynh đệ, nhưng sau khi Hoang Doanh lên làm hoang tộc tộc trưởng, có một số thứ kỳ thật đã chậm rãi thay đổi. Đã thay đổi. Ngay lúc này, Hoang Huyền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Động thủ. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng để cho Dương Diệp mang hai nữ nhân kia đi, bằng không hoang tộc còn mặt mũi nào tồn tại. Lúc này Dương Diệp ngừng lại, quay người một kiếm. A! À, ở trong vô số ánh mắt kinh ngạc, một cánh tay bay ra ngoài, sau một khắc, Hoang Huyền về tới vị trí cũ, mà cánh tay phải của hắn thì đã không thấy.
không chỉ cánh tay phải không thấy, trước ngực còn có 10 vết kiếm thương, 10 vết kiếm thương này răng khắp nơi, hầu như chém thân thể Hoang Huyền thành vô số khối. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bại trong chớp mắt. Siêu cấp cường giả Hoang Huyền, lại bị bại trong chớp mắt. Hoang Doanh gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp mang theo hai nữ đi đến trước cửa, đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó nói. Kỳ thật, nếu như ngươi không nói yêu cầu, mà trực tiếp thả các nàng đi, ta sẽ giúp ngươi. Bởi vì như vậy, ít nhất tình bằng hữu của chúng ta vẫn còn. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn lấy các nàng đến uy hiếp ta. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là cố ý bắt các nàng, sau đó mượn các nàng ép ta giúp ngươi ra tay, đúng không? Hoang Doanh trầm mặc. Dương Diệp khẽ cười nói. Ta không giết hắn, xem như nể mặt mũi của Hoang Đế, cũng nể tình bằng hữu của chúng ta ở quá khứ. Hoang tộc, không nên lại gây chuyện với ta, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi bây giờ, đã không thể trêu vào ta. Nói xong, Dương Diệp mang theo hai nữ biến mất. Toàn bộ đại điện, yên tĩnh giống như chết. Quần ẩu Dương Diệp có lẽ được, nhưng luận năng lực đánh đơn, hắn thật sự đã không sợ quá nhiều người rồi. Cho dù là những lão quái vật kia. Dương Diệp mang theo hai nữ đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Nhìn thi thể vô tận, hai nữ trầm mặc. Dương Diệp quay người nhìn về phía hai nữ. Rời đi đi. Hai nữ nhìn về phía Dương Diệp trầm giọng nói. Hoang tộc muốn làm chủ Vĩnh Hằng quốc độ, Vĩnh Hằng quốc độ muốn đánh hoang tộc, những chuyện này, không cần các ngươi tới gánh chịu, hơn nữa, các ngươi cũng không có thực lực đến gánh chịu. Rời đi. Với các ngươi mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Hai nữ nhìn nhau, sau đó trầm mặc. Dương Diệp cười khổ. Đây cũng không phải là các ngươi có thể nhúng tay, không cần phải hy sinh vô vị, được không? Còn gia tộc, các ngươi tỉnh lại đi, cái gọi là nhà tộc kia không hề coi trọng các ngươi, kể cả Chi Bắc ngươi. Diệp Chi Bắc lắc đầu. Bỉ Thanh hoàn toàn có thể rời đi, lần này hình ra để cho nàng đi ra, là cố ý muốn mượn tay hoang tộc giết nàng. Nhưng ta bất đồng, ta là trụ cột của Diệp gia, ta ly khai, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Dương Diệp nhìn thoáng qua hình Bỉ Thanh, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Mang theo Diệp gia cùng rời đi. Diệp Chi Bắc nhìn về phía Dương Diệp trầm giọng nói. Chi Bắc, hiện tại thế giới này rất loạn, yêu ma quỷ quái gì cũng đi ra. Lấy thực lực hiện tại của Diệp gia các ngươi, nếu như còn nhúng tay, sớm muộn có một ngày sẽ chết không còn sót lại chút cặn. Ly khai là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Diệp Chi Bắc suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Ta trở về khuyên nhủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Cũng tốt. Hắn biết, để cho Diệp Chi Bắc buông tha, có chút không thực tế, Diệp gia đối với Diệp Chi Bắc còn rất tốt, mà nàng hiển nhiên cũng có cảm tình với gia tộc. Diệp Chi Bắc nhìn thoáng qua hình Bỉ Thanh, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Không nên để cho nàng trở về, hình gia sẽ hại chết nàng. Nói xong, Diệp Chi Bắc quay người biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp nhìn về phía hình Bỉ Thanh nói khẽ. Ta sẽ rời đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thế giới rất lớn, có thể đi xem một chút. Hình Bỉ Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Bất kể như thế nào, đa tạ. Dương Diệp lắc đầu. Không cần như vậy. Ngay lúc này, hình Bỉ Thanh đột nhiên quay đầu. Chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen. Nhìn thấy nữ nhân này, Dương Diệp nheo mắt, sao nàng lại tới đây? Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đi theo ta. Làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đen cả giận nói. Hỏi nhiều làm gì, có đi hay không? Mặt Dương Diệp đen lại, con mẹ nó, có phải ngươi lại ăn thuốc nổ hay không? Dương Diệp đi theo nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen mang theo Dương Diệp đi tới trong tinh không, nàng ngừng lại, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, cứ như vậy nhìn xem. Dương Diệp bị nàng nhìn có chút tê cả da. Đâu? Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói. Ngươi đã gây họa, biết không? Gây họa. Dương Diệp ngây cả người, sau đó vô ý thức hỏi. Gây họa gì? Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói. Suy nghĩ thật kỹ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Nghĩ không ra. Nữ tử váy đen lạnh nhạt nói. Thiên Chu kiếm. Dương Diệp nói. Ném đi, đồ chơi kia biết tạo phản, ta không thích. Ánh mắt nữ tử váy đen lộ ra vẻ thương hại,
Dương Diệp có chút khó chịu ánh mắt này. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Thiên Chu kiếm nói ném liền ném sao? Dương Diệp nói. Ta không muốn cũng không được sao? Nữ tử váy đen lắc đầu. Chủ nhân của Thiên Chu kiếm, chính là một cái ta khác. Nàng không dễ nói chuyện giống như ta, ngươi chờ chết đi. Dương Diệp cổ quái nhìn thoáng qua nữ tử váy đen, mẹ ơi, ngươi dễ nói chuyện. Ngươi dễ nói chuyện thật sao? Dương Diệp thiếu chút nữa mắng lên. Nữ tử váy đen nhíu mày. Như thế nào, có vấn đề? Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề, chẳng qua ý tứ của ngươi là, chủ nhân của Thiên Chu kiếm sẽ tới tìm ta. Nữ tử váy đen cười lạnh. Dương Diệp. Nữ tử váy đen quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói. Không tệ, thực lực mạnh mẽ hơn trước không ít, có hứng thú đơn đấu hay không? Đơn đấu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được. Từ khi hắn đi ra vãng sinh tộc, còn chưa cùng cường giả chân chính chiến một trận, bởi vậy đối với thực lực của mình bây giờ là cấp bậc gì, hoàn toàn không có một ngọn nguồn. Mà người trước mắt này, hiển nhiên là siêu cấp cường giả, đánh với nàng một trận, khẳng định có thu hoạch rất lớn. Nhưng hắn sai rồi. Sai hoàn toàn. Hắn rất nhanh thì hối hận mình lựa chọn. Nữ tử váy đen nói đánh là đánh, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng rất nhanh, trong chớp nhoáng này, hắn đã nhìn ra vô số sơ hở của nữ tử váy đen. Hắn kiếm ra. Một kiếm này, hắn rất tự tin, có thể một kiếm bức lui nữ tử váy đen. Nhưng, Dương Diệp cảm giác bụng mình truyền đến đau đớn, sau đó cả người bay ra mấy trăm trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, nữ tử váy đen như ảnh tùy hình, lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại một quyền này, trực chỉ phần bụng của hắn. Một quyền này cũng không nhanh. Đồng dạng, trong quyền có rất nhiều sơ hở, Dương Diệp tìm được sơ hở, xuất kiếm. Một kiếm này, trực chỉ dưới nách của nữ tử váy đen, nếu như nữ tử váy đen không thu tay lại, một kiếm này có thể gọt sạch cả cánh tay của nàng, nếu như nàng thu tay, hắn có thể lập tức phản kích. Nhưng ngay lúc này, quả đấm của nữ tử váy đen mở ra, sau đó dùng ngón tay kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Sau một khắc, nữ tử váy đen quay đầu, thân thể dùng một góc độ khó tin đánh tới, cùng lúc đó, hai ngón tay của nàng cũng thuận thế vẽ một cái. Trong khoảnh khắc, nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp, sau một khắc, nàng buông tay ra, tay phải đánh một cùi chỏ vào bụng Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp cong lại, nhưng lúc này, tay phải của nữ tử váy đen lại thuận thế đấm ra một quyền này, trực tiếp đánh vào cằm của Dương Diệp. Phốc, cả người Dương Diệp bay lên. Nhưng còn chưa kết thúc, nữ tử váy đen đá ngang, trực tiếp quét lên người hắn. Dương Diệp lập tức bay ra mấy trăm trượng. Một loạt động tác đều trong lúc điện quang hỏa thạch, mà một loạt động tác càng làm liền mạch, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Nữ tử váy đen phủi tay. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, lạnh nhạt nói. Như thế nào? Xa xa, Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn về phía nữ tử váy đen. Lại tới, trong mắt nữ tử váy đen hiện lên tán thưởng, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Xùy, một đường chỉ đen lóe lên. Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Thoáng qua, kiếm của hắn ra. Nhưng lúc này... Quyền của nữ tử váy đen cũng ra. Rầm rầm rầm. Trong tràng, từng tiếng rên không ngừng vang lên. Nhưng lúc này Dương Diệp một bước cũng không lùi lại. Dương Diệp như về tới thời điểm chiến đấu với ba mộc đầu nhân. Lúc trước hắn bị đánh mộng, đó là bởi vì nữ tử váy đen đã đoán được ý đồ của hắn. Mà bây giờ, hắn không đi cố ý tìm sơ hở của nữ tử váy đen, tùy tâm xuất kiếm. Dựa theo bản năng xuất kiếm. Tùy tâm xuất kiếm. Nữ tử váy đen cũng không có sử dụng lực lượng đặc biệt, cũng không dùng kiếm, có chút ý tứ cho Dương Diệp tiếp chiêu. Ước chừng một khắc sau, nữ tử váy đen ngừng lại, nơi xa Dương Diệp cũng ngừng lại. Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không tệ, năng lực tùy cơ ứng biến rất tốt, xem ra ngươi không có uổng phí đi chỗ kia. Dương Diệp lắc đầu. Còn có rất nhiều chưa đủ. Đương nhiên có rất nhiều chưa đủ. Nữ tử váy đen nói. Kiếm đạo từ lúc bắt đầu phát triển đến bây giờ, cực kỳ bác đại tinh thâm, thế gian ai dám nói kiếm đạo của hắn không có thiếu sót. Bất kể là kiếm đạo hay võ đạo, đều không có điểm kết thúc. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa.
Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ra ta. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau. Đó nói. Lúc trước các nàng tuyển hai người, một cái trong đó là Mặc Du, loại hỗn đản kia ngươi cũng thấy đấy, ta thật muốn một kiếm chặt hắn. Một cái khác, mỗi ngày cực kỳ. Nhân nghĩa đạo đức, còn nhân nghĩa hơn. Người cho người vãng sinh kiếm, mềm yếu. Nhu nhược, hoàn toàn không có thủ đoạn sát phát. Nói xong nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói. Tuy ta nhìn người không quá thoải mái, nhưng ít nhất ngươi là một người dám yêu dám hận, nhưng có một điểm không tốt, ngươi quá nóng nảy. Còn nữa, khi ngươi ném thiên trụ kiếm, ngươi thành công để cho ta tăng thêm một chút hảo cảm với ngươi, đúng, một thanh phá kiếm mà thôi, còn dám phản chủ, nên ném đi. Ngươi cũng đồng ý, nói nhảm, một thanh kiếm mà thôi. Nếu như khi đó ngươi bởi vì nó là siêu thần khí liền giữ lại, nói thật, ta sẽ xem thường ngươi. Dương Diệp. Nữ tử váy đen đi tới trước mặt Dương Diệp. Vốn ta không nên đến gặp ngươi, nhưng có người lười biếng chạy đi chơi mất, dẫn đến phong ấn ra một chút vấn đề, ta nhất định phải đi thay nàng. Nhưng ta nghĩ tới một ít chuyện, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ có phiền toái, cho nên qua để tỉnh ngươi một chút. Nói xong nàng bấm tay điểm một cái. Một thanh hắc kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp. Thái U kiếm. Dương Diệp sửng sốt. Nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Kiếm này tên Thái U, đây là một thanh kiếm có liên quan tới thời không. Kiếm này có năng lực mở vạn giới, cũng có năng lực truyền tống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi biết tọa độ chỗ đó. Có thể truyền tống đến tứ duy vũ trụ không? Dương Diệp tò mò hỏi. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người muốn chết có thể truyền tống qua chơi. Dương Diệp. Nữ tử váy đen lại nói. Có nhiều chỗ có thể đi, có nhiều chỗ, người tốt nhất đừng đi. Còn nữa, vạn giới đồ của ngươi chính là lợi dụng kiếm này của ta làm, hiệu quả của nó tự nhiên không bằng kiếm này có thể qua lại cả không gian tam duy vũ trụ, xuyên toa đi ra bên ngoài cũng là có thể. Không chỉ có như thế, nếu như ngươi có thể hiểu rõ kiếm này, cũng có thể đưa đối thủ đến địa phương ngươi muốn. Kiếm tốt nha. Dương Diệp cười hì hì, sau đó tiếp nhận, đây chính là bảo bối nha. Đã có kiếm này, sau này hắn có thể đi bất luận địa phương nào mình muốn. Quan trọng nhất là, kiếm này rất sắc bén. Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người muốn đi, lúc này Dương Diệp vội vàng nói. Cứ đi như thế. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói. Bằng không thì tiếp tục luận bàn một chút. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người chuồn đi. Nữ tử váy đen nhìn Dương Diệp chạy thật nhanh, khẽ lắc đầu. Chạy rất nhanh. Nói xong nàng cũng biến mất. Xa xa cuối chân trời, Dương Diệp nhìn vãng sinh kiếm và thái u kiếm, thần sắc có chút ngưng trọng. Kiếm này, cầm, thì đồng nghĩa với phải nhận trách nhiệm. Hắn tự nhiên hiểu. Qua hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Sau đó lấy ra quyển trục truyền tống đi thông thiên vũ giới. Mặc dù có thái u kiếm, nhưng hắn không biết thiên vũ giới ở nơi nào, bởi vậy còn cần truyền tống. Dương Diệp bóp nát quyển trục truyền tống, rất nhanh, hắn biến mất. Ở trong một tinh không không biết tên. Đây là biên giới của thế giới. Ngày hôm nay, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng xuất hiện ở nơi đây, hắn cứ như vậy đi tới. Kiếm tu nhìn thoáng qua tinh không vô tận. Trong mắt có vẻ nghi hoặc, còn có một tia hiếu kỳ. Giống như có cái gì nhìn chăm chú hắn. Đến từ một chỗ rất xa, hắn có thể cảm nhận được đối phương, mà bây giờ, hắn muốn theo cảm giác đó đi tìm tồn tại kia. Đột nhiên hắn ngừng lại, quay đầu nhìn. Bên kia, một nữ tử dẫm trận đi đến. Một cô gái tóc ngắn. Nữ tử mặc trường bào màu xám trắng, bên hông treo một cái hồ lô rượu, dưới chân là một đôi giày rơm. Kiếm tu quay người nhìn về phía nữ tử, lúc này nữ tử ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua kiếm tu, sau một khắc, nàng cầm hồ lô rượu uống một hớp. Chân phải nữ tử nhẹ nhàng điểm một cái, cả người xuất hiện ở trước mặt kiếm tu. Một quyền bình thường. Hai mắt kiếm tu híp lại, dùng chỉ thay kiếm điểm ra. Nữ tử về tới vị trí cũ, kiếm tu vẫn còn ở vị trí cũ. Kiếm tu nhìn về phía nữ tử. Một quyền này. Mạnh nhất ta đã thấy. Nữ tử nhếch miệng cười cười. Thật sao? Kiếm tu gật đầu. Thế nhưng còn chưa đủ. Nữ tử vui vẻ càng đậm. Kỳ thật, ta là kiếm tu. Luyện kiếm nhàm chán,
cho nên mới luyện quyền một chút. Kiếm tu có chút bất ngờ, nhưng mà rất nhanh, hắn nhẹ gật đầu. Như vậy quá tốt. Xa xa, nữ tử nắm hồ lô rượu hung hăng uống một hớp, rượu theo khóe miệng nàng không ngừng tràn ra, một hơi sau, nữ tử thả lại hồ lô rượu, cười to nói. Đến. Nói xong. Xùy. Một thanh kiếm quang sáng như tuyết từ bầu trời điện xạ đến. Thiên Chu. Thanh kiếm này, đúng là Thiên Chu kiếm. Thời khắc này Thiên Chu như có thể một kiếm phá mất tam duy vũ trụ, mang theo kiếm thế đã không cách nào dùng ngữ ngôn để hình dung. Thiên địa không chịu nổi một kiếm này. Đối diện, kiếm tu khẽ cúi đầu, sau một khắc, hắn rút kiếm. Cùng lúc đó, kiếm tu mở miệng. Dừng lại. Hầu như cùng thời khắc đó, xa xa nàng kia cũng nói. Dừng lại. Thiên Chu kiếm cách đỉnh đầu kiếm tu không sai biệt lắm còn có nửa trượng ngừng lại, không còn cách nào tiến nửa tấc. Mà xa xa, trước mặt nữ tử, một đạo kiếm khí cũng dừng lại. Kiếm đạo chân ngôn. Hai loại kiếm đạo chân ngôn. Không biết trải qua bao lâu, tinh không vô danh khôi phục bình tĩnh. Trong chàng chỉ còn lại một người. Đúng là Đồ Sát. Đồ Sát nằm ở trên Thiên Trụ kiếm, bắt chéo hai chân, hai tay gối lên ót, trong miệng ngậm lấy hổ lô rượu. Nàng ngủ rồi. Nhưng trong miệng nàng lại không ngừng lẩm bẩm. Lắng nghe mới biết đó là. Hảo một cái vô tình cực hạn, kiếm tu tâm không một chút tạp niệm, kiếm không một chút tình cảm, người vô niệm, kiếm vô niệm, người vô tưởng, kiếm vô tưởng. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngồi dậy, vỗ nhẹ nhẹ mặt của mình, nói đến đây, nàng đột nhiên ngồi dậy, vỗ nhẹ nhẹ mặt của mình. Không phải là thua một kiếm sao? Có gì ghê gớm đâu? Ngươi không phải cũng thua qua lão đại sao? Ai? Lão đại, ngươi từng nói kiếm đạo của ta có chỗ thiếu hụt, ta phải đi đánh người. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm biến mất ở trong tinh không. Bên kia, cuối tinh không, một kiếm tu cầm kiếm chậm rãi đi xa, hắn chính là Tiêu Giao Tử. Cũng không lâu lắm, Tiêu Giao Tử đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía một địa phương xa xôi, mỉm cười. Tiểu gia hỏa, kỳ hạn không có thừa bao nhiêu. Tại một chỗ, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Qua hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình run lên, biến mất ở xa xa. Thiên Vũ Giới. Dương Diệp rốt cuộc đã tới Thiên Vũ Giới, giống như vãng sinh giới. Thiên Vũ Giới này kỳ thật cũng là một thế giới đã xuống dốc. Thiên Vũ Tộc. Dương Diệp hiểu rõ bộ tộc này cũng không nhiều, không đúng, phải nói không có chút hiểu biết nào. Bởi vậy lúc hắn tới đây tràn đầy phòng bị. Lúc này đây, Dương Diệp không có phòng ấn tu vi. Trên hải dương vô biên vô tận, Dương Diệp ngự kiếm mà đi, dưới chân, nước biển lại màu vàng nhạt. Cả Thiên Vũ Giới, linh khí mỏng manh hầu như không có. Hủy diệt còn nghiêm trọng hơn vãng sinh giới. Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra, chỗ này không nhỏ, để cho hắn đi tìm bảo vật, sợ là ngay cả cọng lông cũng không tìm được, loại chuyện tìm bảo vật này, còn phải mời Tiểu Bạch. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, nàng nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nàng mở to nhìn, Tiểu Trảo chỉ phía bên phải. Dương Diệp có chút tò mò. Tiểu gia hỏa, người không hôn một cái sao? Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Hai Tiểu Trảo bưng lấy cổ Dương Diệp nhẹ nhàng cọ sát. Dương Diệp cười ha ha, ôm Tiểu Bạch biến mất ở xa xa. Được Tiểu Bạch chỉ dẫn, Dương Diệp một đường đi về phía trước, dọc đường, Dương Diệp thấy được phía dưới từng tòa phế thành, từ bộ dáng của những di tích kia, hiển nhiên đều do kiếm tạo thành. Không cần phải nói, này có thể là đám người hắc muội làm. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp gia tăng tốc độ. Rất nhanh. Tiểu Bạch ý bảo Dương Diệp dừng lại. Dương Diệp rơi xuống, ở trước mặt hắn là một tòa tháp cao, tòa tháp này khổng lồ như một thành trì, cho dù đỉnh của nó bị tước mất một đoạn, nhưng vẫn nguy nga đại khí, cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Ở bốn phía tháp, có vô số cây cột đen kịt, phía trên có cự xà quấn quanh, những cự xà này vẫn còn khí tức. Mặc dù Dương Diệp không sợ những cự xà kia, nhưng nhìn qua vẫn còn có chút ghê người nha. Tiểu Bạch nhìn những cự xà ngọa nguậy kia, Tiểu Trảo nàng che lại hai mắt, nàng vẫn còn có chút sợ. Kỳ thật hẳn là những cự xà kia sợ nàng mới phải. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Bạch, sau đó ôm nàng tiến vào trong tháp. Lớn, tòa tháp này nghiêm chỉnh mà nói, không thể nói là tháp, nó chính là một tòa thành. Bởi vì trong tháp, còn có rất nhiều kiến trúc, xem ra là dùng để ở.
Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng nàng chỉ xa xa, ý bảo Dương Diệp qua. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Có nguy hiểm hay không? Kỳ thật Tiểu Bạch có thể cảm nhận được nguy hiểm, ý thức nguy cơ của nàng mạnh hơn hắn và nhị nha rất nhiều. Đương nhiên, bản thân nàng cũng rất ngu ngơ, bởi vì nàng thường thường sẽ đánh giá cao hắn, sau đó đánh giá thấp nguy hiểm kia. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, lắc đầu. Dương Diệp nhẹ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch, chân thành nói. Một chút nguy hiểm cũng không có. Tiểu Bạch lắc đầu. Dương Diệp lại hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đối mặt nguy hiểm kia? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp hỏi lại. Ngươi biết thực lực của ta không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng vội vàng gật đầu, tiểu chảo quơ quơ. Ý là Dương Diệp rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Dương Diệp không biết nói gì, không cần phải nói, tiểu gia hỏa này khẳng định lại đánh giá cao hắn vô hạn. Đối với cái này, Dương Diệp cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không nói gì, ôm Tiểu Bạch tiếp tục đi tới. Ở trong thế giới của Tiểu Bạch, hắn là lợi hại nhất, cái gì cũng có thể giải quyết. Tuy này nhiều khi sẽ hãm hại hắn, nhưng kỳ thật hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tiểu Bạch ngồi ở trên vai Dương Diệp, trên cơ bản, nàng đi theo bên cạnh Dương Diệp là không sợ gì cả. Được Tiểu Bạch dẫn dắt, Dương Diệp đi tới trước một tượng đất to lớn. Tượng đất cao tới mấy trượng, nhìn từ ngoài là một trung niên, hai đấm nắm chắc, mắt nhìn xa xa, có một loại cảm giác không giận tự uy. Tiểu Bạch chỉ bức tượng. Bên trong, Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Ngươi có thể để cho nó đi ra không? Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nàng nhìn về phía tượng đất, rất nhanh, tiểu chảo nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy. Một hơi trôi qua, không có phản ứng. Hai hơi qua, còn không có phản ứng. Mười hơi trôi qua, vẫn không có phản ứng. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Bạch bay đến trước tượng, tiểu chảo khe khẽ gõ tượng đất, ý là mau ra đây. Nhưng bảo vật bên trong rất không nể mặt nàng, vẫn không chịu đi ra. Tiểu Bạch nhíu mày, rất nhanh nàng há mềm khẽ hấp. Nàng khẽ hấp, tượng đất đột nhiên rung động. Một bên, thần sắc Dương Diệp đề phòng, trong này quả nhiên có bảo bối. Lúc này tiểu chảo của Tiểu Bạch vỗ tượng đất nhẹ nhẹ. Răng rắc, tượng đất đột nhiên vỡ ra, Tiểu Bạch vội vàng về tới bên người Dương Diệp, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Tiểu Bạch, tượng đất triệt để vỡ ra. Rất nhanh, một nam tử hư ảo xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Mặc dù nam tử hư ảo, nhưng trong tay hắn nắm một thanh kiếm màu vàng đỏ. Kiếm kia là thật thể. Nam tử không có nhìn Dương Diệp, mà nhìn về phía Tiểu Bạch, hai mắt hắn híp lại, trong đôi mắt có vẻ lạnh lẽo. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Bạch, ở trong mắt hắn là sát ý. Lúc này nam tử hư ảo kia nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là người phương nào? Dương Diệp đi thẳng vào vấn đề. Người tới tìm bảo. Tìm bảo. Nam tử hư ảo nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém bay ra. Trong tràng lập tức vang lên âm thanh nứt vỡ chói tai. Dương Diệp mặt không biểu tình, thời điểm kiếm kia cách trước mặt hắn khoảng nửa trượng, bên hông hắn, vãng sinh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Thanh kiếm màu vàng đỏ lập tức bị đánh bay ngược về. Nó trở lại trong tay nam tử hư ảo, lúc này, một thanh kiếm đã tới trước mặt hắn, kiếm cách mi tâm của nam tử hư ảo chỉ nửa tấc. Nhưng Dương Diệp nhíu mày, bởi vì chẳng biết lúc nào nam tử hư ảo đã ở bên ngoài 10 trượng. Vãng sinh kiếm quay về vỏ kiếm, Dương Diệp không có ra tay. Nam tử hư ảo nhìn Dương Diệp hồi lâu. Làm cái giao dịch được không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói một chút coi. Nam tử hư ảo nhìn kiếm trong tay. Kiếm này ngũ hành thuộc tính kim, do thiên vũ tộc ta góp nhặt kim chi huyền khí tinh thuần nhất thế gian, hơn nữa tăng thêm vô số loại thiên địa chân bảo tạo thành. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm này cho ngươi, thay ta làm một chuyện. Dương Diệp mỉm cười, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, bên hông hắn, vãng sinh kiếm ra khỏi vỏ, vãng sinh kiếm đi tới trước mặt nam tử hư ảo kia. Dương Diệp cười nói, kiếm này như thế nào? Nam tử hư ảo nhìn vãng sinh kiếm, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Mạnh mẽ hơn kiếm của ta nhiều. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngược lại là ta mắt phụng về, không
không nghĩ tới là thiên mệnh vãng sinh kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải. Nam tử hư ảo nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng hắn lại nói. Thiên vũ tộc ta có tất cả năm thanh kiếm tuyệt thế, được xưng thiên địa ngũ hành kiếm, nếu năm thanh kiếm hợp thể, không kém vãng sinh kiếm trong tay ngươi. Không chỉ như thế, ngũ hành kiếm còn có một bộ ngũ hành kiếm trận, tổ tiên ta đã từng lợi dụng kiếm trận kia đối kháng qua thiên đạo và thiên mệnh. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Muốn ta làm cái gì? Nam tử hư ảo trầm mặc. Dương Diệp hỏi. Như thế nào? Lúc này nam tử hư ảo nhìn lướt qua bốn phía. Ngươi có thể cảm thụ được cỗ lực lượng kia không? Lực lượng thiên mệnh, lực lượng của thiên chu kiếm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Quả thật không sai, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia, chỉ có điều lực lượng của thiên chu kiếm có chút không giống. Kiếm khí này rất bá đạo, sát khí rất mạnh, mà thiên chu chi lực kia đang không ngừng ăn mòn linh khí và bổn nguyên trong thiên vũ giới. Nam tử hư ảo nhìn Dương Diệp. Giúp ta khu trừ những thiên chu kiếm khí còn sót lại trong thiên vũ giới. Ngũ hành kiếm sẽ là của ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta giúp các ngươi khu trừ kiếm khí, hơn nữa giúp các ngươi khôi phục linh khí nơi này, nhưng ta không chỉ muốn ngũ hành kiếm, còn muốn phương thức tu luyện thiên vũ bất phôi thể. Như thế nào? Khôi phục linh khí. Hai mắt nam tử hư ảo híp lại, rất nhanh. Hắn nhìn về phía tiểu bạch trên bả vai Dương Diệp, trầm mặc một lát, hắn gật đầu. Được. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chậm rãi bay lên không, chỉ chốc lát, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực của hắn bao trùm cả tòa tháp, có chút cố sức. Nhưng vẫn đủ. Dương Diệp bắt được những thiên chu kiếm khí kia, rất nhanh. Hắn bắt đầu thúc giục kiếm ý và kiếm khí của mình hủy diệt thiên chu kiếm khí. Nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra. Ông! Vô số tiếng kiếm reo vang vọng lên, rất nhanh, vô số kiếm quang tựa như cuồng phong bạo vũ kích bắn về phía Dương Diệp. Thiên chu kiếm khí phản kích. Ta là tới đánh ngươi. Một! Ở trong tháp cao, tụ tập vô số thiên chu kiếm khí. Những thiên chu kiếm khí này cũng không có theo chủ nhân của chúng rời đi tiêu tán. Mà một mực lưu lại thiên vũ giới. Mà bọn nó thì không ngừng cắn nuốt linh khí và bổn nguyên của thiên vũ giới. Có thể nói, thiên mệnh khả năng không có ý tứ hủy thiên vũ giới. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, kiếm khí của mình sẽ tạo thành tổn thương cho thế giới này lớn như vậy. Đương nhiên, cho dù biết cũng sẽ không coi trọng. Người từ thời đại máu tanh năm đó giết tới, sao sẽ là một người nhân từ? Nữ tử váy trắng có thể nói là một tồn tại vô cùng loại khác. Thời điểm cảm nhận được những thiên trụ kiếm khí kia cắn trả, Dương Diệp nhíu mày, chúng còn sót lại ở thế giới này, không ngừng hấp thu linh khí và bổn nguyên, có thể nói, chúng đã không phải là kiếm khí đơn thuần rồi. Những kiếm khí này có ý thức bản na ngồ của mình. Nếu như chúng nguyện ý, chúng tùy thời có thể ngưng tụ thành kiếm, hình thành kiếm linh chân chính, nhưng chúng không có, hiển nhiên là đang đợi cái gì. Ơ chát giác được những kiếm khí kia phản kích, Dương Diệp không dám khinh thường. Bên hông hắn, vãng sinh kiếm đột nhiên chém ra, rất nhanh, hắn thúc giục vãng sinh chi lực của mình, kỳ chốc lát, vô số kiếm khí ẩn chứa vãng sinh chi lực xuất hiện ở trong trời đất này. Không thể. Lúc này nam tử hư ảo ở phía dưới đột nhiên nói. Kính xin dừng lại. Dương Diệp nhíu mày, nhưng vẫn ngừng lại, bất quá sau khi hắn dừng lại, những thiên chu kiếm khí kia lại không có ngừng, như trước vây công đến. Dương Diệp đang muốn ra tay. Lúc này tiểu bạch lấy ra linh trược, rất nhanh, ở trong thiên địa xuất hiện một đạo lực lượng thần bí. Linh vực. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, tiểu bạch quơ múa linh trược, rất nhanh, những thiên chu kiếm khí kia bị vô số linh khí bao bọc, sau đó những linh khí này bắt đầu thôn phệ thiên chu kiếm khí. Kiếm khí tồn tại, dựa vào cái gì? Tự nhiên là linh khí thiên địa. Thời điểm kiếm khí ly khai kiếm, không có huyền khí của chủ nhân ủng hộ. Chúng chỉ có thể dựa vào tự mình hấp thụ linh khí trong thiên địa duy trì. Mà bây giờ, tiểu bạch là trưởng khống giả linh khí. Rất nhanh, những thiên chu kiếm khí kia giống như thủy triều thối lui, căn bản không dám dựa gần tiểu bạch. Chứng kiến những thiên chu kiếm khí kia thối lui, tiểu bạch ngây cả người, nàng còn không có chơi chán à. Thật vất vả có thể biểu hiện, vậy mà các ngươi chạy. Tiểu bạch rất tức giận. Tiểu bạch huy động linh trượng, rất nhanh. Ở trên không trung, vô số linh khí hội tụ thành hình dạng của tiểu long,
sau đó đuổi theo thiên chu kiếm khí. Xin dừng tay. Lúc này lại vang lên thanh âm của nam tử hư ảo. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ý bảo Tiểu Bạch dừng lại. Tiểu Bạch có chút không cam lòng thu hồi linh vực, nàng có chút bất mãn nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, tiểu chảo chiêu chiêu, thanh kiếm trong tay nam tử hư ảo trực tiếp bay đến trước mặt nàng. Nam tử hư ảo. Tiểu Bạch xem xét thanh kiếm kia, sau đó nàng trực tiếp mang theo nó về tới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía nam tử hư ảo trầm giọng nói. Không thể sằng bậy, những thiên chu kiếm khí kia ẩn chứa thiên chu chi lực rất cường đại. Hơn nữa lực lượng của chúng rất đặc thù, nếu như chúng đập nồi dìm thuyền, tòa tháp này sẽ nát bấy. Mà trong này còn sót lại tộc nhân của ta, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Tộc nhân còn sót lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, quả nhiên, người của thiên vũ tộc cũng không triệt để chết hết. Bất quá cái này cũng bình thường, bất kỳ tộc nào, trừ khi là có người tận lực diệt tộc, bằng không rất khó chân chính diệt tộc, ít nhiều sẽ có người sống còn sót lại. Vãng sinh tộc như thế, thiên vũ tộc này cũng như thế. Chắc hẳn những tộc còn lại kia cũng sẽ có một chút sống sót, bất quá đều mai danh ẩn tính, không dám đối mặt thế nhân. Dù sao địch nhân của bọn hắn là thiên mệnh. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Nam tử hư ảo trầm mặc một lát, sau đó hắn nói. Phong ấn, để cho thiện linh phong ấn những thiên chu kiếm khí kia. Không để cho chúng đi ra tiếp tục giết hại thế giới này là được. Dương Diệp nói. Vạn nhất chúng lưỡng bại câu thương thì sao? Nam tử hư ảo trầm mặc. Nếu như ép, những thiên chu kiếm khí kia nhất định sẽ cá chết lưới rách. Từ tình huống vừa rồi đến xem, dục vọng cầu sinh của những thiên chu kiếm khí kia rất mạnh. Lúc này nam tử hư ảo nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có thể dùng vãng sinh kiếm hấp thu những thiên chu kiếm khí kia không? Dương Diệp lắc đầu. Không được. Vừa rồi hắn đã thử qua, những thiên chu kiếm khí kia căn bản không để ý vãng sinh kiếm, không chỉ không thèm nghĩa đến, ngược lại còn có tính xâm lược. Vãng sinh kiếm cùng thiên chu kiếm là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Nếu như thiên chu kiếm còn trong tay hắn, có lẽ có thể thử xem. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Như vậy đi, ta để cho Tiểu Bạch giúp các ngươi cách ly những thiên chu kiếm khí kia. Sau đó để cho nàng khôi phục linh khí nơi này. Nam tử hư ảo trầm giọng nói. Nhưng sau khi linh khí khôi phục một ít, đến lúc đó những thiên chu kiếm khí kia cũng tới hấp thu a. Dương Diệp có chút im lặng. Đây là việc duy nhất ta có thể làm, bằng không thì, các ngươi liền rời đi nơi đây, để cho ta triệt để hủy diệt những kiếm khí này. Nam tử hư ảo vẫn lắc đầu. Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ hắn cũng không có biện pháp. Tuy những thiên chu kiếm khí kia lợi hại, nhưng nói thật, hắn vẫn có thể diệt hết, chỉ có điều không phải dễ diệt như vậy, những kiếm khí này đã hầu như biến dị. Tăng thêm thực lực của chủ nhân chúng cường đại, sau đó chúng lại không ngừng hấp thu linh khí thiên địa và bổn nguyên, làm chúng nó kỳ thật đã không thể tính là kiếm khí đơn thuần rồi. Tính là một loại sinh linh. Kỳ thật, ấn Dương Diệp suy đoán, những kiếm khí này có thể tồn tại, nhất định là bởi vì cường giả của thiên vũ tộc bị giết sạch sẽ. Bằng không thì, dùng thực lực của thiên vũ tộc, thu thiên mệnh có thể không được, nhưng muốn thu những kiếm khí này vẫn dễ như trở bàn tay. Nam tử hư ảo nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đi theo ta. Dương Diệp đi theo nam tử hư ảo, đi một hồi, nam tử hư ảo đột nhiên bấm tay vẽ một cái, mặt đất tách ra hai bên. Rất nhanh, một thềm đá đi thông dưới đất xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Được nam tử hư ảo dẫn dắt. Dương Diệp đi tới một thành trì dưới đất, trong thành, Dương Diệp cảm nhận được linh khí. Không phải rất nồng đậm, nhưng cao hơn phía trên vô số lần. Dương Diệp gặp được một vài người, những người này giống như nhân loại, giờ phút này, những người thiên vũ tộc kia đều tò. Mà quan sát Dương Diệp, nam tử hư ảo mang theo Dương Diệp đi tới trước một cái hắc đỉnh to lớn, trong hắc đỉnh cắm bốn thanh kiếm. Một thanh màu thủy lam, một thanh màu vàng đất, một thanh đỏ như máu. Một thanh màu xanh lục. Nam tử hư ảo nhìn bốn thanh kiếm kia hồi lâu, cuối cùng, tay phải hắn khẽ vẫy, bốn thanh kiếm bay ra hắc đỉnh, sau đó trở lại trước mặt của Dương Diệp. Nam tử hư ảo quay người nhìn về phía Dương Diệp, tuy kiếm khí không giải quyết được, nhưng kiếm này vẫn cho ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp có chút khó hiểu. Nam tử hư ảo nói.
coi như kết một cái thiện duyên đi. Thiện duyên. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, hắn thu kiếm. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện. Tiểu Bạch nhìn bốn thanh kiếm kia, rất tò mò, nàng sờ sờ, sau đó ở trong mắt của mọi người, nàng hợp lại năm thanh kiếm. Xuy. Trong chốc lát, toàn bộ không gian trong nháy mắt vỡ ra, cùng lúc đó, Dương Diệp cảm thấy bốn phía có một cỗ lực ca xê lượng vô hình phá nát hết thảy. Trước mặt Dương Diệp, sắc mặt nam tử hư ảo đại biến. Mau dừng tay. Tiểu Bạch hiển nhiên cũng phát hiện chuyện không đúng, vội vàng tách năm thanh kiếm ra. Sau khi kiếm tách ra, hết thảy khôi phục bình thường. Thấy thế, nam tử hư ảo thở dài một hơi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng vụng trộm chạy tới sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp quay người trừng Tiểu Bạch, sau đó xoay người nhìn về phía nam tử hư ảo. Đây là... Nam tử hư ảo hít sâu một hơi, sau đó giải thích nói. Kiếm này... Không phải kiếm bình thường, ngũ hành kiếm, ẩn chứa ngũ hành chi lực thuần khiết, nếu như kiếm tập hợp, sẽ dẫn động ngũ hành chi lực này tương đương với bổn nguyên chi lực của không gian tam duy vũ trụ. Lúc trước hai vị tổ tiên là muốn mượn bổn nguyên chi lực của tam duy vũ trụ này đối kháng thiên đạo cùng với thiên mệnh, nhưng đáng tiếc bọn hắn đều thất bại. Nói đến đây, nam tử hư ảo giống như nghĩ đến cái gì, lắc đầu thở dài. Lúc trước vị tổ tiên thứ hai của thiên vũ tộc ta. Nếu như không phải hắn tự phụ, khiêu khích thiên mệnh, muốn mượn ngũ hành kiếm diệt đối phương, thiên vũ tộc ta sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Dương Diệp trầm mặc. Không cần phải nói, vị tộc trưởng kia của thiên vũ tộc nhất định là muốn đi tứ duy vũ trụ, nhưng kết quả lại là bi kịch. Lúc này nam tử hư ảo nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói khẽ. Dưới tình huống bình thường, người bình thường là khó có thể hợp nhất năm kiếm, nhưng nàng. Dương Diệp cười khổ. Nàng là ngoại lệ. Tiểu Bạch, đừng nói ngũ hành kiếm gì, ngay cả thiên mệnh kiếm cũng có thể hợp cho ngươi. Nam tử hư ảo cũng cười khổ. Đúng là một ngoại lệ. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Thiên vũ bất phôi thể kia. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Nam tử hư ảo cũng nhíu mày. Là bằng hữu của ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Thần sắc nam tử hư ảo đề phòng lên. Dương Diệp nói. Hẳn là tới tìm ta, để ta giải quyết. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, hắn quay về trên mặt đất, trong hư không, hắn nhìn thấy một trung niên tóc dài. Nhìn có chút quen mắt. Rất nhanh, Dương Diệp nhớ tới đối phương là người nào. Đệ nhất thần. Người bị chủ nhân Thiên Chu kiếm đính ở trên vách núi trong cửu trọng không gian. Đối phương xuống làm gì? Dương Diệp nhíu mày. Lúc này đệ nhất thần xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn quan sát Dương Diệp một chút. Ba chuyện, chuyện thứ nhất, hy vọng ta giết chết ngươi, mang đi linh tổ trên người ngươi. Ngươi là tự sát, hay để ta giết, nếu như tự sát, ngươi có thể chết nhẹ nhõm một chút. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang định nói, nhưng đúng lúc này, trong trời đất đột nhiên xuất hiện dị biến. Vô số thiên chu kiếm khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn ra, những thiên chu kiếm khí kia rất điên cuồng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn. Chỗ đó, một nữ tử mặc áo bào cho ngự kiếm đi tới. Mà dưới chân nàng, đúng là Thiên Chu kiếm. Bên hông nữ tử, có một cái hồ lô rượu, tóc ngắn. Chứng kiến nữ nhân này, mí mắt Dương Diệp nhảy dựng, con mẹ nó, lại là nữ nhân này, đã từng không hề lý do đánh hắn một trận. Đồ sát. Ánh mắt đồ sát rơi vào trên người Dương Diệp. Ta là tới đánh ngươi. Dương Diệp. Nhưng lúc này... Đồ sát đột nhiên quay đầu nhìn về phía đệ nhất thần, nàng nhíu mày. Ta nhìn ngươi rất quen mắt ha. Đệ nhất thần nhìn đồ sát rất lâu, cuối cùng hắn khẽ lắc đầu. Không biết các hạ, nếu như các hạ tìm hắn. Ta đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi thật nhanh. Lúc này đồ sát nhíu mày. Ngươi không phải ra hỏa bị ta đính trên vách núi sao? Giờ phút này, đệ nhất thần đã ly khai thiên vũ giới. Nhưng hắn vẫn nghe được. Những lời này. Bị nhận ra. Giờ khắc này, đệ nhất thần cực kỳ sợ hãi. Hắn tự nhiên nhận ra thân phận của đồ sát. Giờ khắc này, đệ nhất thần cực kỳ sợ hãi. Hắn tự nhiên nhận ra thân phận của đồ sát. Cái này là thiên mệnh lúc trước thiếu chút nữa đánh chết hắn a. Là thiên mệnh tay cầm thiên chu kiếm kia. Đệ nhất thần không có chút do dự, trực tiếp xé rách không gian, sau đó tiến vào trong không gian kia. Nhưng khi hắn tiến vào không gian,
một cánh tay giữ lại, không chỉ như thế, một đạo kiếm khí xuyên thủng ngực của hắn. Bất quá hắn vẫn chạy thoát, đương nhiên cũng không tốt đến đâu. Một kiếm kia, mặc dù không có muốn mạng của hắn, nhưng cũng đã thương nặng hắn. Thiên vũ giới. Đồ sát nhíu mày, cách đó không xa, Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Ngươi không đuổi sao? Đồ sát nhìn về phía Dương Diệp. Đuổi theo làm gì, ta là tới đánh ngươi. Dương Diệp có chút im lặng. Cái kia, ta muốn biết vì cái gì? Vì cái gì? Đồ sát đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi nói vì cái gì? Nói xong nàng đột nhiên ra quyền. Mà thời điểm đồ sát ra quyền, kiếm của Dương Diệp cũng ra. Kiếm dài hơn tay, kiếm của Dương Diệp trực chỉ ngực của đồ sát. Kiếm của Dương Diệp đâm vào ngực đồ sát, nhưng không đâm vào được, lúc này quả đấm của đồ sát đánh vào bụng của hắn. Ầm, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Mà hắn còn chưa dừng lại, đồ sát đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt, lần này trong tay trái Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm. Thái U. Khi thấy Thái U, đồ sát khẽ cau mày. Kiếm của lão tứ rõ ràng cũng cho ngươi, thật sự là bậy bạ a. Nói xong, nàng đánh về phía bụng của Dương Diệp. Lúc này đây, Dương Diệp không có trốn tránh một quyền này, song kiếm cùng xuất hiện, tựa như cái kéo chém về phía cổ của nàng. Nhưng lúc này, tay đồ sát đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, nàng dùng quyền hóa trưởng vỗ ra. Bang bang! Song kiếm của Dương Diệp bị đập lệch ra, trung môn của hắn mở rộng, đồ sát thuận thế tung một quyền. Một quyền này, Dương Diệp là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên buông lỏng hai thanh kiếm kia ra, sau đó trực tiếp nắm bả vai của đồ sát, bị Dương Diệp bắt lấy bả vai, đồ sát nhíu mày, sau một khắc, hai vai nàng hơi chấn động, chấn hai tay Dương Diệp ra. Ngay sau đó, quả đấm của nàng nới lỏng, đổi thành chảo, một chảo này, trực tiếp nắm lấy bụng của Dương Diệp, sau đó tay phải nàng dùng sức giơ lên, cả người Dương Diệp bị nàng xách lên. Sau một khắc, đồ sát né người như chớp, chân phải đạp mạnh về phía bụng của Dương Diệp. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hai thanh kiếm đột nhiên từ hai phương hướng chém về phía đồ sát. Nhưng hai thanh kiếm này lập tức bị thiên chu kiếm chém bay. Rất nhanh, đồ sát đá vào bụng Dương Diệp, bất quá lúc này, hai tay Dương Diệp ôm lấy chân đồ sát, cố nén bụng không khỏe, Dương Diệp gầm lên giận dữ, thân thể xoay tròn, sau đó đá về phía đầu đồ sát một cước. Đánh không lại cũng phải là đánh. Đây chính là ý tưởng của hắn bây giờ. Cũng không thể một mực bị đánh a. Nhưng một cước này của hắn bị một cánh tay nắm được. Đúng là tay của đồ sát. Đồ sát nắm lấy chân của Dương Diệp, sau đó mãnh liệt hất lên. Dương Diệp bị quăng lên bầu trời, sau một khắc, đồ sát biến mất, mà trước mặt Dương Diệp, một cái nắm đấm đánh về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Một quyền này cho hắn cảm giác là sơ hở khắp nơi, nhưng lại không phải sơ hở, hoặc có lẽ này là sơ hở mà đối phương cố ý để cho hắn. Dương Diệp nghĩ tới Hắc Muội, lúc trước Hắc Muội cũng đánh hắn như vậy. Mà bây giờ nhớ lại, hiển nhiên Hắc Muội là cố ý đang nhắc nhở hắn. Dương Diệp mở mắt, một quyền kia trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, Dương Diệp biết, mặt của mình biến hình. Nhưng hai tay Dương Diệp bắt được tay đồ sát. Xuy, trong nháy mắt, quanh người Dương Diệp, vô số kiếm khí và kiếm ý cuồn cuộn quét ra. Phương Thốn kiếm vực. Thời khắc này Phương Thốn kiếm vực đã không phải Phương Thốn kiếm vực lúc trước, Phương Thốn kiếm vực bây giờ càng mạnh hơn, bởi vì kiếm đạo của hắn càng mạnh hơn nữa. Đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Hắn chỉ có thể sử dụng loại đấu pháp này, bởi vì luận ý thức và kỹ xảo chiến đấu, hắn căn bản không phải đối thủ của đồ sát. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Xa xa, đồ sát nhìn thoáng qua quanh người, ở quanh người nàng tản ra rất nhiều kiếm khí bén nhọn, bất quá những kiếm khí này không thể làm nàng bị thương. Đồ sát ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lúc này, Dương Diệp chủ động vọt tới nàng. Nhìn thấy một màn này, lông mày đồ sát hơi xếch lên, sau một khắc, nàng tung người nhảy vọt, tựa như mãnh hổ vồ mồi, một chưởng vỗ vào bụng của Dương Diệp, cả người Dương Diệp cong lại muốn bay ra, nhưng lúc này, đồ sát đột nhiên bắt được tay của hắn. Sau đó ném qua vai. Dương Diệp. Dương Diệp. Còn chưa kết thúc. Sau khi ném qua vai, đồ sát bay lên đá một cước này trực tiếp đá vào mông của Dương Diệp, cả người Dương Diệp dùng một tư thế cực kỳ khó coi bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh,
Dương Diệp lại vọt về phía đổ sát. Bất quá mỗi lần hắn đều bị đánh bay. Công phu quyền cước của đồ sát cũng cực kỳ kinh khủng a. Bất quá nàng không có hạ tử thủ. Một lát sau, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt đồ sát, trong tay của hắn là song kiếm. Phong ma kiếm pháp. Nhưng phong ma kiếm pháp của hắn không có hiệu quả với đồ sát đứng ở nơi đó, một bước cũng không lui lại, Dương Diệp lại không bổ chúng một kiếm. Lúc này đồ sát đột nhiên nắm được vãng sinh kiếm, sau đó nàng nắm kiếm kéo qua bên trái, trực tiếp ngăn trở thái u kiếm bổ về phía nàng, cứ như vậy, đồ sát bắt đầu dùng vãng sinh kiếm không ngừng trêu đùa Dương Diệp. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp ngừng lại. Giờ phút này, song kiếm của hắn đều ở trong tay đồ sát. Bị nghiền ép hoàn toàn. Đồ sát nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Còn thiếu chút nữa, tình chi kiếm đạo của ngươi, còn thiếu một chút mùi vị, cho nên kiếm pháp của ngươi không đủ mạnh. Đương nhiên, ở cái tuổi này, coi như miễn cưỡng. Ít nhất, ở phương diện kiếm pháp, ngươi đã làm không tệ rồi. Đáng tiếc, ngươi phải hiểu rõ một điểm. Căn bản của ngươi là một chữ tình, ngươi trọng tình, nhưng đáng tiếc, ngươi còn không quá hiểu cái gì gọi là tình, hoặc có lẽ, tình của ngươi chỉ là tiểu tình, còn gọi là tiểu đạo. Nói xong nàng ném hai thanh kiếm ra, sau đó lấy hổ lô hung hăng uống một hớp. Sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm tu kia nói, ngươi rất có tiềm lực, hắn cảm thấy tương lai ngươi nhất định là đối thủ lớn nhất của hắn. Ngươi biết ta nghĩ như thế nào không? Dương Diệp không có để ý đến nàng, bởi vì hắn đã bị đánh ý thức mơ hồ. Đồ sát lại nói, kiếm của ngươi, bởi vì tình mà lên, muốn nó càng mạnh hơn, đạt tới cấp độ như ta cùng với kiếm tu kia, ngươi nhất định phải minh bạch cái gì là tình. Bằng không thì, ngươi mãi mãi cũng chỉ như vậy. Nói xong nàng đi về hướng Dương Diệp. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tay trái Tiểu Bạch nắm linh trượng, tay phải lơ lửng năm chuôi kiếm. Còn có vãng sinh cùng Thái U. Những kiếm này đều là nàng mang ra ngoài, mang đến giúp đỡ đánh nhau. Tiểu Bạch phòng bị nhìn đồ sát, không cho đồ sát tới gần. Đồ sát nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Sao ngươi lại biến thành giống như sủng vật thế nhỉ? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, một bộ không biết ngươi đang nói cái gì. Đồ sát quan sát Tiểu Bạch một chút. Chậc chậc, lúc trước ngươi giàu gì cũng là một nhân vật hung ác a, bây giờ biến thành như vậy. Có ý tứ, rất có ý tứ. Còn nữa, người rõ ràng ở cùng gia hỏa đầu có sừng kia, các ngươi ở cùng một chỗ không đánh nhau sao? Tiểu Bạch duỗi ra hai tiểu chảo, lại ý nói, người nói nhị nha sao? Đồ sát nhìn thoáng qua phần bụng của Dương Diệp. Không nói nàng thì nói ai? Lại nói, nàng cũng trở thành như vậy. Các ngươi một cái thiên địa chí thiện, một cái thiên địa chí ác, rõ ràng lại ở cùng một chỗ, các ngươi bị bệnh sao? Tiểu Bạch bất mãn chừng đồ sát, nàng chỉ bụng của Dương Diệp, sau đó tiểu chảo quơ quơ. Đồ sát nhíu mày. Ngươi đang nói cái quỷ gì a? Lúc này Tiểu Bạch nắm linh trượng chỉ đồ sát, ý là không nên tới. Đồ sát nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, cuối cùng nàng lắc đầu thở dài. Nói thật, lúc trước hành vi của ngươi mặc dù có chút quá kích, nhưng nhân tộc và các tộc khác cũng hơi quá đáng. Ngươi cũng đừng trách lão đại, nàng không ngăn ngươi. Lúc trước ngươi liền diệt sạch vô số sinh linh của tam duy vũ trụ này rồi. Nói xong nàng giơ hồ lô rượu lên nhắm ngay Tiểu Bạch. Một chén này, mời ngươi quá khứ, đã từng dám nhìn lão đại giận dữ quát, ngươi là cái thá gì? Nói xong, nàng uống một hớp. Xa xa, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiểu chảo nàng chỉ hồ lô rượu của đồ sát, sau đó chỉ mình. Ý là ta có thể uống một chút không? Đồ sát cười ha ha, tiện tay ném đi. Hồ lô rượu bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bưng lấy hồ lô, mà ở bên người nàng, mấy thanh kiếm kia điên cuồng rung động. Lúc này đồ sát đột nhiên cười nói. Thu kiếm lại, hồ lô này sẽ làm chúng bị thương. Tiểu Bạch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó thu kiếm vào, sau đó nàng học đồ sát hung hăng hớp một ngụm rượu. Sau khi uống xong, ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, cuối cùng nàng nghiêng đầu, trực tiếp té ở trên vai Dương Diệp. Toàn bộ khuôn mặt đỏ như quả đào. Say. Dương Diệp nằm trên mặt đất, trên bụng hắn là Tiểu Bạch nằm ở trên bụng hắn ngay o. O. Mà cách đó không xa là đồ sát. Đồ sát nghiêng người dựa vào góc tường, nàng lẳng lặng uống rượu, không nói năng gì. Mà ở phía bên phải nàng, lơ lửng một thanh kiếm hư ảo. Thiên Chu.
Thanh kiếm này, không phải thiên trụ chân chính, mà là do thiên chu kiếm khí ở thế giới này tụ tập lại. Thiên chu kiếm chân chính đang nằm ở trên mặt đất. Những thiên chu kiếm khí kia ngưng tụ thành thiên chu kiếm hư ảo, cứ như vậy lẳng lặng treo lơ lửng ở trước mặt Đồ Sát. Hiển nhiên là đang chờ đợi cái gì, hiển nhiên là đang chờ đợi cái gì. Qua rất lâu, Đồ Sát nhìn thoáng qua thiên chu kiếm hư ảo, sau đó nói. Ngươi đã có linh trí, tùy thời có thể rời đi. Thiên chu kiếm khí run rẩy, sau đó nhích lại gần Đồ Sát. Đồ Sát lắc đầu. Ta đã không cần kiếm. Nói xong nàng nhìn thoáng qua thiên chu kiếm. Kiếm này năm đó ta lưu lại, là hy vọng nó chọn được chủ nhân. Nói đến đây, nàng không nói nữa. Kiếm này, lựa chọn một số người, nhưng mà những người kia đều không thể để cho nàng thỏa mãn. Bất quá nàng không có nhúng tay. Mà bây giờ, kiếm này lựa chọn Dương Diệp. Đồ Sát nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười lạnh. Tinh khí ngược lại rất lớn, còn nói cái gì mang thù. Lúc này Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Không có cảm giác mệt mỏi, trái lại còn cảm thấy thoải mái. Tựa như bị người xoa bóp. Cái này là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Cảm giác này, có chút quỷ dị. Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy Tiểu Bạch đã say khướt, sau đó nhìn về phía Đồ Sát. Ngươi là chủ nhân của Thiên Chu Kiếm. Đồ Sát lạnh nhạt nói. Không quá đần nha. Dương Diệp trầm giọng nói. Vì sao ngươi lớn lên không giống các nàng? Đồ Sát hỏi ngược lại. Tại sao phải giống? Dương Diệp nhìn thoáng qua Đồ Sát, không nói gì thêm. Lúc này Đồ Sát nhìn về phía những thiên chu kiếm khí kia, sau một khắc, nàng thò tay nắm chắc, chuôi kiếm do kiếm khí huyễn hóa thành lập tức xuất hiện ở trong tay, nàng quan sát kiếm khí một chút. Nếu như ngươi tự mình tu luyện, muốn đắc đạo thành tinh, không có mấy trăm năm là không có khả năng. Kiếm linh của thiên chu kiếm không tính hoàn toàn, ngươi nguyện dung hợp với nó, trở thành kiếm linh chân chính của thiên chu kiếm không? Nếu không nguyện ý, tùy thời có thể rời đi. Thiên chu kiếm khí trầm mặc. Dung hợp. Nó đã có linh trí của mình, nó nguyện ý đi theo bên người Đồ Sát, nhưng muốn nó dung hợp thiên chu kiếm. Hiển nhiên, nó có chút không muốn. Lúc này Đồ Sát khẽ lắc đầu. Ngươi vốn là một bộ phận của nó, có cái gì không muốn chứ? Ngươi và nó dung hợp, hiện tại linh trí của ngươi vẫn còn, giống như trở về nhà mình mà thôi. Thiên chu kiếm khí trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh, nó xông vào trong thiên chu kiếm. Ông! Trong nháy mắt, một tiếng kiếm reo vang tận chân trời. Đồ Sát nhìn về phía Dương Diệp. Lão Tứ và Lão Tam đều chọn ngươi, nói thật, như thế để cho ta bất ngờ, bởi vì Lão Tứ một mực không quen nhìn một vài hành vi của Lão Tam. Dương Diệp trầm mặc không nói. Hắn không muốn giảng đạo lý với nữ nhân này. Đồ Sát cười lạnh. Lòng dạ hẹp hòi như vậy. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như không có việc gì, ta đi đây. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Thiên chu kiếm này, không muốn sao? Sau lưng Dương Diệp, truyền đến thanh âm của Đồ Sát. Dương Diệp dừng bước lại, hắn lắc đầu. Không muốn. Bởi vì ta đánh ngươi. Đồ Sát lại hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta sẽ không bao giờ muốn một thanh kiếm biết phản chủ. Nói xong hắn quay người chỉ vào thiên chu trong tay Đồ Sát. Đây là một thanh kiếm không có nguyên tắc, trong mắt của ta, nó chính là một thanh kiếm rác rưởi, đương nhiên, đây là trong mắt của ta. Đồ Sát nhìn Dương Diệp không sợ hãi chút nào mắt đối mắt. Mà trước mặt Đồ Sát, thiên chu rung động kịch liệt, trong đó ẩn chứa một cỗ sát ý lạnh lẽo. Hiển nhiên là cảm thấy Dương Diệp đang vũ nhục nó. Lúc này thiên chu kiếm đột nhiên kích bắn về phía trước. Kỳ thật, nếu như là thiên chu kiếm lúc trước, nó sẽ không dám tiếp tục ra tay với Dương Diệp, đặc biệt là dưới tình huống không có mệnh lệnh của Đồ Sát. Nhưng giờ phút này, thiên chu kiếm đã không phải thiên chu kiếm lúc trước. Cùng lúc trước vẫn khác biệt rất lớn. Bởi vậy, khi nghe lời của Dương Diệp, nó trực tiếp ra tay. Dầu gì cũng là một trong mấy thanh kiếm tốt nhất giữa thiên địa, tính khí vẫn phải có. Nhưng đúng lúc này, một tiểu trảo đột nhiên bắt được thiên chu kiếm. Đúng là Tiểu Bạch. Thời khắc này Tiểu Bạch đã tỉnh, bất quá nàng vẫn còn có chút chóng mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như trước. Tiểu Bạch nhìn thiên chu kiếm muốn thương tổn Dương Diệp, trong mắt nàng tràn đầy nộ khí. Hai móng Tiểu Bạch cầm chặt thiên chu kiếm, rất nhanh, từng đạo lực lượng thần bí không ngừng tràn vào trong thiên chu kiếm. Thôn linh.
Giờ khắc này, Thiên Chu kiếm sợ hãi. Nó vừa hình thành linh trí, hiện tại Tiểu Bạch muốn hủy diệt nó có thể không sợ sao? Lúc này Thiên Chu kiếm về tới bên cạnh Đồ Sát. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Đồ Sát, Đồ Sát nhìn thoáng qua Dương Diệp và Tiểu Bạch, sau đó nói. Cũng tốt. Nói xong nàng quay người rời đi. Nhưng rất nhanh, nàng dừng lại. Lão đại khả năng sẽ tới thăm ngươi một chút, chuẩn bị tâm lý đi. Thăm ta làm gì? Dương Diệp có chút khó hiểu. Đồ Sát lạnh nhạt nói. Ngươi không phải là Ngưu Bức sao? Chính. Ngươi đoán a, còn nữa, ngay cả kiếm cũng không học hiểu rõ, còn muốn đi học cái khác, sợ là đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi. Nói xong, nàng đã biến mất ở cuối chân trời. Dương Diệp. Sau khi Đồ Sát rời khỏi, nam tử hư ảo của Thiên Vũ tộc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là nàng sao? Nam tử hư ảo hỏi. Dương Diệp gật đầu. Nam tử hư ảo nói khẽ. Nam tử hư ảo nói khẽ. Đối với tình cảnh của Thiên Vũ tộc ta hôm nay, nàng không có nửa điểm chấn động. Dương Diệp khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Kỳ thật, hắn thực không tiện nói gì, Dương Diệp hắn cũng không phải một người tốt, chuyện hủy diệt thế giới, hắn cũng đã làm. Nam tử hư ảo nói khẽ. Tiền bối Thiên Vũ tộc ta sai, như sinh cả Thiên Vũ tộc ta lại bị tội liên đới, không, không đúng, bọn hắn không sai, chẳng qua là thực lực của bọn hắn thấp. Thực lực yếu. Cho nên chính là sai. Cái này là quy tắc của tam duy vũ trụ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, sau đó nói khẽ. Nên nhìn về tương lai. Báo thù. Đây tuyệt đối là không thực tế, hơn nữa cũng không cách nào báo. Nam tử hư ảo cười nói. Tự nhiên. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cùng các nàng, tựa hồ có liên quan gì? Dương Diệp gật đầu. Có một chút. Ngươi là người các nàng chọn. Nam tử hư ảo đột nhiên nói. Dương Diệp cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Là hai cái khác, không phải nàng. Nam tử hư ảo cười nói. Ngươi là một người rất có tính khí, vừa rồi nàng cho ngươi kiếm kia, là Thiên Chu kiếm A, hơn nữa còn có Thiên Chu kiếm khí hấp thu vô số linh khí, thế nhưng ngươi không muốn. Rất có tính khí, rất có tính cách. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kiếm tự nhiên là kiếm tốt. Nhưng nếu kiếm kia biết phản chủ, vậy coi như là thiên hạ đệ nhất kiếm, Dương Diệp hắn cũng sẽ không cần. Lúc này nam tử hư ảo nói. Ngươi muốn Thiên Vũ bất phôi thể. Dương Diệp gật đầu. Nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi có nghĩ tới không, địa phương khác của ngươi càng mạnh, kiếm đạo của ngươi khả năng lại càng yếu. Dương Diệp nhìn về phía nam tử hư ảo nói khẽ. Không ai có thể làm được hoàn mỹ, ngươi học kiếm. Sao không chủ kiếm? Về phần thân thể, như nàng nói, nếu như ngươi ngay cả kiếm cũng không có hoàn toàn học giỏi, lại đi tu luyện nhục thân, có phải được cái này mất cái khác hay không? Dương Diệp trầm mặc. Nam tử hư ảo cười nói. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi được Thiên Vũ bất phôi thể, ngươi cũng không khả năng chính thức tu luyện ra tinh túy của nó. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nam tử hư ảo cười nói. Thiên Vũ bất phôi thể kia. Tổ tiên ta là từ nhỏ bắt đầu tu luyện, hơn nữa vận dụng vô số loại bí pháp, tăng thêm vô số cường giả của Thiên Vũ tộc ta hỗ trợ điều dưỡng và chỉ đạo, như thế trải qua vô số năm tháng, mới chính thức đạt đến, không hỏng. Đương nhiên cũng rất lợi hại, hắn có thể dùng thân thể ngạnh kháng thiên mệnh kiếm. Nhưng vậy thì như thế nào? Bọn hắn đều thua. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn, ta có thể cho ngươi. Tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này hắn nghĩ tới lời lúc trước Đồ Sát nói. Vì vậy Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Kiếm. Hắn hiện tại, chỉ cần chăm chú kiếm. Dương Diệp kêu Tiểu Bạch lên, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, khẽ cười nói. Giúp bọn hắn một chút. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó lấy ra linh trược, rất nhanh, Tiểu Bạch vung múa linh trược, trong chốc lát, trong cả tòa tháp xuất hiện vô số linh khí. Dương Diệp nhìn về phía nam tử hư ảo. Những kiếm khí kia đã không còn, nàng cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Bất quá ta đề nghị các ngươi tốt nhất vẫn ẩn cư, bây giờ bên ngoài rất loạn, không nên lại cuốn vào trong đó. Các ngươi thật sự đã không thể tổn thương nữa. Nam tử hư ảo nhẹ gật đầu. Minh bạch. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng lúc này, nam tử hư ảo đột nhiên lấy ra một vật.
một cái hộp kiếm màu xanh đậm. Nam tử hư ảo nói khẽ. Đây là hộp kiếm của ngũ hành kiếm, trong hộp kiếm ẩn chứa một ngũ hành trận pháp, xem như một vùng trời nhỏ, phối hợp năm thanh kiếm kia, uy lực tăng gấp đôi, trong tay ngươi, uy lực của nó hẳn còn có thể tăng lên rất nhiều. Dương Diệp nhìn hộp kiếm, đột nhiên hắn lắc đầu cười cười. Nói thật, trước kia ta đã giúp một số người, nhưng nhiều khi, đổi lấy kết quả cũng không phải tốt. Nam tử hư ảo cười nói. Đó có thể là thực lực của ngươi không mạnh. Nếu như thực lực của ngươi cường đại đến bọn hắn không cách nào dung chuyển, ngươi giúp bọn hắn sẽ cảm ơn đái đức với ngươi, nhưng nếu như thực lực của ngươi yếu, hoặc cùng bọn họ không sai biệt lắm, bọn hắn khả năng sẽ có ý nghĩ khác. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử hư ảo, cười nói. Đã minh bạch, nam tử hư ảo lại nói. Tuy thiên vũ tộc ta đã xuống dốc, nhưng cũng không có yếu như vậy. Nếu có cần, thông báo một tiếng. Dương Diệp cười cười. Không nói gì, quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đại tôn, yên lặng một cái chớp mắt, một giọng nói vang lên. Minh bạch, ơn này, thiên vũ tộc ta tự nhiên phải báo, đây cũng là một cơ hội của thiên vũ tộc ta. Ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như hắn có nhu cầu, ta sẽ ra tay. Nam tử hư ảo khẽ gật đầu. Nếu có trật tự mới. Thiên vũ tộc ta tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dương Diệp vừa rời thiên vũ giới, ở ngoài thiên vũ giới, hắn gặp một trung niên. Nửa bên gò má của trung niên có một vết kiếm sâu đậm. Trung niên chỉ hai má của mình. Nàng lưu lại, chủ nhân của thiên chu kiếm. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Vậy ngươi đi tìm nàng đi, nếu như ngươi có thể, thuận tiện giúp ta đánh nàng một trận, ta xem nàng cũng không thoải mái. Trung niên khẽ lắc đầu. Ta đánh không lại nàng, cho nên mới tới tìm ngươi, bởi vì nàng nói, ngươi là truyền nhân của nàng. Sắc mặt Dương Diệp lập tức khó coi, đồ sát, con mẹ nó, ngươi hại ta. Thời khắc này biểu lộ của Dương Diệp cực kỳ khó coi. Chủ nhân của Thiên Chu Kiếm, cũng chính là đồ sát, nói hắn là truyền nhân của nàng. Truyền nhân cộng lông A, 269.307. Vừa nghĩ tới đã cảm thấy run rẩy, bởi vì đồ sát này đã từng làm rất nhiều chuyện, cửu gia khắp thiên hạ A. Đáng sợ nhất là, đối thủ nàng từng không giết, hoặc có lẽ không thể giết. Những người này đều rất có thể sẽ tới tìm hắn. Không chỉ như thế, ngoài nàng ra, cửu gia của thiên mệnh khác cũng có thể sẽ tới tìm. Hắn, ở trên đại lục này, thiên mệnh ở trong lòng vô số tu luyện giả, đây chính là đại địch số. Một nha. Không thấy mặt pháp chi địa còn thành lập nghịch thiên minh gì kia sao? Nghịch thiên minh này đối kháng ai? Nhất định là vì đối kháng thiên mệnh chứ ai nữa? Mà bây giờ, đồ sát nói hắn là truyền nhân của nàng, còn mẹ nó, này là muốn hố hắn tới chết à? Bởi vì những người kia có lẽ không dám đi tìm nàng, nhưng chắc chắn sẽ không sợ hắn à? Trả thù. Nữ nhân kia đang trả thù. Độc nhất là lòng dạ đàn bà à? Mặt đâu? Trong lòng Dương Diệp hận. Lúc này trung niên kia đột nhiên nói. Ngươi là người thiên mệnh chọn, đúng không? Dương Diệp nhìn về phía trung niên, sau đó nói. Ta nói ta và nàng ngay cả một chút quan hệ cũng không có, ngươi tin không? Trung niên lắc đầu. Không tin. Nói xong hai tay vẫy lên. Diệt. Trong chốc lát, không gian bốn phía Dương Diệp nổ từng khúc. Tựa như đại bạo tạc. Nhưng Dương Diệp đã biến mất. Xùy. Một tia kiếm quang lóe qua. Cứng đối cứng. Rất nhanh, tia kiếm quang kia xé rách hết thảy, đi tới trước mặt trung niên, nhưng lúc này hai tay trung niên mãnh liệt hợp lại. Vậy mà kẹp được một kiếm kia của Dương Diệp. Kiếm không cách nào tiến thêm nửa tấc. Nhưng lúc này, Dương Diệp trực tiếp buông lỏng vãng sinh kiếm ra, sau một khắc, hắn nhảy vọt tới, ở trong tay trái của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Thái U kiếm. Dương Diệp nhảy vào tới, cắt ngang một cái. Sắc mặt trung niên kia biến hóa, không dám ngạnh kháng một kiếm này của Dương Diệp, hai tay buông ra, sau đó rút lui. Nhưng vừa lui, lại không có khả năng kéo ra khoảng cách, trái lại Dương Diệp cách hắn càng gần. Song kiếm cùng xuất hiện. Xuy 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 xuy. Trong tràng, từng âm thanh thiết cắt không ngừng vang lên, trong tay Dương Diệp, mỗi một kiếm đều có thể đơn giản xé rách không gian. Mỗi một kiếm trung niên kia đều không dám ngạnh kháng,
không đến mấy hơi, trung niên kia à đã lui trọn vẹn vạn trượng. Lúc này trung niên kia bắt đầu phản kích. Xa xa, Dương Diệp bị đẩy lui mấy trăm trượng. Dương Diệp vững vàng ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn, xa xa, trong tay trung niên kia chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đại đao. Dùng đao. Dương Diệp nắm chặt kiếm trong tay, không có chủ quan. Người trước mắt này có thể từ trong tay đổ sát sống sót, tuyệt đối không phải thế hệ đơn giản gì. Đương nhiên, hắn cũng không sợ. Xa xa, trung niên kia nhìn những vết kiếm trên người mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ là thiên tuyển giả, có chút bổn sự. Nói xong hắn tung người nhảy vọt, đao trong tay mãnh liệt bổ về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đao kia không giống đao của Tá Mạc, đao của người trước mắt này thuộc về loại hình lực lượng thuần túy, dốc hết toàn lực. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thoáng qua, kiếm ra. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào trên mũi đao của đại đao. Kiếm đao run lên, rằng co một cái chớp mắt, kiếm của Dương Diệp có chút lệch lạc, đại đao của trung niên thẳng tắp hạ xuống. Bất quá đã không còn khí thế và lực lượng như vừa rồi, khí thế và lực lượng mới vừa rồi đã bị Dương Diệp cắt đứt. Thời điểm kiếm của Dương Diệp lệch ra, sắc mặt trung niên đại biến, thân hình lóe lên, vội vàng thối lui, nhưng đã muộn, tay trái của hắn bay ra ngoài. Kiếm thu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trung niên, mặt không biểu tình. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ. Vừa rồi nếu như đao của trung niên kia bổ xuống, trung niên chắc chắn phải chết. Bởi vì lực lượng và khí thế của trung niên đã bị tháo bỏ, có thể nói, một đao kia hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể phòng ngự. Nhưng kiếm thế của hắn vẫn tồn tại, cho nên nếu như trung niên lựa chọn đánh xuống, trung niên khẳng định thua thiệt. Hậu phát chế nhân. Một chiêu này là hắn ở vãng sinh giới lĩnh ngộ, mặc dù đối với hắc muội và đồ sát hiệu quả không lớn, nhưng tồn tại như các nàng thế gian ít có nha. Xa xa, trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười lạnh. Tốt một cái kiếm tu. Nói xong, hắn một tay cầm trường đao phóng lên trời, rất nhanh, một đạo đao khí dài đến trăm trượng đột nhiên từ bầu trời hung ác chạm xuống. Dương Diệp không ngẩng đầu, trở tay đâm lên. Đạo đao khí kia lập tức tan rã, nhưng rất nhanh, một thanh đại đao đi tới đỉnh đầu của hắn. Đúng là trung niên kia. Dương Diệp thu kiếm, không có xuất kiếm, đao kia cách hắn càng ngày càng gần, gần đến không gian chung quanh hắn đã mai một. Nhưng Dương Diệp vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc, đao đi tới trên đầu Dương Diệp. Mà giờ khắc này, đột nhiên Dương Diệp quay người, sau đó rút kiếm. Đao dán cái mũi Dương Diệp thẳng tắp chém xuống, mà kiếm của Dương Diệp. Xuy. Một kiếm kia, trực tiếp đâm thủng thân thể trung niên. Thoáng qua, thời điểm Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, một đạo ngân mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một đạo đao khí. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám khinh thường, buông tha cho trung niên ở sau lưng, rút kiếm đâm về phía trước. Ngân mang vỡ vụn, Dương Diệp lui về phía sau mấy trượng. Mà sau lưng hắn, trung niên kia nhân cơ hội này trốn ra ngoài trăm trượng. Dương Diệp không có để ý trung niên kia, mà nhìn về phía xa xa, chỗ đó, một nam tử chậm rãi đi đến. Tá Mạc, mạt pháp chi địa lại tới nữa. Dương Diệp nhíu mày, người địa phương này thật sự là tâm bất tử a. Tá Mạc nhìn thoáng qua trung niên. Các hạ có thể về mạt pháp chi địa chữa. Thương. Trung niên kia nhìn thoáng qua Tá Mạc, trung niên kia nhìn thoáng qua Tá Mạc. Ngươi là Tá Mạc. Tá Mạc khẽ gật đầu. Các hạ là thương đao khách. Trung niên gật đầu. Tá Mạc nói khẽ. Ngưỡng mộ đã lâu. Thương đao khách lắc đầu. Ta không bằng ngươi. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nghĩ tới, ta ngay cả truyền nhân của nàng cũng đánh không lại. Ha ha, thật sự là đáng buồn. Dương Diệp nhìn thoáng qua thương đao khách, hắn rất muốn nói, hắn và đồ sát kia một chút quan hệ cũng không có, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy thôi, tuy hắn không có quan hệ với đồ sát, nhưng hắn cùng nữ tử váy trắng và hắc muội lại có chút quan hệ. Lúc này Tá Mạc nhìn thoáng qua thương đao khách, sau đó nói. Người này không phải người bình thường, thương huynh không cần quá mức chú ý. Thương đao khách không có nói gì, quay người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía Tá Mạc. Qua vài chiêu không? Tá Mạc khẽ gật đầu. Vậy qua vài chiêu đi. Nói xong, hắn đột nhiên rút đao chém. Xuy.
không gian trước mặt Dương Diệp và Tá Mạc xuất hiện một vết rách đen nhánh. Nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp cũng ra. Một kiếm cực kỳ bình thường. Ở trên mũi kiếm của Dương Diệp, một tia hàn mang rung động kịch liệt. Sợi hàn mang này đúng là đao khí Tá Mạc thả ra. Thời gian dần trôi qua, kiếm trong tay Dương Diệp cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Yên lặng một cái chớp mắt. Sợi hàn mang kia tan thành mây khói, nhưng Dương Diệp cũng lui về phía sau hơn 10 trượng. Lúc này Tá Mạc hóa thành một tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn rút kiếm chém liên tục vài kiếm. Xuy 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 xuy. Một kiếm hung ác hơn một kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm. Nhưng mỗi khi hắn vung xuống một kiếm, người sẽ lui về phía sau 10 trượng. Cứ như vậy, Dương Diệp lui về phía sau không sai biệt lắm 100 trượng thì ngừng lại. Lúc này Tá Mạc đã về tới vị trí cũ. Dương Diệp nhìn thoáng qua vãng sinh kiếm trong tay, vãng sinh kiếm vẫn còn rung động. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Nói xong, Dương Diệp đã ở trước mặt Tá Mạc. Một kiếm ra. Tiên phát chế nhân. Một kiếm này, phong tỏa tất cả hậu chiêu của Tá Mạc. Tá Mạc nhíu mày, trong mắt lần thứ nhất đã có vẻ ngưng trọng. Thoáng qua, Tá Mạc rút đao chém. Đao ra. Hắn lựa chọn dùng tốc độ so tốc độ, dùng lực lượng so lực lượng. Đây là ưu thế của hắn. Đao kiếm dùng phương thức trực tiếp nhất đập vào nhau. Không gian xung quanh trong nháy mắt mai một. Cùng lúc đó, Dương Diệp lui về phía sau 100 trượng, mà Tá Mạc cũng lui về phía sau hơn 10 trượng. Xa xa, Tá Mạc nhìn thoáng qua Dương Diệp, ở chỗ sâu trong đôi mắt là vẻ kiêng kỵ. Tốc độ phát triển này quá nghịch thiên rồi. Hắn hiện tại, coi như cùng Dương Diệp một chọi một, cũng đã không có nắm chắc giết Dương Diệp. Mà khi đó, hắn còn đè Dương Diệp đánh. Mới bao lâu? Tá Mạc thu đao, sau đó nói. Hai chiêu đã qua. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dương Diệp cũng không có ra tay, bởi vì hắn cũng không làm gì được Tá Mạc. Thực lực của người này, còn cường đại hơn hắn tưởng tượng. Đao cực nhanh, đao hung ác, đều cao hơn hắn. Thực dốc sức liều mạng, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Xa xa, Tá Mạc đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp đang định ly khai, lúc này truyền âm thạch trên người hắn đột nhiên rung động. Dương Diệp lấy ra truyền âm thạch, một giọng nói truyền ra. Ngươi gây chuyện rồi. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Thanh âm kia trầm giọng nói. Có thiên mệnh nói ngươi là truyền nhân của nàng, sau này chuyện giết cường giả mệnh cảnh, sẽ giao cho ngươi làm. Dương Diệp. Thanh âm kia tiếp tục nói. Trừ lần đó ra, mạt pháp chi địa trắng trợn tuyên truyền chuyện này, hiện tại cả tam duy vũ trụ, không ai không biết thân phận của ngươi là truyền nhân thiên mệnh. Có chút lão quái vật đã từng bị thiên mệnh đuổi giết, có lẽ bọn hắn đánh không lại thiên mệnh, nhưng bọn hắn có thể sẽ tới tìm ngươi. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mặt Dương Diệp đen lại, ta chuẩn bị cái búa A. Đồ sát là đang hãm hại hắn. Mà người của mạt pháp chi địa thì đang cố ý đẩy hắn vào chỗ chết. Cả hai tuyên truyền như vậy, không cần nói, Dương Diệp hắn sẽ bị vô số cường giả nhằm vào. Thậm chí sẽ trở thành địch nhân của vô số người tu luyện. Những người kia là ôm thái độ đối địch với thiên mệnh, kể cả hắn lúc trước cũng vậy. Còn có một điểm, nếu như Kỳ Bi Thiên và hắn không phải một phe, sợ là ngay cả Kỳ Bỉ Thiên cũng sẽ tới làm thịt hắn. Đương nhiên, hiện tại Kỳ Bi Thiên chắc chắn sẽ không. Chuyện tình nhức cả trứng. Dương Diệp lắc đầu, quay người rời đi, hiện tại hắn không cách nào làm cái gì, chỉ có thể binh đến tướng đỡ. Nước tới đất ngăn mà thôi. Dương Diệp lợi dụng Thái U kiếm đi tới Vĩnh Hằng chi giới. Giờ phút này, Vĩnh Hằng quốc độ và hoang tộc chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc rồi. Phòng tuyến của Vĩnh Hằng quốc độ đã bị phá vỡ. Hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ và Vĩnh Hằng chi giới đã nối liền. Ở trên Vĩnh Hằng chi hà, hoang tộc hoang doanh mặt không cảm tình nhìn phía xa. Ở đối diện hắn là Vĩnh Hằng chi chủ, cùng với lão tổ của các đại thế gia. Sau lưng Hoang Doanh, người cũng không ít, đặc biệt là mệnh cảnh, ngoại trừ Hoang Huyền và Hoang Bất Nhị, còn có Hư Vô Chi Chủ, Bất Tử Tộc Tộc Trưởng, trừ lần đó ra, còn có mấy người thần bí. Xa xa, Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn Hoang Doanh hồi lâu, sau đó nói. Thi thể đầy đất, chính là ngươi muốn. Hoang Doanh lạnh nhạt nói.
Chiến tranh chính là như vậy, không phải sao? Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn Hoang Doanh hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy mọi người liền Ngọc Thạch Câu Phần đi. Nói xong, tay phải hắn khẽ nâng lên, sau đó rơi xuống. Sau lưng, Lưu Huyên cùng lão tổ của các đại thế gia lập tức lao về phía hoang tộc. Hai mắt Hoang Doanh chậm rãi đóng lại. Giết đi. Sau khi ra lệnh, Hoang Bất Nhị cùng đám người Hoang Huyền nhao nhao biến mất ngay tại chỗ. Vương đối vương, binh đối binh. Vĩnh Hằng Chi Chủ và đám người Hoang Bất Nhị tiến vào trong hư không, mà hoang tộc tử thị thì chống lại chiến tướng của Vĩnh Hằng quốc độ. Chỗ tối, Dương Diệp lạnh lùng nhìn một màn trước mắt. Bất kể là hoang tộc hay Vĩnh Hằng quốc độ, hắn đều không có quá nhiều ý tưởng, cũng sẽ không tham dự. Đương nhiên, nếu tiện, hắn sẽ cho Vĩnh Hằng quốc độ một đao. Lúc trước những người này vây giết hắn, hắn sẽ không quên. Bất quá giờ phút này, đã không cần hắn xuất thủ. Lúc này hắn tới nơi này, không phải muốn khuyên can, cũng không phải xem cuộc vui, hắn tới mục đích là không cho hai phe hủy Vĩnh Hằng chi giới. Hắn không có coi mình là thiên mệnh. Nhưng nếu như nữ tử váy trắng coi trọng nơi đây như vậy, mà hiện tại nàng lại rời khỏi, hắn cảm thấy, hắn cần phải làm chút gì đó. Vạn Linh Trận. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, chỗ đó, một nữ tử váy hồng đột nhiên phóng lên trời, ở sau lưng là vô số thiên địa linh vật. Linh Cung. Dương Diệp nhíu mày, lúc này Tiểu Bạch cũng đi ra. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua những linh vật kia. Nàng có chút do dự. Xa xa, Hoang Doanh nhìn thoáng qua nữ tử váy hồng, nói khẽ. Đang chờ ngươi đấy. Nói xong, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của nữ tử váy hồng. Mấy nhân ảnh này, vậy mà đều là cường giả mệnh cảnh. Sắc mặt nữ tử váy hồng đại biến, hoang tộc từ đâu tới nhiều cường giả mệnh cảnh như vậy. Linh Cung còn chưa kết trận, sau một khắc, mấy luồng khí thức khủng bố bay thẳng đến, nghiền ép các thiên địa linh vật. Mà giờ khắc này, bên Vĩnh Hằng quốc độ đã không còn cường giả mệnh cảnh tới bảo vệ thiên địa linh vật. Lực chiến đấu của thiên địa linh vật cực kỳ đáng thương, đối mặt những cường giả mệnh cảnh kia, các nàng căn bản không hề có sức kháng cự. Rất nhanh, mười mấy thiên địa linh vật biến mất ở giữa thiên địa. Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau một khắc, kiếm của hắn ra. Xuy. Một tia kiếm quang lướt qua chân trời. Xa xa, mấy cường giả mệnh cảnh kia đột nhiên ngừng lại, sau đó ngay ngắn lui về phía sau mấy trăm trượng. Một đạo kiếm khí ngừng lại ở trước mặt bọn họ. Giờ khắc này, trong chàng vô số người nhìn về phương hướng kiếm khí đến, cũng chính là vị trí của Dương Diệp. Chứng kiến Dương Diệp, hai mắt Hoang Doanh hơi híp lại. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch xuất hiện ở trên Vĩnh Hằng Chi Hà, hắn nhìn thoáng qua song phương. Tạm dừng một chút. Xa xa, trong mấy cường giả mệnh cảnh kia, một tên cường giả đi ra. Tạm dừng, ngươi tính cái gì? Lúc này Hoang Doanh đột nhiên nói. Lui ra. Cường giả mệnh cảnh kia quay đầu nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Các hạ cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. Lúc này một tia kiếm quang lóe lên. Cường giả mệnh cảnh nói chuyện kia sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người, vội vàng vỗ ra, một trường này vừa đánh ra. Sắc mặt hắn lần nữa kịch biến, một thanh kiếm tựa như rắn độc theo cánh tay hắn đi tới cổ họng. Dương Diệp vẫn còn ở vị trí cũ, nhưng kiếm của hắn đã ở cổ họng của cường giả mệnh. Cảnh kia, người nọ ngây dại. Dương Diệp nhìn hắn, bây giờ có thể tạm dừng không? Sắc mặt người thần bí kia cực kỳ khó coi. Dương Diệp không có để ý hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Vĩnh Hằng quốc độ, giờ phút này, những người kia đều đang nhìn hắn. Đặc biệt là người của chiến giới, Dương Diệp đã từng là một phần tử của chiến giới. Lưu Huyên cũng dừng lại, đối thủ của nàng như cũ là Hoang Huyền. Hoang Huyền nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì thêm. Bây giờ Dương Diệp, thật sự rất khủng bố, Dương Diệp không có để ý mọi người. Hắn nhìn về phía Tiểu Bạch đi tới trước mặt nữ tử váy hồng. Nàng nhìn thoáng qua nữ tử váy hồng, sau đó nhìn về phía những ngồ thiên địa linh vật ở sau lưng nữ tử váy hồng. Tiểu chảo nàng vẫy vẫy, ý là để cho những thiên địa linh vật kia đi theo nàng. Những thiên địa linh vật Cassia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng các nàng nhìn về phía nữ tử váy hồng. Cách đó không xa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử váy hồng. Nếu nói nữa chứ không, ta để cho ngươi đầu thân rời chỗ. Lời vừa nói ra,
sắc mặt nữ tử váy hồng kia cực kỳ khó coi. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt những thiên địa linh vật kia, nàng lấy ra linh trượng chỉ vào những thiên địa linh vật kia, nàng có chút tức giận. Nàng là tới giúp chúng nó, nhưng những thiên địa linh vật này còn hỏi ý kiến của nữ tử váy hồng. Nàng rất tức giận. Lúc này nữ tử váy hồng đột nhiên nói. Đi theo nàng đi. Được nữ tử váy hồng đồng ý, những thiên địa linh vật kia nhao nhao lao về phía Tiểu Bạch. Kỳ thật chúng cũng muốn đi theo Tiểu Bạch, chỉ là đối với nữ tử váy hồng, trong lòng chúng còn có kính sợ, bởi vì nhiều năm qua, đều là nữ tử váy hồng chiếu cố chúng. Rất nhanh, tất cả thiên địa linh vật của Linh Cung đều tiến vào trong Hồng Mông Tháp, mà nữ tử váy hồng thì quay người rời đi. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt nàng, nữ tử váy hồng nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười. Lúc trước ta nghĩ gọi ngươi trở về, cũng không phải muốn tính toán ngươi cái gì, chỉ là không muốn ngươi đi theo bên người nhân loại. Hôm nay xem ra, ngươi ở bên cạnh hắn mới là tốt nhất, bởi vì hắn mới có thể bảo vệ được ngươi, mà hắn, đối với ngươi hiển nhiên không có ý xấu. Nói xong nàng vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch. Bảo trọng. Nói xong, nàng hóa thành một tia hồng mang biến mất ở xa xa. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng chỉ nữ tử váy hồng kia. Dương Diệp khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hoang Tộc. Mặc kệ các ngươi đánh như thế nào, ai thắng ai thua, ta hy vọng những thiên địa linh vật kia được an toàn. Trách nhiệm của Tiểu Bạch. Kỳ thật Tiểu Bạch là thiện linh, trong nội tâm nàng vẫn vô cùng để ý thiên địa linh vật, cho dù bây giờ nàng còn ngây thơ, nhưng từ vừa rồi nàng xin hắn hỗ trợ, là hắn biết, trên người Tiểu Bạch vẫn còn có chút trách nhiệm, những trách nhiệm này là đã định trước. Nàng là trí thiện trong thiên địa, cũng là tồn tại cường đại nhất trong linh vật, bảo hộ thiên địa linh vật là trách nhiệm của nàng, mà từ hành động trước kia của nàng đến xem, nàng vẫn làm như vậy. Cho nên, nếu là trách nhiệm của Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch cũng muốn làm, như vậy cái này là trách nhiệm của hắn. Trách nhiệm của Tiểu Bạch hắn đến gánh. Trong tràng, Hoang Tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ nhìn thoáng qua Dương Diệp, song phương đều không nói gì. Dương Diệp cũng không nói gì nhiều. Ôm Tiểu Bạch quay người rời đi, C. Hắn tin tưởng, Dương Diệp hắn một ngày không chết, song phương sẽ không dám ra tay với thiên địa linh vật. Hoàn toàn không cần phải làm vậy, giết thiên địa linh vật, đắc tội Dương Diệp, bọn hắn không có ngu như vậy, huống hồ thiên địa linh vật cũng không chọc ai. Theo Dương Diệp rời đi, chiến đấu lần nữa tiếp tục. Dương Diệp tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn đi tới Cổ Kiếm Tông, nơi đây đã không có một bóng người. Dương Diệp đến trên đỉnh núi, nơi đây rất rộng rãi. Xuất hiện đi. Dương Diệp mở miệng. Nói xong, ở trước mặt hắn xuất hiện hai người. Đúng là Hoành Vạn Cổ cùng với Tá Mạc. Hoành Vạn Cổ quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng là thiên túng kỳ tài. Dương Diệp nói khẽ. Muốn ra tay sao? Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Đến chỉ là muốn hỏi một chút, có thể nhường linh tổ ra hay không? Dương Diệp lắc đầu. Hoành Vạn Cổ cười nói. Người buông tha linh tổ, trời đất bao la, người đều có thể đi. Tin tưởng ta, buông tha linh tổ, sau đó người ẩn cư, 10 năm sau, trong trời đất này không ai có thể dung chuyển được ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ. Người muốn linh tổ, tuyệt đối không phải vì tránh né thiên mệnh, người muốn làm cái gì? Hoành Vạn Cổ mỉm cười. Người xác thực rất thông minh. Chúng ta đích xác không phải vì tránh né thiên mệnh, còn vì cái gì, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói, linh tổ chúng ta nhất định phải có. Còn nữa, nhị nha trong cơ thể ngươi, chúng ta cũng cần. Nói xong hắn lắc đầu. Nói thật, thiện ác đều ở trên người ngươi, ta thật rất bất ngờ. Nếu như không phải các nàng, ta không muốn ra tay với ngươi, trong thế hệ trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, đặc biệt là phong cách hành sự của ngươi. Ân oán rõ ràng, điểm ấy rất hợp ý ta. Dương Diệp lắc đầu. Linh tổ và nhị nha, trừ khi ta chết, bằng không thì các ngươi đừng nghĩ động các nàng. Hiện tại, ngươi có thể ra tay rồi. Hoành Vạn Cổ cười nhẹ. Trước khi đến ta đã biết đáp án. Nói xong hắn nhìn về phía sau lưng Dương Diệp. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hai mắt Dương Diệp híp lại, có người sau lưng. Yên lặng một cái chớp mắt. Một hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Hư ảnh kia đột nhiên nói. Các ngươi muốn thiện linh chi tổ và ác linh chi tổ. Để cho ta đoán xem, mục đích thực sự của các ngươi không phải vì tránh thiên mệnh,
mà là muốn hạ thủ với thiên mệnh. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, hắn không nhìn thấy chân diện mục của hư ảnh kia. Hư ảnh kia lại nói. Thứ cho ta nói thẳng, tuy đám người thiên mệnh làm việc bá đạo, hơn nữa nhiều khi rất tàn nhẫn, nhưng đối với tam duy vũ trụ này, các nàng có công lao rất lớn. Hoành Vạn Cổ cười nói. Các hạ không đơn giản, biết rất nhiều chuyện. Hư ảnh lắc đầu. Hoành Vạn Cổ, năm đó ngươi cũng là một đời thiên kiêu, bị thiên mệnh trấn áp, hủy thân thể mấy lần, muốn báo thù, ta có thể lý giải. Chẳng qua là, ngươi nên rõ ràng thực lực của mấy người các nàng. Đừng nói. Ngươi, cả mạt pháp chi địa cộng lại, cũng không đủ đồ sát kia nhìn. Không phải sao? Hoành Vạn Cổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không mịt mờ, ta đích xác không phải đối thủ của các nàng, nhưng có người làm được. Bên cạnh Dương Diệp, hư ảnh kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Nguyên lai còn có hậu chiêu, khó trách. Hoành Vạn Cổ cười nói. Các hạ ở bên cạnh hắn đã rất lâu. Hư ảnh kia nói. Được người nhờ vả, chiếu cố một chút. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Có thể đến đây chấm dứt không? Hư ảnh nói. Sợ là cần ngươi lộ một chút át chủ bài mới được. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Được. Nói xong, tay phải hắn cầm quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ lòng bàn tay. Nguyên lai còn có hậu chiêu, khó trách. Hoành Vạn Cổ cười nói. Có thể đến đây chấm dứt không? Hư ảnh nói. Sợ là cần ngươi lộ một chút át chủ bài mới được. Hoành Vạn Cổ khẽ gật đầu. Được. Nói xong, tay phải hắn cầm quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ lòng bàn tay. Theo hai tiếng nhỏ nhẹ vang lên, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đệ nhất thần. Người tới dĩ nhiên là đệ nhất thần. Ánh mắt đệ nhất thần rơi vào trên người Dương Diệp, sát ý đậm đặc. Dương Diệp hại hắn rất khổ a, lúc trước nếu như hắn chậm một chút, sợ là đã chết ở nơi đó. Đồ sát. Chủ nhân của Thiên Chu Kiếm. Hắn lại gặp. Một lần kia, hắn là chân chính sợ run, giật mình tới cực điểm. Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói. Có thể chứ. Bên cạnh Dương Diệp, hư ảnh kia lắc đầu. Chỉ là một đệ nhất thần, sợ là không đủ. Bên cạnh Hoành Vạn Cổ, đệ nhất thần cười lạnh. Giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì, có đủ hay không, đánh một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong, đệ nhất thần trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, một vòng xoáy màu đen khổng lồ trực tiếp bao trùm Dương Diệp và hư ảnh kia. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, muốn ra kiếm. Nhưng lúc này hắn đã nghe được một âm thanh nứt vỡ. Xuy. Vòng xoáy màu đen biến mất không thấy. Mà đệ nhất thần đã lui đến ngoài trăm trượng. Ở ngực có một dấu quyền hết sức rõ ràng. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn nhìn thoáng qua hư ảnh, gia hỏa này rất lợi hại. Xa xa, trong mắt đệ nhất thần cũng có vẻ ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Kỳ thật ở trong mắt hắn, ngoại trừ thiên mệnh, kỳ bỉ thiên cùng với lệ đế. Trong trời đất này không có mấy người để hắn xem trọng. Mà bây giờ, người trước mắt này rõ ràng không phải Kỳ Bỉ Thiên và Lệ Đế. Mạt pháp chi địa có hành tung của rất nhiều cường giả. Bên cạnh Dương Diệp, hư ảnh kia lạnh nhạt nói. Còn có bài tẩy gì không? Hoành Vạn Cổ cười nói. Vì sao các hạ che chở người này? Hư ảnh kia đã trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Như vậy đi, một tháng, trong một tháng ta rời đi. Không hề lẫn vào việc này. Hoành Vạn Cổ trầm mặc. Hư ảnh kia nói. Ta ở bên cạnh hắn, chỉ bởi vì một cam kết, sau một tháng, ta sẽ rời đi, khi đó chuyện của các ngươi chính các ngươi xử lý, ta không nhúng tay. Hoành Vạn Cổ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn cùng đám người tá mà quay người rời đi. Bất quá đệ nhất thần ở lúc rời đi lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Khóe miệng mang theo vui vẻ vô hình. Sau khi đám người Hoành Vạn Cổ rời khỏi, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh kia. Đa tạ. Hư ảnh lạnh nhạt nói. Không cần, ta là nể mặt mũi của người kia mới đến nhúng tay việc này. Ai? Dương Diệp hỏi. Thiên nữ. Hư ảnh nói. Dương Diệp trầm mặc. Hư ảnh trầm giọng nói. Tiểu tử, ta bất kể ngươi có phải thiên tuyển giả hay không. Cũng không để ý ân oán giữa ngươi và mạt pháp chi địa. Ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, có thể đừng kéo đại tỷ của ngươi và U Minh Điện vào hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh kia lắc đầu. Đại tỷ của ngươi thể chất đặc thù,
hơn nữa nàng có một số việc ngươi không cần biết rõ. Nói thật, các nàng không cần dính vào chuyện của ngươi, ngươi có thiên mệnh bảo kê, ngươi có thể không kiêng nể gì cả, nhưng các nàng không có. Hoành Vạn Cổ dám mưu đồ thiên mệnh, lá bài tẩy của hắn tuyệt đối không đơn giản như ngươi thấy, nếu như ngươi để cho các nàng cuốn vào, các nàng sẽ chết chắc. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Ta sẽ không để cho các nàng cuốn vào. Kỳ thật, coi như hư ảnh này không nói, hắn cũng sẽ không để đám người thiên nữ cuốn vào. Hư ảnh kia nhẹ gật đầu. Cũng không phải ta muốn nhúng tay chuyện giữa ngươi và đám người thiên nữ, mà là trò chơi của ngươi bây giờ, các nàng thật sự không thể cuốn vào chơi với ngươi, coi như là ta. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối là người phương nào? Hư ảnh lắc đầu. Ngươi cũng không cần lo lắng các nàng, ta không có ác ý với các nàng, là trưởng bối như ta thiếu nợ nàng, hôm nay chỉ muốn làm chút gì đó mà thôi. Dương Diệp gật đầu, hắn lựa chọn tin tưởng người này. Cường giả loại này, bình thường sẽ khinh thường âm mưu quỷ kế. Hư ảnh lại nói, tiểu tử, từ tình huống vừa rồi đến xem, bọn hắn đã sắp có đại động tác. Ta cho ngươi một đề nghị. Hiện tại đi tìm Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, hoặc để cho thiên mệnh đi ra bảo kê ngươi, bằng không thơ liền linh chi tổ và ác linh chi tổ trong cơ thể ngươi, ngươi tuyệt đối không bảo vệ được các nàng. Ngươi chỉ có một người, mà bọn hắn, là một đám người. Còn nữa, phía sau ngươi còn có một cường giả thiên vũ tộc, ta đã bảo hắn tạm thời lui xuống, nếu như ngươi chưa có hoàn toàn nắm chắc, tốt nhất không nên để cho hắn cuốn vào, thiên vũ tộc lúc trước có lẽ còn có thể để cho mạt pháp Sekahi địa kiêng kỵ, nhưng hiện tại, Dương Diệp trầm mặc, tình cảnh của hắn bây giờ có chút không xong. Lúc này hư ảnh kia khẽ lắc đầu. Đi tìm Kỳ Bỉ Thiên, còn có nữ tử tên Thiên Tú, nếu như có thể, tốt nhất là đi theo bên người các nàng hoặc thiên mệnh, bằng không ngươi sẽ bị bọn hắn chơi chết. Nói xong, hắn muốn quay người rời đi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Tiền bối chờ một chốc. Hư ảnh ngừng lại. Dương Diệp trầm giọng nói. Vừa rồi tiền bối nói bọn hắn muốn đối phó thiên mệnh. Hư ảnh gật đầu. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta cảm thấy có điểm gì là lạ, bọn hắn nên biết thiên mệnh khủng bố mới phải. Hư ảnh nói. Đây mới là chí mạng nhất, bọn hắn không ngốc, nếu như dám mưu đồ thiên mệnh, như vậy lá bài tẩy của bọn hắn khẳng định cường đại đến ngươi không thể tưởng tượng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, thực lực bốn người kia, một người khủng bố hơn một người. Ngươi lo lắng các nàng còn không bằng lo lắng cho mình. Mạt pháp chi địa có lẽ không đối phó được thiên mệnh, nhưng bọn hắn nhất định có thể đối phó được ngươi. Dương Diệp. Hư ảnh nói khẽ. Đi tìm vài người trợ giúp đi, dạo này đơn đả độc đấu đã hết hạn sử dụng rồi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Tại chỗ, Dương Diệp cười khổ. Đơn đả độc đấu. Hiện tại hắn xác thực chỉ có một người, tuy người khác đều nói hắn có người sau lưng. Nhưng mấy thiên mệnh kia đáng tin sao? Mấy người kia là nuôi thả hắn a. Đặc biệt là Hắc Muội, còn muốn hắn đi giết người của mạt pháp chi địa. Dương Diệp cười khổ. Mấy chỗ dựa vững chắc kia, kỳ thật đều là giả. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định đi tìm Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Mạt pháp chi địa tìm người giết thiên mệnh, nhưng trước khi giết thiên mệnh, nhất định sẽ làm thịt hắn, mà hắn hiện tại, đã có một số nhân mạch và tài nguyên. Hoàn toàn có thể triệu tập giúp đỡ. Tìm giúp đỡ. Thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trên đỉnh núi, Dương Diệp đi tới trước một ngôi nhà cỏ. Dương Diệp đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua nhà cỏ kia. Sư tổ, có hứng thú làm đại sự hay không? Làm con quỷ. Trong phòng truyền đến tiếng gầm lên. Tranh thủ thời gian cút cho ta, người cái tai tinh này, người còn có thể gây tai họa hơn hắn. Dương Diệp. Dương Diệp tự nhiên không có biến, da mặt hắn rất dày, hắn đi tới trước cửa phòng nói. Sư tổ, người không biết a, đám người mạt pháp chi địa kia quá khi dễ người, bọn hắn kêu rất nhiều cường giả ra khi phụ ta, ví dụ như đệ nhất thần, thương đao khách, hoành vạn cổ, tá mạc, còn có rất nhiều lão bất tử, bọn hắn đều muốn làm thịt ta. Ta đánh không lại a, ta đánh thắng được sao? Lúc này cửa đột nhiên mở ra. Kiếm vô địch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta có thể đánh mấy cái? Dương Diệp duỗi ra một bàn tay. Ít nhất 5 cái. Khóe mắt kiếm vô địch hơi nhảy. Sao ngươi không nói ta có thể diệt hết bọn hắn?
Dương Diệp ngượng ngập cười cười, không nói gì. Kiếm vô địch nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó lắc đầu. Ngươi không nên đi cùng thiên mệnh, ngươi và các nàng ở chung một chỗ, là đối địch tu luyện giả khắp thiên hạ. Nếu như không phải bởi vì Huyền An, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Dương Diệp cười khổ. Sư tổ, ngươi cũng thấy đấy, coi như ta không ở cùng thiên mệnh, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, bọn hắn muốn linh tổ, muốn nhị nha, ta không có lựa chọn. Kiếm vô địch muốn nói lại thôi. Dương Diệp cười nói. Sư tổ muốn ta buông tha các nàng sao? Ta biết sư tổ có ý tốt, nhưng có nhiều thứ, cho dù chết, cũng không thể buông tha, không phải sao? Kiếm vô địch khẽ lắc đầu. Tiểu tử, người có nghĩ qua, nếu như bọn hắn dám mưu đồ thiên mệnh, nhất định là có át chủ bài lớn, ngươi. Ai? Dương Diệp giang tay ra. Nói thật, ta đánh không lại bọn hắn, hoàn toàn đánh không lại, nhưng hiện tại đánh không lại ta cũng phải đánh, bởi vì coi như ta không đánh, người ta cũng sẽ đánh. Nếu như có thể trốn, ta khẳng định chạy trước, vấn đề là, ta chạy tới đâu bọn hắn cũng sẽ tìm được, không phải sao? Kiếm vô địch gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Qua hồi lâu kiếm vô địch mới mở miệng. Các nàng chọn ngươi, là muốn để cho ngươi trưởng quản vũ trụ này, đúng không? Dương Diệp lắc đầu. Chưa tính, bất quá cũng có ý tứ này. Kiếm vô địch trầm mặc hồi lâu. Nếu như có một ngày ngươi thật trông coi vũ trụ này, không nên học cách làm của các nàng, cho tu luyện giả thế gian này một con đường sống. Tuy Huyền An không phải là các nàng giết chết, nhưng chết ở dưới quy tắc của các nàng. Dương Diệp trầm mặc. Kiếm vô địch đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đi đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi rồi, hai mắt kiếm vô địch chậm rãi đóng lại. Cũng không biết những lão bất tử các ngươi còn dư lại mấy cái. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi tới vãng sinh tộc. Đã từng là phế tích, giờ phút này đã dần dần khôi phục bộ dáng ban đầu. Dương Diệp và vãng sinh tộc tộc trưởng đi dạo ở bờ sông Vãng Sinh Hà. Hai người trầm mặc. Qua hồi lâu, Dương Diệp cười nói. Tiền bối chớ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nói một đề nghị. Ta rất rõ ràng tình cảnh của vãng sinh tộc hiện tại, cho nên tiền bối không cần có ý tưởng gì khác, nên cự tuyệt liền cự tuyệt, ta sẽ không nghĩ nhiều. Vãng sinh tộc trưởng lắc đầu. Ngươi sai rồi. Dương Diệp có chút khó hiểu. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm giọng nói, Dương Diệp có chút khó hiểu. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Hai điểm, thứ nhất, nếu như có thể mà nói, vãng sinh tộc ta tự nhiên lẽ lựa chọn ở bên ngươi. Một là ngươi có ân với tộc ta, nếu ngươi có khó khăn, tộc ta tự nhiên hết sức tương trợ. Thứ hai, điều này cũng có thể là một cơ hội chi của tộc ta, một cơ hội quật khởi lần nữa. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người trước mắt này, là thiên tuyển giả, đơn giản mà nó kỳ chính là, tương lai hắn có thể trở thành người mạnh nhất của thế giới này. Hiện tại nếu như lựa chọn trợ giúp hắn, ngày sau nếu như hắn thắng lợi, vãng sinh tộc có thể nói hoàn toàn tránh lo âu về sau rồi. Ít nhất, ở khi Dương Diệp còn sống, vãng sinh tộc có một ngoại viện cường đại. Đương nhiên, mạo hiểm cũng là có. Vạn nhất bại, Dương Diệp chết, vãng sinh tộc cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Diệp không nói gì, chờ hắn nói tiếp. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm mặc một hồi, lại nói. Vãng sinh tộc ta có ba vị cường giả mệnh cảnh, thực lực đều không thấp, nếu như ngày nào đó ngươi có nhu cầu, ba người chúng ta có thể toàn lực giúp ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tiền bối nói điều kiện đi. Vãng sinh tộc tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nếu như ngươi thắng, ta lại nói điều kiện được không? Bằng không thì, hiện tại nói cái gì cũng vô nghĩa. Dương Diệp cười nói. Cũng tốt. Vãng sinh tộc tộc trưởng mỉm cười. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ta tới nơi này là lợi dụng Thái U kiếm đưa tới, mạt pháp chi địa hẳn không biết, mà các ngươi. Trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng đi ra, chớ để cho bọn hắn chú ý tới các ngươi. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu. Chúng ta sẽ giấu kỹ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ngươi đây là đánh cược. Sau khi Dương Diệp rời đi, một lão giả già nua xuất hiện ở trước mặt vãng sinh tộc tộc trưởng. Vãng sinh tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua bốn phía. Nhìn thấy không, tuy chúng ta đã từ dưới đất đi ra.
nhưng thứ cho ta nói thẳng, ngươi cảm thấy vãng sinh tộc ta muốn quật khởi, cần bao nhiêu thời gian? Lão giả kia trầm mặc. Vãng sinh tộc tộc trưởng lắc đầu. Chúng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa mặc dù có linh tổ khôi phục một tí linh khí, nhưng thế giới bổn nguyên đã bị phá hư, những linh khí này, chỉ đủ chúng ta sinh hoạt tối đa 10 năm, 10 năm sau, vãng sinh tộc ta nên làm như thế nào? Nơi đây đã không thích hợp chúng ta cư trú, chúng ta phải ra ngoài, mà bên ngoài, thứ cho ta nói thẳng, bên ngoài đã không có đất bọn ta đặt chân. Nhưng nếu có hắn hỗ trợ, vãng sinh tộc ta sẽ có nơi sống yên ổn. Lão giả lắc đầu. Quá mạo hiểm. Vãng sinh tộc tộc trưởng cười nói. Ta biết, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta muốn nhanh chóng quật khởi, chỉ có dựa vào hắn, hoặc là mạt pháp chi địa. Vì sao ngươi không chọn mạt pháp chi địa? Lão giả hỏi. Vãng sinh tộc tộc trưởng cười nói. Sau lưng của hắn là thiên mệnh, lý do này đủ chưa? Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu. Đủ rồi. Vãng sinh tộc trưởng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lúc trước tổ tiên lựa chọn đối kháng thiên mệnh, kết quả vãng sinh tộc ta vạn kiếp bất phục. Hy vọng lần này đây, vãng sinh tộc ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đánh cược. Tình huống hiện tại của vãng sinh tộc, tuy bảo lưu lại truyền thừa, nhưng cũng là tử vong từ từ. Hiện tại tài nguyên trong thiên địa, đều đã bị chia cắt xong hết rồi, vãng sinh tộc căn bản không có thực lực ra ngoài tranh đoạt. Liều mạng, có lẽ còn có sinh cơ. Dương Diệp ly khai vãng sinh giới, trực tiếp truyền đến thiên vũ giới. Ở trước cửa tháp lớn, Dương Diệp và nam tử hư ảo ngồi rất lâu, cuối cùng nam tử hư ảo mở miệng. Ngươi có nắm chắc không? Dương Diệp lắc đầu. Không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá ta muốn tìm nhiều chút giúp đỡ, trừ bọn ngươi ra, ta còn phải đi tìm người khác. Nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thái độ của các nàng như thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Các nàng không có thái độ, hơn nữa ta cũng không xác định cuối cùng các nàng có xuất thủ giúp ta hay không. Nói thật, ta cũng chỉ đạt được hai thiên mệnh tán thành, hai cái khác, một cái nhìn ta khó chịu, còn có một ta chưa từng thấy. Nam tử hư ảo lắc đầu cười cười. Ngươi thật thẳng thắn. Dương Diệp cười nói. Như thế nào? Nam tử hư ảo trầm mặc hồi lâu. Vãng sinh tộc đáp ứng, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Nam tử hư ảo khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, ta giống như bọn hắn, nếu như ngươi thắng, thiên vũ tộc ta cũng ra một yêu cầu. Dương Diệp đứng lên, muốn rời khỏi, nhưng mà rất nhanh, hắn ngừng lại. Các ngươi nói yêu cầu, sẽ để cho ta rất khó khăn đúng không? Nam tử hư ảo lắc đầu. Dương Diệp cười nói. Đã minh bạch, từ giờ phút này, nếu thiên vũ tộc người có nhu cầu về phương diện gì, tùy thời liên hệ ta. Nam tử hư ảo cười nói. Vừa vặn có chuyện cần ngươi hỗ trợ thoáng một phát, không đúng, là cần thiện linh của ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Dương Diệp đi theo nam tử hư ảo đi tới trước tế đàn, trong tế đàn bày đặt một cái đầu lâu. Đây là... Dương Diệp hỏi. Nam tử hư ảo nói khẽ. L. Là một vị tổ tiên của thiên vũ tộc ta, yên tâm, hắn không phải bị thiên mệnh giết chết. Mà là thiên mệnh mở cho hắn cánh cửa kia, hắn tiến vào, sau đó. Không có trách. Dương Diệp hỏi. Nam tử hư ảo lắc đầu. Nửa chết nửa sống, thân thể hắn hủy hết, chỉ còn cái đầu này. Bất quá thiên vũ tộc ta đã tạo cho hắn thân thể mới, nhưng cần linh khí, hơn nữa là loại linh khí đặc thù. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Thiện linh trong cơ thể ngươi, ta cảm thấy thái nhất chi khí tồn tại, tăng thêm huyền khí đặc thù của bản thân nàng, ta tin tưởng, hai loại huyền khí này hoàn toàn có thể phục sinh vị tiên tổ này. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó kêu Tiểu Bạch ra. Dương Diệp chỉ tế đàn kia, Tiểu Bạch gật đầu, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhổ, trong chốc lát, vô số linh khí lập tức tràn vào tế đàn. Thời gian dần trôi qua, tế đàn kia bắt đầu rung động, lúc này nam tử hư ảo thả vào một thân thể không có đầu. Theo linh khí càng ngày càng nhiều, thân thể trong tế đàn và đầu lâu dần dần dung hợp, cùng lúc đó, nam tử hư ảo đột nhiên tự động bay vào trong tế đàn. Một bên, Dương Diệp có chút kinh ngạc. Rất nhanh, thần sắc hắn hơi có chút cổ quái. Nam tử hư ảo này là linh hồn thể, mà đầu lâu và thân thể kia. Dương Diệp vẫn còn có chút mộng. Dương Diệp không có để cho Tiểu Bạch dừng lại, mà tiếp tục phóng thích linh khí, ước chừng một lúc lâu sau,
thân thể và đầu lâu trong tế đàn triệt để dung hợp lại. Cùng lúc đó, thái nhất chi khí và huyền khí đặc thù của Tiểu Bạch không ngừng quấn quanh lấy nam tử kia. Một khắc sau, nam tử trong tế đàn chậm rãi mở mắt. Tiểu Bạch ngừng lại. Hai mắt nam tử chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, hắn nói khẽ. Vẫn còn có chút không quá thích ứng, bất quá không sao. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử cười nói. Ta có linh hồn, mà tổ tiên ta năm đó, linh hồn đã không trọn vẹn, cho nên ta mới dám tương dung, nguyên bản loại hành vi này có chút vi phạm tôn ti, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, bất quá có thiện linh tương trợ, tăng thêm nàng còn có thái nhất chi khí, có thể nói, tác dụng phụ có thể giảm đến nhỏ nhất, bởi vậy ta mới dám làm như thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Nam tử cười nói. Trên người ngươi có thiện linh, trên người mặc, cầm, đều là tốt nhất trong thiên địa, ta thật không có gì cảm tạ ngươi, bất quá, ta dung hợp linh hồn và thân thể của tổ tiên, ngày sau đánh nhau sẽ có chút lợi hại. Dương Diệp cười nói, cái này là đủ rồi. Nam tử cười ha ha, sau đó nói, đúng rồi, lâu như vậy ta còn chưa tự giới thiệu qua, ta là Viêm Vũ, là Thiên Vũ tộc tộc trưởng hiện tại. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Viêm Vũ huynh. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, hắn muốn rời khỏi, nhưng lúc này Viêm Vũ đột nhiên nói. Ngươi có thể đi Dương tộc một chuyến. Dương tộc. Dương Diệp nhìn về phía Viêm Vũ, có chút khó hiểu. Viêm Vũ khẽ gật đầu. Năm đó Dương tộc và tộc ta quan hệ không tệ, tộc ta có thật nhiều ghi chép với bọn họ. Dương tộc không đơn giản, tuy cuối cùng cũng theo đó xuống dốc, nhưng ta không tin bọn họ biến mất. Ngươi có thể đi xem thử. Nếu như bọn hắn còn có tộc nhân sống sót, có lẽ ngươi có thể lôi kéo. Nếu như không, ngươi cũng không có gì tổn thất. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Viêm Vũ huynh biết đi như thế nào không? Viêm Vũ cười nói. Vừa vặn biết rõ. Nói xong hắn bấm tay điểm một cái, một vòng bạch quang không vào mi tâm Dương Diệp, rất nhanh, trong đầu Dương Diệp xuất hiện một lộ tuyến. Sau một lát, Dương Diệp ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người biến mất. Dương Diệp đi rồi, một lão giả xuất hiện ở bên cạnh Viêm Vũ. Viêm Vũ nói khẽ. Vãng sinh tộc tộc trưởng rất có quyết đoán. Lão giả khẽ gật đầu. Mạt pháp chi địa không đơn giản, mưu đồ rất lớn. Hai mắt Viêm Vũ chậm rãi đóng lại. Ta biết, nếu bọn hắn không có chút bản lãnh, làm sao dám mưu đồ thiên mệnh. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới Dương tộc đã từng ở lại, thế giới này tên Dương giới, dùng Dương làm tên. Dương Diệp vừa mới đến thế giới này, đột nhiên hắn nhíu mày, huyết mạch trong cơ thể hắn vô duyên vô cớ rung rung. Trong tràng, Dương Diệp chau mày. Rất nhanh, hắn trấn áp huyết mạch của mình xuống. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở chỗ không xa đứng một tòa thành cổ xưa. Dương Diệp đi đến, trên đường, hắn thỉnh thoảng quan sát bốn phía, nơi đây linh khí mỏng manh. Bất quá tốt hơn vãng sinh tộc và thiên vũ tộc rất nhiều. Lúc trước hai giới kia là hoàn toàn không có, nơi đây là có chút ít. Đáng giá nhắc tới là, nếu như không phải Thái U kiếm, hắn căn bản không vào được, cho dù có tọa độ của Viêm Vũ, hắn cũng vào không được. Thế giới này bị một cỗ lực lượng thần bí che lấp, căn bản không cảm giác được, cho dù cảm nhận được cũng không cửa đi vào. Đương nhiên, đối với loại người thực lực mạnh không biên giới thì khác, rất nhanh. Dương Diệp đi tới cửa thành đóng chặt, từ mặt ngoài đến xem, tòa thành này cực kỳ cổ xưa và hoang vu. Chung quanh giường thành đã mọc rất nhiều cỏ dại. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi tới, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Xoẹt xoẹt, đại môn mở ra, đập vào mắt là cảnh hoang tàn đổ nát. Toàn bộ đường đi, không có một bóng người, phòng ốc kiến trúc bốn phía đại bộ phận đều đã đổ nát. Dương Diệp một đường tiến lên. Hắn đã cảm nhận được một ít khí tức ba động. Khí tức nhân tộc. Như Viêm Vũ nói, Dương tộc này không có hoàn toàn bị diệt tộc. Ít nhiều vẫn còn có chút người sống sót. Lúc này một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước. Lão giả nhìn thoáng qua Thái U kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Thiên mệnh kiếm. Dương Diệp gật đầu. Lão giả trầm mặc. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Còn có bao nhiêu người sống? Hai mắt lão giả híp lại, trong nháy mắt,
Dương Diệp cảm nhận được một cỗ áp bách vô hình. Dương Diệp lắc đầu. Không có địch ý. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng Dương Diệp cảm nhận được áp lực vô hình dần dần biến mất. Lão giả lắc đầu. Mặc kệ các hạ là người phương nào, lão hủ chỉ muốn nói, hôm nay Dương tộc đã đến trình độ như vậy, chúng ta không muốn gây chuyện, cũng không muốn dính vào bất cứ chuyện gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhưng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói. Chậm đã. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Có thể cho một giọt máu huyết của các hạ không? Chỉ nhìn một chút mà thôi, không có ý khác. Dương Diệp do dự một chút, sau đó bấm tay điểm một cái, một giọt huyết châu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đi tới trước mặt lão giả. Lão giả nhìn huyết châu, thời gian dần trôi qua, thần sắc hắn đại biến. Làm sao có thể? Lão giả có chút đờ đẫn nhìn giọt huyết châu kia, một lát sau, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không, chuyện này không có khả năng. Dương Diệp nhíu mày. Như thế nào? Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi có huyết mạch Dương tộc ta, mặc dù có chút mỏng manh, nhưng đúng là huyết mạch Dương tộc ta. Dương Diệp. Lúc này một mỹ phụ tóc trắng xuất hiện ở bên cạnh lão giả, trừ lần đó ra, còn có một trung niên tay cầm hai thiết cầu màu đen. Trong đó trung niên kia càng phong tỏa đường lui của Dương Diệp. Bất quá không giống như là muốn động thủ. Ba người đều tò mò quan sát Dương Diệp. Lúc này mỹ phụ tóc trắng kia sờ lên giọt máu của Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Không phải huyết mạch Dương tộc thuần chính, đã pha loãng. Hắn hẳn là người nào đó của Dương tộc ta, sau khi ra ngoài lưu lại huyết mạch. Nói xong nàng khẽ lắc đầu. Không có ích gì. Trung niên kia khẽ vẫy tay. Giọt máu của Dương Diệp bay đến trước mặt hắn, hắn quan sát một chút, sau đó trầm giọng nói. Có chút khác nhau, huyết mạch này đã nghịch chuyển huyết mạch của người nọ, bất quá vẫn khác biệt rất lớn với huyết mạch thuần chính của Dương tộc ta. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả. Ngươi thấy thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng liếc nhìn Thái U trong tay Dương Diệp, trầm mặc một lát, hắn hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao có thiên mệnh kiếm? Dương Diệp nhìn mấy người, sau đó cười nói. Nàng đưa cho ta, để ta trảm yêu trừ ma. Lão giả nhíu mày, có chút bất mãn câu trả lời của Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Chư vị, lần này đến thật ra là muốn cùng mọi người hợp tác một ít chuyện, bất quá hiện tại xem ra, sợ là không được. Cho nên ta muốn rời đi, các ngươi sẽ không ngăn ta đi chứ. Xa xa, trung niên kia đột nhiên nói. Tiểu bối. Ở trước mặt trưởng lão bản tộc, ngươi nên thả thấp tư thái một chút. Tuy ngươi chẳng qua là một đệ tử không biết đã bao nhiêu đời của Dương tộc ta, nhưng đó cũng coi là một phần tử của Dương tộc ta. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Ngươi cảm thấy tư thái của ta rất cao ngạo sao? Hoặc là, các ngươi muốn ta tận lực hèn mọn ở trước mặt các ngươi? Lúc này mỹ phụ tóc trắng lạnh lùng nói. Rất kiệt ngạo, người trong nhà không có dạy người tôn kính trưởng bối sao? Hay là, nói, người nhà của ngươi không có giáo dục ngươi. Trong nháy mắt, độ ấm trong chàng hạ xuống. Dương Diệp chậm rãi đi về phía mỹ phụ tóc trắng, mỹ phụ tóc trắng mặt không biểu tình, không hề để tâm, thậm chí khóe miệng còn nổi lên vẻ chế nhạo. Lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm Dương Diệp biến mất, thần sắc mọi người lập tức thay đổi. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt mỹ phụ tóc trắng. Mỹ phụ tóc trắng bản năng thả ra khí thế cường đại, muốn chân áp Dương Diệp, nhưng nàng đánh giá người trước mặt mình quá thấp. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, uy áp mạnh mẽ tan thành mây khói. Ở trong thiên địa này, muốn dựa vào uy áp và khí thế chân áp hắn, không phải không có, nhưng đó đã là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Mà nhiều cái trong đó còn một phe với hắn, thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt Mỹ phụ tóc trắng lập tức thay đổi. Thiếu niên trước mắt này và các nàng là tồn tại cùng một cấp bậc. Mỹ phụ tóc trắng phản ứng cực nhanh, nàng đưa tay phải, sau đó kẹp về phía kiếm của Dương Diệp. Kẹp kiếm. Bởi vì trong mắt nàng, kiếm của Dương Diệp cũng không phải quá nhanh. Nhưng nàng sai rồi. Thời điểm ngón tay của nàng muốn kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Xuy. Hai ngón tay của Mỹ phụ tóc trắng bay ra ngoài, ngay sau đó, kiếm của Dương Diệp gác ở trên cổ Mỹ phụ tóc trắng. Trong chàng lặng ngắt như tờ. Lão giả cùng trung niên gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng,
còn có một tia kiêng kỵ. Dương Diệp nhìn mỹ phụ tóc trắng, sau một khắc, Thái U kiếm chậm rãi đi tới bờ vai của mỹ phụ tóc trắng, thoáng qua, kiếm thẳng tắp chém xuống. Xuy. Trong nháy mắt, cả cánh tay phải của mỹ phụ tóc trắng rơi xuống. Máu phun như suối. Một bên, trung niên kia muốn động thủ, nhưng lão giả lắc đầu. Dương Diệp nhìn mỹ phụ. Nói lời xin lỗi. Mỹ phụ tóc trắng nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói. Là ta đường đột, mong các hạ thứ lỗi. Dương Diệp thu kiếm, sau đó xoay người rời đi. Lúc này lão giả kia đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Như thế nào? Lão giả nói. Lúc trước là chúng ta lỗ mãng. Dương Diệp nói. Không có gì, chỉ có điều, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi ở chỗ này quá lâu rồi, nên đi ra xem thế giới bên ngoài. Còn có một điểm, hiện tại đã không phải thời đại của cửu thiên thập tộc, nếu các ngươi vẫn mù quáng tự đại như vậy, đắm chìm trong huy hoàng quá khứ mà nói, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ chết. Ở phương diện nhìn thời đại, vãng sinh tộc và thiên vũ tộc làm tốt hơn các ngươi nhiều. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói. Chúng ta tự nhiên biết rõ điểm ấy, điều này cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta không nguyện ý ra ngoài. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đây là chuyện của các ngươi. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi cũng coi như là người Dương tộc ta. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như ngươi đi ra ngoài dạo một vòng, sợ là ngươi sẽ không dám nói như thế. Còn nữa, đừng cảm thấy để cho ta gia nhập Dương tộc sẽ có chỗ tốt gì với Dương tộc, không có lợi, bây giờ cửu gia của ta, sợ là chỉ có Dương tộc ngươi ở thời kỳ đỉnh phong nhất mới dám đối kháng. Lão giả nhíu mày, hắn và trung niên nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên là muốn Dương Diệp ở lại, tuy huyết mạch của Dương Diệp đã có chút mỏng manh. Nhưng cái này có quan hệ gì? Chỉ cần ngươi xuất chúng, chỉ cần ngươi lợi hại, những thứ này đều không phải vấn đề. Mà bây giờ, lời của Dương Diệp để cho bọn hắn có chút do dự. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó cười nói. Nhìn thấy kiếm trong tay ta không? Thiên mệnh kiếm, ta chính là thiên tuyển giả, bây giờ bên ngoài, vô số tu luyện giả tụ tập cùng một chỗ, mục đích của bọn hắn là muốn làm thịt ta, trong đó có rất nhiều lão quái vật, không phải tất cả, nhưng có rất nhiều. Vậy ngươi có giúp đỡ không? Lúc này trung niên kia hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Trợ thủ của ta là thiên mệnh, các nàng nói, ta đánh không lại các nàng sẽ ra mặt, nhưng trước đó, bản thân ta phải tự mình giải quyết. Ừ, người theo ta, chính là theo thiên mệnh, các ngươi có thể hiểu như vậy. Lão giả và trung niên nhìn nhau, hai người vẫn còn có chút không tin lắm, bọn hắn cảm thấy Dương Diệp có chút dối trá, không quá đáng tin cậy. Lúc này Dương Diệp lại lấy ra một thanh kiếm. Vãng sinh kiếm. Dương Diệp nói. Các ngươi nhìn, ta có hai thanh kiếm này, còn có hai người nói qua một thời gian ngắn sẽ cho ta. Nói xong hắn nhìn ba người. Vãng sinh tộc và thiên vũ tộc đã đáp ứng theo ta, lần này tới đây, chính là muốn hỏi các ngươi, có nguyện ý đi ra đồng mưu đại sự hay không? Có chỗ tốt gì với Dương tộc ta? Lão giả trầm giọng hỏi. Dương Diệp cười nói. Chỗ tốt rất nhiều, ví dụ như Dương tộc các ngươi có thể tái xuất giang hồ, mà không phải trốn ở chỗ này sống hết đời. Lại ví dụ như, sau này các ngươi không cần bị thiên mệnh đuổi giết, các nàng nói, sau này có giết cường giả mệnh cảnh hay không đều do ta quyết định. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sao hắn cảm giác ra hỏa này là đang lừa hắn nhỉ? Lúc này Dương Diệp kêu Tiểu Bạch ra. Nhìn, Thiện Linh, nàng cũng nguyện ý tỏ vẻ theo ta đồng mưu đại sự. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó vội vàng gật đầu. Vô cùng phối hợp, cái gì chứ chuyện phối hợp lừa người này nàng đã làm không biết bao nhiêu lần, rất có kinh nghiệm. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, ba người ngây ra như phỗng. Con mẹ nó, thật là Thiện Linh. Dương tộc, một, Thiện Linh. Dương tộc tồn tại lâu đời, bọn hắn làm sao có thể không biết Thiện Linh đại biểu cho cái gì? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này đây không thể nghi ngờ là thật để cho bọn hắn rung động. Dương Diệp liếc nhìn ba người, không có nói chuyện. Nên lộ đều lộ ra. Hiện tại, hắn chờ kết quả. Sau một lúc lâu, lão giả trầm giọng nói, có thể chờ một lát không? Chúng ta thương lượng một chút. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên có thể. Lão giả khẽ gật đầu. Mời các hạ vào trong điện nghỉ ngơi một lát. Dương Diệp lắc đầu.
ta ở nơi này chờ các ngươi là được, một lúc nữa ta còn phải đi địa phương khác. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, không có nói gì, ba người quay ngư cười rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía mỉm cười, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch cũng nhìn về phía hắn, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, đầu cọ sát cái cằm của Dương Đại Kẹp. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn lấy ra hộp kiếm, cũng chính là hộp kiếm mà Thiên Vũ tộc tặng, trong hộp kiếm còn có 5 thanh kiếm. Hộp kiếm này và ngũ hành kiếm, đến bây giờ hắn còn chưa sử dụng, uy lực như thế nào, hắn cũng không quá rõ ràng. Bất quá hẳn không yếu. Nếu như yếu, lúc trước tổ tiên của Thiên Vũ tộc sẽ không cầm nó đối phó thiên mệnh. Tuy thất bại, nhưng điều này đủ để chứng minh, mấy thanh kiếm kia, còn có cái hộp kiếm này không đơn giản. Dương Diệp đang muốn thử mấy thanh kiếm một chút, lúc này đám người lão giả xuất hiện lần nữa. Dương Diệp nhìn về phía ba người, lão giả trầm giọng nói. Chúng ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng chúng ta có hai yêu cầu. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nói xem. Lão giả nói. Thứ nhất, ngươi phải nhập tộc của ta. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày, gia nhập Dương tộc. Cái quỷ gì? Lão giả lạnh nhạt nói. Không được sao? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cảm thấy ta cần phải nhắc nhở thoáng một phát, ta gia nhập Dương tộc, đối với các ngươi khả năng không phải chuyện tốt gì. Lão giả gật đầu. Ta biết. Dương Diệp cười nói. Ta không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng ra tất cả ý tưởng của các ngươi đi. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó thấp giọng thở dài. Ngươi cũng thấy tình cảnh Dương tộc hôm nay. Năm đó tộc trưởng và thiên mệnh đánh một trận xong không biết tung tích, tộc trưởng biến mất, làm cho Dương tộc ta. Ai, cho tới bây giờ, Dương tộc ta đã là tình cảnh nửa chết nửa sống. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, ngươi muốn để cho ta trấn hưng Dương tộc. Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu. Không, đây không phải trách nhiệm của ngươi, mặc dù ngươi có huyết mạch Dương tộc ta, nhưng lão phu rõ ràng. Gánh nặng phục hưng của Dương tộc ta không nên để cho ngươi đến gánh chịu. Dương Diệp nói, để cho ta đoán xem, các ngươi để cho ta gia nhập Dương tộc, nói trắng ra là cột ta và Dương tộc chung một chỗ, có vinh cùng vinh, đúng không? Lão giả gật đầu. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi. Yêu cầu thứ hai. Lão giả nói, nếu có cơ hội, xin ngươi hỏi giúp chủ nhân của Thiên Chu kiếm một chút, xem tổ tiên ta đến cùng là chết hay sống. Dương Diệp gật đầu. Có thể. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua ba người. Có một điểm ta phải nói rõ ràng, nếu như chúng ta đã bắt đầu hợp tác, nói đúng hơn là liên minh, ta hy vọng giữa chúng ta không nên làm ra chuyện hục hạc với nhau, ta không thích loại sự tình này. Lão giả gật đầu. Cái này là tự nhiên. Dương Diệp lại nói. Còn có một điểm, ta cuối cùng nhắc lại lần nữa, địch nhân của ta rất cường đại. Lão giả mỉm cười. Thiên mệnh cũng rất cường đại. Dương Diệp liếc nhìn ba người, sau đó nói. Nếu như có chuyện, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong hắn quay người rời đi. Bất quá khi đi tới cửa, Dương Diệp vỗ Tiểu Bạch nhẹ nhẹ, Tiểu Bạch hiểu ý, lấy ra linh trược, trong chốc lát, linh vực của nàng bao trùm thành cũ. Ngay sau đó, linh khí của tòa thành cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, ba người rung động không thôi. Loại thủ đoạn này, ở trong thiên địa, sợ là chỉ có thiện linh mới có thể làm được. Đây là cưỡng ép kéo dài tánh mạng cho thế giới A. Sau nửa canh giờ, Tiểu Bạch ngừng lại, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, sau đó nhìn về phía lão giả kia. Lắm miệng hỏi một câu, hôm nay Dương tộc các ngươi có bao nhiêu mệnh cảnh? Đều là mệnh cảnh đỉnh phong sao? Lão giả khẽ gật đầu. Ba người chúng ta đều là mệnh cảnh, trừ lần đó ra, còn có một vị. Thực lực cao hơn chúng ta một bậc. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lắm miệng hỏi một câu, hôm nay chúng ta ra ngoài, sẽ không đưa tới thiên mệnh đuổi giết chứ? Thiên mệnh đuổi giết. Kỳ thật nguyên nhân chính thức vây khốn những thế gia bọn hắn, chủ yếu là vì thiên mệnh. Lúc trước ngay cả mạt pháp chi địa cũng không dám lộ ra ngoài ánh sáng, bọn hắn không phải cũng vậy sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sẽ không? Lão giả nhẹ gật đầu. Như vậy quá tốt, tộc ta cũng có thể cùng bên ngoài liên lạc một chút. Dương Diệp không có nói gì, ôm Tiểu Bạch quay người rời đi.
Dương Diệp rời đi, mỹ phụ tóc trắng kia đột nhiên nói, GT269307. Người này có chút dối trá, không quá đáng tin cậy, người này có chút dối trá, không quá đáng tin cậy. Lão giả nói khẽ, trực giác nói cho ta biết, sau lần này, Tam Duy Vũ Trụ sẽ tẩy bài lần nữa. Dương tộc ta có thể triệt để của tổ khởi hay không, phải nhìn lần này. Mỹ phụ tóc trắng trầm giọng nói. Những đối thủ kia của hắn. Lão giả cười nói. Để cho ngươi chọn thiên mệnh hay si những người kia. Tuy trong đó có thật nhiều lão quái vật ở thời đại kia. Mỹ phụ tóc trắng lắc đầu. Chính bởi vì thiên mệnh quá cường đại, đây mới là ta lo lắng nhất. Những lão quái vật kia, bọn hắn không phải không biết thiên mệnh khủng bố, nhưng bọn hắn vẫn dám mưu đồ thiên mệnh, cái này rất không bình thường. Lão giả gật đầu. Ta biết. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, năm đó tổ tiên mạnh như thế nào, những đồng minh kia mạnh ra sao, trí kế của bọn hắn thông thiên như thế nào, cũng không thể chém giết thiên mệnh, bây giờ chúng ta có lý do gì không đứng ở bên thiên mệnh chứ? Sau lưng, ba người trầm mặc. Dương Diệp đã đi ra Dương tộc, trực tiếp lợi dụng Thái U kiếm truyền đến ám thế giới. Có người, hắn chưa bây giờ quên. Cái kia chính là ám chủ. Thực lực của người này cuối cùng bao sâu, hắn không rõ ràng lắm, lần này tới, là muốn thử thời vận. Thực lực của người này cuối cùng bao sâu, hắn không rõ ràng lắm, lần này tới, là muốn thử thời vận. Vừa mới đến ám giới, ám chủ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói, ngươi biết dụng ý của ta. Ám chủ nói, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không bắt buộc, ám chủ nói khẽ. Ám giới này không giống thế giới bên ngoài, đương nhiên, ám giới ta đều không thể trêu vào song phương các ngươi. Hoành vạn cổ đã đáp ứng ta, chỉ cần ta không theo ngươi, mạt pháp chỉ địa vĩnh viễn sẽ không ra tay với ám giới. Dương Diệp cười nói, ta cũng vậy, còn nữa, đã từng ngươi trợ giúp qua ta, cho nên nếu như ngươi có gì cần, trong phạm vi năng lực, quyết không chối từ. Ám chủ nhẹ gật đầu, đa tạ, ban đầu một ít việc thiện. Có thể nói đổi được hồi báo rồi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, ngày sau ám giới nhất định sẽ tìm Dương Diệp xin giúp. Trên người Dương Diệp có tiểu bạch. Dương Diệp đi ra ám giới, mặc dù không có được hỗ trợ của ám chủ, nhưng hắn không thất vọng. Vẫn là câu nói kia, hắn chính thức coi trọng là mình. Người, nhất định phải dựa vào mình. Mình không mạnh, hết thảy đều là vô nghĩa. Cho dù là thiên mệnh, mấy thiên mệnh kia, kể cả tiểu kỳ. Hắn cũng không có gửi gắm hy vọng ở trên người các nàng. Đương nhiên, hắn cũng không giống như lúc trước. Ít nhất, hiện tại hắn biết tìm người giúp đỡ cùng một chỗ đánh quần chiến rồi. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì đánh không lại, không có biện pháp. Dương Diệp ly khai ám giới, lợi dụng Thái U kiếm đi tới mệnh giới mà Hắc Muội cư trú. Chỗ này, hắn vốn không thể tới, bất quá đã có Thái U kiếm, tự nhiên không có hạn chế. Hơn nữa Hắc Muội tặng Thái U kiếm cho hắn, đây đã tương đương với thừa nhận hắn. Còn vì sao đến chỗ này, chủ yếu là hắn cảm thấy, nơi đây tạm thời an toàn. Vừa đến mệnh giới, Tiểu Bạch liền chạy ra ngoài, nàng cua linh trượng chạy tới xa xa, rất nhanh, một đám trâu dê chạy nhanh về phía Tiểu Bạch. Khuôn mặt Tiểu Bạch hưng phấn, nàng thoáng một phát bay đến trên lưng cừu, sau đó dùng linh trượng khe khẽ gõ sừng dê. Con dê kia hiểu ý, mang theo bầy cừu sông ra ngoài. Nhìn Tiểu Bạch ham chơi, Dương Diệp lắc đầu cười cười, tiểu gia hỏa này. Dương Diệp đi tới nhà gỗ của Hắc Muội, vừa mới vào nhà gỗ, dưới chân hắn xuất hiện một lục giác trận. Rất nhanh, vô số thái nhất chi khí xuất hiện ở quanh người hắn, những huyền khí này liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, hắn lấy ra hộp kiếm màu đen nhánh, nhìn không ra là cái gì chế tạo thành. Hắn lấy ra năm thanh kiếm này tăng thêm hộp kiếm, có thể tạo thành một bộ kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận. Nếu như năm kiếm hợp nhất, ngũ hành chi lực cũng có thể nghịch cải thiên địa, bất quá cái kia có chút điên cuồng, lúc trước Tiểu Bạch chơi một lần, thiếu chút nữa chơi chết tất cả mọi người. Ngoại trừ ngũ hành kiếm, còn có bảo giáp trên người hắn, bộ giáp kia hắn rất ít dùng, nguyên nhân là hắn muốn bảo trì cảm giác nguy cơ, không quá độ ỷ lại bảo giáp. Đương nhiên. Cái này không có nghĩa là hắn không biết dùng. Bảo giáp kia thời khắc mấu chốt vẫn có thể bảo toàn tánh mạng. Trừ bảo giáp, hắn còn có kiếm hồ lô, cùng với Thái U kiếm, vãng sinh kiếm.
Đương nhiên, còn có một điểm, chính là vãng sinh chi lực. Những thứ này, là lá bài tẩy của hắn. Mà át chủ bài lớn nhất là kiếm vực của hắn. Sau một lát, Dương Diệp đi ra nhà gỗ. Luyện kiếm. Trước nhà gỗ, Dương Diệp bắt đầu luyện kiếm, chỉ là kiếm chiêu thông thường, không có khí thế kinh thiên động địa gì. Nhưng mỗi một kiếm đều là lấy kiếm thành vực. Luyện một chút, trong chàng bất ngờ xảy ra chuyện, trong nhà gỗ, năm thanh ngũ hành kiếm đột nhiên đi tới chung quanh hắn, năm thanh kiếm xếp thành một hàng ở bên phải, mỗi một lần Dương Diệp xuất kiếm, năm thanh kiếm kia sẽ cùng kiếm trong tay Dương Diệp làm ra động tác tương ứng. Ngũ kiếm tùy tướng. Năm thanh kiếm này cũng không phải Dương Diệp triệu hoán tới, mà là chính bọn chúng tới. Bọn chúng theo Dương Diệp cùng một chỗ luyện kiếm. Dương Diệp cũng chú ý tới năm thanh ngũ hành kiếm kia, bất quá hắn không quá để ý. Cứ như vậy, một tháng sau. Một tháng này, mỗi ngày Dương Diệp trừ tu luyện chính là luyện kiếm. Tu kiếm, còn gọi là tu tâm, mà tu tâm cũng chính là tu kiếm. Bây giờ Dương Diệp so với lúc trước, đã ít. Đi rất nhiều phập phồng không yên, đồng dạng, kiếm của hắn cũng giảm bớt rất nhiều phập phồng không yên và lệ khí, đương nhiên, cái này không có nghĩa là kiếm của hắn sẽ không có sát khí. Chẳng qua là hắn hiện tại, bất kể là tốt hay xấu cũng đã nội liễm. Bất động như núi, khẽ động băng sơn. Mà tu vi của hắn, cũng đạt tới đỉnh phong của mình, chỉ kém một bước có thể đạt tới mệnh cảnh đỉnh phong. Đây đương nhiên là nhờ có thái nhất huyền khí trợ giúp. Thế gian linh khí, có thể nói, thái nhất huyền khí này đứng đầu. Không đúng, không thể xem nhẹ linh khí của Tiểu Bạch, phải nói cả hai song song. Thái nhất huyền khí có trợ giúp rất lớn với người, mà linh khí của Tiểu Bạch thì có trợ giúp rất lớn với linh. Trái lại, đối với linh vật và yêu thú, tác dụng của thái nhất huyền khí sẽ không lớn như linh khí của Tiểu Bạch. Mà đồng dạng, linh khí của Tiểu Bạch đối với nhân loại cũng không lớn như thái nhất huyền khí. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn đều có hai loại huyền khí. Loại tình huống này, đừng nói hắn, coi như tùy tiện tìm một người bình thường, cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. So sánh với cảnh giới, Dương Diệp càng coi trọng kiếm đạo. Hắn hiện tại, chú trọng lĩnh ngộ nhiều hơn. Ngộ kiếm. Về phần Tiểu Bạch trừ tu luyện chính là chơi, nàng đã kéo đàn dê và trâu vào Hồng Mông Tháp rồi. Kỳ thật Hồng Mông Tháp bây giờ đã giống như là một thế giới chân chính rồi. Trong này ngoại trừ ít người một chút, thì có yêu thú, có thiên địa linh vật, đặc biệt là thiên địa linh vật, những thiên địa linh vật kia ở trong Hồng Mông Tháp, có thể nói là cung cấp cho Hồng Mông Tháp vô số sinh cơ. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng gặp qua bất luận thế giới nào linh khí có thể vượt qua Hồng Mông Tháp. Đặc biệt là thế giới này có Tiểu Bạch tồn tại, Tiểu Bạch ở chỗ này trồng một ít gì đó, Hỗn Nguyên Thụ và Thiên Dựng Thụ đã trở thành đại thụ che trời, phía trên mọc đầy trái cây. Bất quá có một bộ phận công lao là của thái nhất huyền khí, Tiểu Bạch lợi dụng thái nhất huyền khí tăng thêm linh khí của nàng, Hồng Mông tử khí trong Hồng Mông Tháp, còn có vĩnh hằng chi khí bản thân nàng bồi dưỡng. Tóm lại, hai cây này là dùng vài loại linh khí tốt nhất trong thiên địa bồi dưỡng, hơn nữa còn là liên tục không ngừng. Có thể nói, đừng nói là hai loại thiên địa chi bảo, coi như là một cọng cỏ, phỏng chừng Tiểu Bạch cũng có thể bồi dưỡng thành tiên thảo. Đừng bao giờ xem thường năng lực của Tiểu Bạch. Nàng mới là tồn tại nghịch thiên nhất. Dương Diệp cũng không có tu luyện. Bởi vì một tháng thời gian đã đến. Mạt Pháp Chi Địa sẽ ra tay với hắn. Chấm. Ở một thế giới không biết tên, thế giới này giống như thiên vũ giới và vãng sinh giới. Linh khí đã biến mất sạch sẽ, là một thế giới bỏ hoang. Ở dưới lòng đất, một nữ tử không ngừng quơ trường thương trong tay, mà trước mặt nàng là một hư ảnh. Nữ tử đột nhiên bị đẩy lui trăm trượng. Cánh tay bị đánh rách tả tơi. Cách đó không xa, hư ảnh đột nhiên nói. Cái gọi là chiến kỹ, đều dựa vào lực lượng và tốc độ để duy trì, căn bản của chúng là lực lượng và tốc độ, mà tốc độ càng nhanh, thúc giục ra lực lượng sẽ càng mạnh. Tốc độ của ngươi còn thiếu rất nhiều, tiếp tục đến. Xa xa, nữ tử quơ trường thương trong tay, sau một khắc, nàng xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nhưng mà rất nhanh, nàng lại trở về chỗ cũ. Chưa đủ. Xa xa, hư ảnh kia lại nói. Nữ tử lần nữa vọt tới. Nữ tử lập tức bị đánh bay, thanh âm của hư ảnh kia vang lên. Chậm, quá chậm, thiên hạ chiến kỹ, duy nhanh không phá, đến, tiếp tục đến. Cứ như vậy, nữ tử một lần lại một lần phóng tới. Hư vô giới.
Ngày hôm nay, thiên nữ ngừng lại, nàng phải rời khỏi hư vô giới. Lúc này một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Thiên nữ nhíu mày. Hư ảnh kia lắc đầu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản mạt pháp chi địa. Thiên nữ lạnh nhạt nói. Không thể khoanh tay đứng nhìn. Hư ảnh trầm giọng nói. Để cho chính hắn đi làm. Thiên nữ nhìn về phía hư ảnh nói khẽ. Tin tưởng ta, đây là trợ giúp lớn nhất của ngươi với hắn. Vì cái gì? Thiên nữ hỏi. Hư ảnh nói. Tiểu tử kia một thân một mình, cơ hội hắn sống sót sẽ lớn hơn một chút, bởi vì hắn là một người, hắn đánh không lại có thể trốn, có thể chơi mánh khóe, nếu như ngươi đi, hắn không thể chạy thoát. Khi đó, các ngươi thật là một tia hy vọng cũng không có. Thiên nữ trầm mặc. Hư ảnh lại nói. Hơn nữa, mấy vị thiên mệnh phía sau hắn đều không tỏ thái độ, ta không tin các nàng sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như các nàng ra mặt, vậy hắn đương nhiên sẽ không có vấn đề, mà nếu như các nàng không xuất hiện, vậy ngươi càng không thể đi. Bởi vì ngươi đi, chỉ sẽ hy sinh vô ích. Hai mắt thiên nữ chậm rãi đóng lại. Hắn sẽ chết sao? Hư ảnh trầm mặc một lát, sau đó nói. Nói không chính xác, người này xảo quyệt rất, tăng thêm những người sau lưng hắn, còn có ác linh chi tổ và thiện linh chi tổ. Có thể nói, hắn chính là một mê cục, một người để cho người nhìn không thấu. Cho nên, thiên nữ quay đầu nhìn về phía xa xa. Mạt pháp chi địa nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đúng không? Hư ảnh gật đầu. Trừ khi hắn nguyện ý buông tha linh tổ và ác linh, kỳ thật hiện tại hắn làm như thế nào, sợ là cũng không có kết quả tốt. Hắn và thiên mệnh thông đồng cùng một chỗ, đối với vô số huyền giả mà nói, hắn tương đương với phản bội tu luyện giả, bởi vì ở trong mắt người tu luyện, thiên mệnh chính là địch nhân lớn nhất. Mà bây giờ, Dương Diệp đầu phục kẻ địch lớn nhất. Thiên nữ nhìn về phía hư ảnh. Thiên mệnh sẽ đi ra sao? Hư ảnh khẽ lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 184.